Hai lưu manh lập tức phát hỏa, đang muốn tìm cơ Giai Giai lý luận, cổ hai người phân biệt bị một con hữu lực đại thủ nắm, hai người nhất thời đánh mất năng lực phản kháng, Hứa Thuần Lương kịp thời xuất hiện, đều cút cho ta chứng. Hai tay dùng sức đẩy, hai lưu manh bên đường ngã một cái giám đôn, đứng lên không dám lên tiếng, vội vàng trốn, chạy ra mấy bước, trong đó một cái quay người chỉ vào Hứa Thuần Lương nói, ngươi chờ đó cho ta, ta nhớ kỹ R. Nói xong rất sợ Hứa Thuần Lương đuổi theo, quay người trốn được so vừa rồi còn phải nhanh, xã hội bây giờ không biết thế nào nam nam nữ nữ không có chút nào hàm xúc, tối thiểu biên giới cảm giác cũng không có, người biết người ta sao? Liền muốn thêm người ta WeChat. Cơ Dài Dài nhìn thấy hai người chật vật tướng, nhịn không được bật cười. Hứa Thuần Lương đem mũ một lần nữa chụp tại nàng trên đầu, Cơ Dài Dài kháng cự nói, ta không quay về, ta mới không muốn đương cái gì y tá. Loại này bị khinh bỉ việc ta một ngày đều không làm nổi. Hứa Thuần Lương nói, ai cho ngươi khí thụ, ngươi nói với ta ta tìm hắn đi. Cơ Dài Dài lúc này cảm xúc bình phục một chút, thở dài nói, kỳ thật chuyện này trách ta, hắn để cho ta giúp hắn rút, ta nói sẽ không, hắn liền mắng ta một câu, ta giận liền xuất thủ. Kỳ thật Cơ Dài Dài cũng không phải y tá, Hứa Thuần Lương chính là cho nàng tìm một chỗ đợi, để nàng thể nghiệm một chút bình thường sinh hoạt. Hắn mắng ngươi cái gì rồi? Cơ Dài Dài nói, hắn nói ta xuẩn, tay chân vụng về cùng cái băng côn giống như. Nàng mím môi, ta loại bệnh này sớm tối đều lại biến thành băng côn một dạng không phải sao. Hứa Thuần Lương thở dài nói, đừng buồn lo vô cớ, có suy nghĩ lung tung công phu còn không bằng hảo hảo dựa theo ta dạy phương pháp của ngươi luyện công, ngươi cũng không phải mắc phải tuyệt chứng, sẽ không thay đổi thành băng côn. Hắn rốt cục biết Cơ Dài Dài không kiềm chế được nỗi lòng nguyên nhân, nàng có tiệm đống chứng, đối băng côn cái từ này đặc biệt mẫn cảm. Cơ Dài Dài nói thật. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, liền ngươi cái này đầu óc, ta có cần phải lừa ngươi sao? Cơ Dài Dài nói, ta bái ngươi làm thầy thời gian dài như vậy, ngươi cũng không dạy ta thứ gì, có phải hay không cảm thấy ta xuẩn? Hứa Thuần Lương nói, công phu của ta đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Làm sao không thể lộ ra ngoài ánh sáng? Chẳng lẽ ngươi sẽ đều là âm hiểm độc ác công phu? Hứa Thuần Lương nói, lần này thật đúng là để ngươi đoán. Nghĩ không ra Cơ Dài Dài hai mắt phát quang, hưng phấn dị thường nói, sư phụ, ta liền muốn học cái này. Cụ thể một chút, tỉ như ám khí, hạ độc, trồng cổ, thôi miên loại hình. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cô nàng này hẳn là thật có duyên với ta. Nàng muốn học vừa vặn đều là ta am hiểu. Ngươi học những này làm gì? Cơ Dài Dài nói, lấy độc trị độc lấy ác chế ác. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cô nàng này tuổi không lớn lắm khát vọng không nhỏ. Bất quá thông qua hắn trong khoảng thời gian này quan sát, Cơ Dài Dài mặc dù kiêu căng một chút nhưng bản tính không xấu, mình đã thu nàng làm đồ, cũng nên gánh vác lên dạy đạo trách nhiệm của nàng, nàng tuổi còn nhỏ bị đẩy lên Lan Hoa Môn vị trí tông chủ, nếu như không có điểm phòng thân thủ đoạn, về sau chỉ sợ liền tự vệ cũng khó khăn. Được xưng là tà môn ma đạo ngũ độc giáo bên trong không đều là người xấu, tự xưng là quang minh lỗi lạc danh môn chính phái cũng chưa chắc đều là người tốt. Thủ đoạn không có tốt xấu. Nhân tài có chính tả phân chia. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nếu là thật muốn học, trước tiên đem hôm nay phiền phức giải quyết lại nói. Cơ Dài Dài nói, vậy còn không đơn giản, cùng lắm thì ta cho hắn nói lời xin lỗi lại bồi ít tiền. Tại Cơ Dài Dài trong mắt, trên thế giới này tuyệt đại đa số sự tình đều có thể dùng tiền đến giải quyết, ngoại trừ nàng bệnh của mình bên ngoài. Kỳ thật bệnh viện đối đãi loại này tranh chấp bình thường phương pháp đều là bồi thường tiền xong việc. Cố Hậu Nghĩa tự mình đi cùng người bị thương đàm phán, người bị thương thái độ lúc đầu tương đương ngang ngược, yêu cầu bồi thường 20 vạn, còn muốn cầu Cơ Dài Dài cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Nhưng về sau còn tại Trường Hưng Bệnh viện nằm viện Đinh Tứ nghe nói chuyện này, ra mặt hàn huyên vài câu, đối phương lập tức từ bỏ để Cơ Dài Dài quỳ xuống nói xin lỗi yêu cầu, bồi thường tiền cũng chỉ là tượng trưng cho 1 vạn. Hứa Thuần Lương đã mang theo Cơ Dài Dài đi tới Trường Hưng Bệnh viện. Muốn cho Cơ Dài Dài ở trước mặt cùng Vương Văn Kiệt nói lời xin lỗi, hắn muốn để Cơ Dài Dài nhận thức đến mình trêu đến sự tình nhất định phải tự mình giải quyết, nàng hẳn là độc lập, không thể luôn luôn người bên cạnh giúp nàng giải quyết vấn đề, phải học được đối mặt mình. Vừa xuống xe liền nhận được Đinh Tứ điện thoại, nói cho hắn biết sự tình đã giải quyết. Hứa Thuần Lương cười nói, người thương thế kia còn chưa tốt liền quan tâm bệnh viện sự tình. Đinh Tứ nói, đừng quên ta cũng là bệnh viện cổ đông. Hắn nói cho Hứa Thuần Lương, cái kia Vương Văn Kiệt chính là phụ cận một tên lưu manh, bình thường thấy hắn đều là mở miệng một tiếng ca, đám người này có cái cộng đồng đặc điểm, đến đâu mà đều là hung thần ác sát,
bởi vì tự thân tố chất không được, miệng lại không sạch sẽ, kỳ thật miệng cọp gan thỏ, gặp được chân chính hung ác người lập tức nhận sợ. Hứa Thuần Lương chính gọi điện thoại thời điểm, Cơ Dai Dai nhìn thấy Vương Văn Kiệt tại lão bà hắn cùng đi từ phòng cấp cứu đi ra, nàng còn không biết chuyện này đã giải quyết, nghênh đón tiếp lấy. Vương Văn Kiệt đã làm quá mức sọ CT, trong đầu không có tâm bệnh, nhìn thấy Cơ Dai Dai đối diện đi tới, còn tưởng rằng nàng muốn tìm mình phiền phức, vô ý thức lui một bước ngươi. Ngươi muốn làm gì? Cơ Dai Dai nói, thật xin lỗi, hôm nay ta không nên đánh ngươi. Vương Văn Kiệt có chút mộng, cô nàng này làm sao đột nhiên đổi tính rồi. Nhớ tới Cơ Dai Dai hôm nay như bị điên dùng bình thủy tinh nện đầu của mình, đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Hứa Thuần Lương đối Cơ Dai Dai vẫn là không yên lòng, cúp điện thoại chạy tới. Vương Văn Kiệt không nói gì, lão bà hắn Dương Mỹ Anh không vui, nguyên lai chính là ngươi cái này tiểu tao đệ tử đánh lão công ta, làm sao? Mang dã nam nhân đến tăng thêm lòng dũng cảm rồi. Đừng cảm thấy bồi một vạn khối tiền liền xong rồi. Già nương cùng các ngươi không xong, ta muốn bẩm báo các ngươi táng ra bại sản. Nàng đều không kịp nói xong đâu, Cơ Dai Dai lại xuất thủ, một cái tai to hạt dưa quất vào nàng khuôn mặt to béo bên trên, sau đó một cước đá vào nàng trên bụng, tướng Dương Mỹ Anh đạp té ngồi trên mặt đất. Dương Mỹ Anh là cái bát phụ, xông lên muốn theo Cơ Dai Dai đánh lẫn nhau. Đừng nhìn Cơ Dai Dai đi theo Hứa Thuần Lương sở học không nhiều, có thể ra tay đều là ngoan chiêu, một quyền đánh tại Dương Mỹ Anh mắt trái bên trên, Dương Mỹ Anh bị đánh mắt bốc kim tinh, lại lần nữa té ngồi trên mặt đất, hai tay đập khóc trời đập đất gào khóc nói, người tới đây mau, muốn mạng người a, y tá đánh người. Vương Văn Kiệt nhìn đến lão bà bị đánh, nhiệt huyết dâng lên, xông đi lên muốn giúp đỡ, lại bị Hứa Thuần Lương một thanh kẹp lại cổ, nhẹ nhàng bóp. Kém chút không có đem máu của hắn từ đỉnh đầu vết thương cho bóp phun ra ngoài. Hứa Thuần Lương nói, không có ngươi sự tình, cho ta thành thật một chút. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ, mang Cơ Dai Dai tới là hóa giải mâu thuẫn, thật không phải đến đánh người. Bởi vì chuyện xảy ra hiện trường tại trường Hưng Bệnh viện khoa cấp cứu cổng, lui tới nhiều người như vậy, lập tức hấp dẫn không ít người tới vây xem náo nhiệt. Mọi người chỉ thấy một người mặc đồng phục y tá nữ hài đem một cái mập mạp nương môn đánh. Ai cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Trường Hưng Bệnh viện từ thành lập tới nay mấy chục năm, còn từ chưa từng xảy ra y tá đánh người trước lệ, lần này náo nhiệt, quần chúng vây xem nhóm bát quái chi hỏa cháy hừng hực, từng cái lấy điện thoại cầm tay ra nhắm ngay quay chụp, đem tình huống hiện trường phát đến các đại xã giao trên bình đài. Trường Hưng Bệnh viện y tá đánh người. Trường Hưng Bệnh viện trình diễn toàn vũ hành, y tá mỹ nữ vẫn là võ lâm cao thủ. Chế phục chi bạo lực hành động. Từng cái bắt mắt nhỏ tiêu đề như măng mọc sau mưa xuất hiện. Trường Hưng Bệnh viện bảo vệ khoa đuổi tới hiện trường thời điểm, chiến đấu cơ bản đã kết thúc, nháo kịch vẫn còn tiếp tục, Dương Mỹ Anh trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn, trên đầu bao vây lấy băng vải Vương Văn Kiệt bị Hứa Thuần Lương ngăn cản. Thân xuyên đồng phục y tá Cơ Dai Dai đứng ở nơi đó, một tay chống nạnh một tay chỉ Dương Mỹ Anh, bát phụ. Ngươi còn dám chửi một câu có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi. Dương Mỹ Anh nhìn thấy người càng tụ càng nhiều, nàng cũng không thèm đếm xỉa, miệng bên trong tiếp tục không sạch sẽ mắng lấy. Cơ Dai Dai xông đi lên nghĩ đánh tàn bạo nàng. Bảo vệ khoa trưởng Vu Vệ Đông trong lòng tự nhủ cái này ở đâu ra tiểu hộ sĩ như thế hổ. Nhìn cái này thân quần áo lao động không phải chúng ta bệnh viện, hắn ngăn lại Cơ Dai Dai, xích lại gần muốn nhìn một chút ngực của nàng bài, dù sao người bệnh viện nhiều, chưa chừng là cái thực tập y tá đâu. Cơ Dai Dai nhìn hằm hằm Vu Vệ Đông, nhìn cái gì vậy? Người cái lão lưu manh, nàng lúc này có chút thu lại không được nắm đấm, chiếu vào Vu Vệ Đông cũng là một quyền. Vu Vệ Đông sao có thể nghĩ đến cô gái nhỏ này sẽ ra tay với mình, mắt trái chịu trùng điệp một chút, nước mắt đều chảy ra, hắn thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn chính là muốn nhìn ngực bài, hắn đời này bị người nói qua lão tử quỷ, già mà không đứng đắn, còn chưa từng có bị người nói là cái lão lưu manh, huống hồ đối phương là cái tiểu hộ sĩ. Còn tưởng là lấy nhiều như vậy quần chúng vây xem hung hăng cho mình một quyền. Những này xem náo nhiệt quần chúng mới bất chấp tất cả, giơ lên siêu tập nhắm ngay Vu Vệ Đông đối mặt đập, thích nhất đập loại này tiểu cô nương ra sức đánh lão lưu manh chàng diện. Nhưng Vu Vệ Đông không phải một người tới, phía sau hắn còn đi theo một đám bảo an đâu, bọn này bảo an nhìn thấy khoa trưởng bị đánh, ngay lập tức tiến lên đem Cơ Dai Dai vây lại, từng cái la hét muốn báo cảnh. Hứa Thuần Lương phát hiện cũng có mình không cách nào trưởng khống sự tình, hôm nay tình thế phát triển hoàn toàn chệch hướng lúc đầu phương hướng, sớm biết sẽ có loại tràng diện này xuất hiện, mình liền mang Cơ Dai Dai đến chuyến này. Trường Hưng Bệnh viện ban lãnh đạo đang họp đâu,
có người đem chuyện này khẩn cấp hồi báo cho các vị viện lãnh đạo. Triệu Phi Dương nghe xong có cái tiểu hộ sĩ tại phòng cấp cứu cổng trước mắt bao người đánh người, lập tức liền phát hỏa, mình lặp đi lặp lại cường điệu muốn làm tốt chữa bệnh phục vụ, xử lý tốt y hoạn quan hệ, tháng này vẫn là bọn hắn văn minh chất lượng tốt phục vụ tháng chủ đề, ra loại chuyện này, nhất định phải nghiêm túc xử lý người trong cuộc. Bất quá sự tình lập tức liền làm rõ ràng, tại phòng cấp cứu cổng ra tay đánh nhau tiểu hộ sĩ không phải bọn hắn bệnh viện. Triệu Phi Dương nghe tình huống mới nhất hồi báo thời điểm, cái khác thành viên ban ngành đều đang cầy điện thoại, hiện tại là toàn dân truyền thông thời đại, trên mạng đều có hiện trường trực tiếp. Phó viện trưởng Cảnh Văn Tú nói, đây nhất định không phải bệnh viện chúng ta, quái A, khác bệnh viện y tá chạy thế nào đến bệnh viện chúng ta đánh người. Cao Tân Hoa từ trong đám người tìm được một cái thân ảnh quen thuộc, Hứa Thuần Lương, tiểu tử này không tại bệnh truyền nhiễm viện ở lại chạy thế nào đến Trường Hưng bệnh viện tới. Cao Tân Hoa nhìn một chút những người khác hy vọng người khác không có phát hiện, hắn có loại trực giác chuyện này khẳng định cùng Hứa Thuần Lương có quan hệ. Phó viện trưởng Tần Quốc Lương nói, đây cũng là Trường Thiện bệnh viện y tá, ta ấn tượng tương đối sâu, bọn hắn bệnh viện đồng phục y tá so chúng ta đẹp mắt. Triệu Phi Dương nhìn về phía Cảnh Văn Tú, hiển nhiên hy vọng nàng đi hiện trường xử lý một chút chuyện này, từ khi Cảnh Văn Tuấn gặp rủi ro về sau, Cảnh Văn Tú cũng như xương đánh quả cả ỉu xìu. Triệu Phi Dương thái độ đối với nàng cũng không giống qua đi khách khí như vậy, bởi vì Triệu Phi Dương rõ ràng, Cảnh Văn Tuấn rất khó lại có Đông Sơn tái khởi ngày, thời cơ một khi bỏ lỡ liền sẽ không lại đến. Cảnh Văn Tú mím môi, đang chuẩn bị mở miệng nói mình đi qua nhìn một chút thời điểm, Cao Tân Hoa lên tiếng, ta đi xem một chút đi. Cảnh Văn Tú như chút được gánh nặng, nàng hiện tại cũng không muốn chủ động mời chào phiền phức, Cao Tân Hoa nguyện ý ra mặt không còn gì tốt hơn. Cao Tân Hoa chủ động ôm lấy chuyện nguyên nhân chính là Hứa Thuần Lương, kỳ thật hắn cũng nhận ra cái này tiểu hộ sĩ trang phục là Trường Thiện bệnh viện, vô luận chuyện nguyên nhân gây ra như thế nào, Cao Tân Hoa đều cho rằng chuyện này không nên phát sinh, ngay trước mặt của nhiều người như vậy đánh người bệnh gia thuộc không đúng, ẩu đả bệnh viện nhân viên công tác thì càng không đúng. Hứa Thuần Lương cũng cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết, hắn mang Cơ Dai Dai tới dự tính ban đầu là giải quyết vấn đề, nhưng Cơ Dai Dai một màn này tay đem vấn đề phức tạp hóa. Hứa Thuần Lương cũng không phải trách cứ Cơ Dai Dai đánh người, Vương Văn Kiệt lão bà mở miệng chính là ô ngôn uế ngữ đáng đời bị đánh, vấn đề là đánh người không đúng chỗ. Hứa Thuần Lương đem Cơ Dai Dai cho kéo qua một bên, thấp giọng nói, đi nhanh lên. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là để nàng rời đi hiện trường. Cơ Dai Dai sửng sốt một chút, nàng không sợ trời không sợ đất, huống chi còn có sư phụ cùng mình chỗ dựa. Hứa Thuần Lương hạ giọng nói, đi. Chuyện bên này ta đến giải quyết tốt hậu quả. Cơ Dai Dai lần này nghe rõ, xoay người chạy. Mấy tên bảo an muốn ngăn cản nàng, Cơ Dai Dai linh xà bát bộ hiện tại đã có tương đương hỏa hầu, tận dụng mọi thứ, tựa như rắn trườn, từ mấy người ở giữa khe hở bên trong chui ra ngoài. Phu Hướng Đông che mắt, kêu to, bắt lấy nàng tuyệt đối đừng để nàng chạy đi. Cổng một bảo vệ quên mình xông lên, giang hai cánh tay ôm lấy Cơ Dai Dai, Cơ Dai Dai nhấc chân đá vào hai chân của hắn ở giữa. Tên kia bảo an che lấy đúng quần phù phù từng tiếng quỳ trên mặt đất, Dai Dai thuận lợi xông ra Trường Hưng bệnh viện đại môn, kéo ra ven đường một chiếc xe taxi cửa xe, lái xe. Lái xe hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút hướng bên này đuổi theo một bang bảo an. Cơ Dai Dai nói, cho thêm ngươi 1000. Lái xe một cước chân ga liền xông ra ngoài. Trường Hưng cửa chính bệnh viện loạn thành một bầy, Cao Tân Hoa đi vào hiện trường khi thấy trường hợp như vậy. Đại khái làm rõ ràng tình trạng, trong lòng thầm than đám này bảo an đều là ăn không ngồi rồi, xuất động mười mấy người thế mà liền cái tiểu hộ sĩ đều ngăn không được, bảo vệ khoa trưởng Vu Vệ Đông còn bị người đánh mắt đen ngòm. Hứa Thuần Lương không đi, dù sao nhiều người như vậy đều thấy được, coi như rời đi nhà cũng có thể tìm tới hắn. Dương Mỹ Anh một tay che mắt một tay chỉ Hứa Thuần Lương nói, đem hắn bắt lấy, hắn cùng cái kia tiểu tao đệ tử là cùng một bọn. Vương Văn Kiệt sờ lấy bị Hứa Thuần Lương bóp đỏ cổ, chính là hắn vừa bóp ta cổ, bọn hắn là cùng một bọn, báo cảnh, bắt hắn. Hứa Thuần Lương nói, hai người các ngươi lỗ hổng nói chuyện làm cho ta chỉ toàn điểm, ta ra tay nhưng so sánh vừa rồi tiểu cô nương kia nặng nhiều. Vương Văn Kiệt nuốt nước miếng một cái, đến bây giờ bị bóp địa phương còn nóng bỏng, con hàng này nhìn không dễ chọc. Phu Hướng Đông vẻ mặt cầu xin hướng Hứa Thuần Lương nói, Hứa chủ nhiệm vừa rồi đó là ai a? Ta không biết. Phu Hướng Đông trong nháy mắt mộng bức, người không biết. Hứa Thuần Lương a, Hứa Thuần Lương ta không thể mở mắt nói lời bịa đặt a. Phu Hướng Đông cũng đủ buồn bực,
con mắt bị người đánh thanh không nói còn bị người mắng thành lão lưu manh. Hắn dùng một con mắt nhìn một chút Cao Tân Hoa, hướng Cao Tân Hoa xin giúp đỡ. Cao Tân Hoa để bảo an đem đám người xem náo nhiệt xua tan, đều tụ ở chỗ này ảnh hưởng không tốt. Hắn đi vào Hứa Thuần Lương trước mặt, tiểu Hứa, tình huống như thế nào? Hứa Thuần Lương giả khờ bản lĩnh nhất lưu, ta cũng không biết tình huống như thế nào, vừa mới xem lại các người bệnh viện một tiểu hộ sĩ cùng bọn hắn hai náo đi lên, hai người này xông lên liền muốn đánh người ta, ta hảo tâm qua tới kéo cái, kết quả còn bị bọn hắn mắng một trận. Dương Mỹ Anh nghe hắn ở chỗ này đổi trắng thay đen tức giận đến giận sôi lên, hắn cùng cái kia tiểu tao đệ tử là cùng nhau, bọn hắn liền là một đôi cẩu nam nữ. 3. Một vị nữ hài từ trong đám người vọt ra, chiếu vào Dương Mỹ Anh chính là một cái bạt tai, liền Hứa Thuần Lương đều sửng sốt, đây cũng là ai vậy? Tập trung nhìn vào lại là Tô Tình, vừa rồi chú ý điểm đều ở chỗ này, không có chú ý nàng lúc nào chạy tới. Dương Mỹ Anh bị Tô Tình cái này bàn tay cho đánh cho hồ đồ, nàng tóc tai bù xù liền hướng Tô Tình bên này xông, người còn không có khởi động đâu, lại có một vị Mỹ nữ xông lên một cước đá vào nàng trên bụng. Dương Mỹ Anh bạch 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 liên tiếp sau lui mấy bước đặt mông té ngồi trên mặt đất, lần này ra chân chính là Bạch Lan. Dương Mỹ Anh nằm trên mặt đất hai chân loạn đạp, ta không sống được, ta không sống được, Trường Hưng bệnh viện đánh người, Trường Hưng bệnh viện đánh người. Vương Văn Kiệt nhìn lão bà liên tiếp bị người hành hung, hắn há có thể ngồi yên không lý đến, hét lớn một tiếng, ta cùng các ngươi liều. Nói đều chưa nói xong đâu, lại bị Hứa Thuần Lương một thanh nắm cổ, hỏng, đầu lại sung huyết. Cảm giác vết thương đều muốn không kềm được, thể nội máu tươi tùy thời tùy khắc đều muốn bắn ra. Hứa Thuần Lương nói, mắng chửi người liền không phạm pháp a. Hai người các ngươi lỗ hổng đáng đời bị đánh, ta hiện tại rõ ràng nói cho các ngươi biết, ta không biết vừa rồi tên kia tiểu hộ sĩ, ai còn dám miệng bên trong không sạch sẽ, ta nhưng không tha cho các ngươi. 1. Hứa Thuần Lương buông tay ra, Vương Văn Kiệt bị võ lực của hắn cho chấn nhiếp, lúc này Đinh Tứ cũng nghe hỏi chạy đến. Cả giận nói, Vương Văn Kiệt, cho ngươi mặt mũi có phải không? Vương Văn Kiệt dọa đến khẽ run rẩy. Hứa Thuần Lương khoát tay áo biểu thị không có chuyện gì, hắn hướng Tô Tình cùng Bạch Lan nói, các ngươi sao lại tới đây? Tô Tình nói, ta cho Trịnh chủ nhiệm gọi điện thoại, hắn nói cho ta biết. Hứa Thuần Lương thầm than Trịnh Bồi An lắm miệng. Cao Tân Hoa nhìn thấy cục diện khống chế được, mau đem đám người này cho mời đến phòng họp nhỏ tiến hành điều giải, Hứa Thuần Lương trước khi đi, đem Tô Tình kêu đến. Bám vào bên tai nàng bàn giao vài câu. Kỳ thật cũng không có gì có thể điều giải, phát sinh tranh chấp song phương cùng Trường Hưng bệnh viện đều không có bất cứ quan hệ nào. Hứa Thuần Lương bị Cao Tân Hoa chuyên môn gọi vào điều giải thất, đóng cửa phòng, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Cao Tân Hoa thở dài nói, tiểu tử ngươi thật là biết cả sự tình, chạy bệnh viện chúng ta náo cái gì. Hứa Thuần Lương nhếch miệng cười nói, Cao Thúc, người đừng oan uổng ta được không? Ta là qua tới thăm Đinh Tứ. Gặp chuyện bất bình, thì giúp một tay kéo cái, chuyện này cùng ta thật không có bất cứ quan hệ nào. Kia tiểu hộ sĩ là ai? Không phải là các người bệnh viện sao? Cao Tân Hoa bị tiểu tử này tức giận đến mắt trợn trắng, ngươi còn cùng ta quấn đâu, nàng mặc Trường Thiện bệnh viện chế phục sao có thể là bệnh viện chúng ta? Hứa Thuần Lương nói, vậy ngài đến hỏi Trường Thiện bệnh viện a, ta là bệnh truyền nhiễm viện. Cao Tân Hoa chỉ vào cái mũi của hắn nói, tiểu tử thúi. Sự tình gây ra, người không nhận nợ có phải không? Hứa Thuần Lương móc ra một hộp khói, cho hắn bên trên một chi. Cao Tân Hoa khoát tay áo, ít dùng bài này. Hứa Thuần Lương lại kính một lần này Cao Tân Hoa mới tiếp tới, Hứa Thuần Lương giúp hắn đốt, thấp giọng nói cái này phòng có giám sát. Cao Tân Hoa hít một hơi thuốc lá nói, người thật sự không biết. Hứa Thuần Lương nói, ta làm sao có thể nhận biết nha, nếu như các ngươi cho rằng nàng là Trường Thiện bệnh viện. Người có thể liên lạc một chút cố viện trưởng, hỏi hỏi đến tột cùng có hay không người này. Cao Tân Hoa nói, ta đều hỏi thăm rõ ràng, nàng gọi Cơ Dai Dai, là Trường Thiện bệnh viện y tá, hôm nay cùng cái kia gọi Vương Văn Kiệt bệnh nhân tại Trường Thiện bệnh viện phát sinh xung đột, nàng dùng bình thủy tinh đem Vương Văn Kiệt đầu cho mở bầu, còn nháo đến đồn công an, là cố viện trưởng đi đem nàng bảo đảm ra. Hứa Thuần Lương nói, cái này ta còn thật không biết, ta lại mặc kệ Trường Thiện bệnh viện chuyện bên kia. Người phải hỏi cố viện trưởng, nếu không ta gọi điện thoại cho hắn. Hứa Thuần Lương ngay trước Cao Tân Hoa bột gọi cú điện thoại này, cố Hậu Nghĩa bên kia tiếp thông điện thoại về sau, Hứa Thuần Lương đem gọi điện thoại mục đích nói một lần, hắn mở miễn đề. Cao Tân Hoa ở một bên nói, cố viện, bệnh viện các ngươi có phải hay không có cái gọi Cơ Dai Dai y tá? Không có a.
Cao Tân Hoa hai tròng mắt kém chút không có chừng ra ngoài, Hứa Thuần Lương một mặt cười xấu xa, Cơ Dài Dài căn bản chính là cái làm việc vặt, nàng tại Trường Thiện bệnh viện liền không có hồ sơ ghi chép. Cao Tân Hoa điều chỉnh một chút mạch suy nghĩ, tiếp tục hỏi, Cố Viện, hôm nay là không phải có cái gọi Cơ Dài Dài y tá cùng một cái gọi Vương Văn Kiệt bệnh nhân phát sinh xung đột. Cố Hậu Nghĩa nói, Tiểu Cao, người vừa nói như vậy ta có ấn tượng, hoàn toàn chính xác có hai người phát sinh xung đột, trong đó một cái mặc đồng phục y tá, bất quá nàng không phải chúng ta bệnh viện. Cái gì? Cố Hậu Nghĩa tại đầu bên kia điện thoại cố nén cười, Hứa Thuần Lương đã để Tô Tình tới thông gió báo tin tức, Cơ Dài Dài chạy đến Trường Hưng nháo sự, cho Trường Hưng bệnh viện tạo thành không tốt ảnh hưởng, Trường Hưng khẳng định sẽ tìm bọn hắn Trường Thiện bệnh viện muốn thuyết pháp, biện pháp tốt nhất chính là không thừa nhận, dù sao bệnh viện trong hồ sơ liền không có Cơ Dài Dài danh tự. Cố Hậu Nghĩa cũng biết làm như vậy có sai lầm phúc hậu, nhưng hoàn toàn chính xác không có biện pháp tốt hơn, mà lại coi như truy cứu tới. Cơ Dài Dài cùng bọn hắn bệnh viện cũng không có bất kỳ cái gì hiệp ước quan hệ, Cơ Dài Dài liền cộng tác viên đều tính không lên. Cố viện trưởng, ta đã hiểu qua, cái kia Cơ Dài Dài chính là bệnh viện các ngươi. Cao Tân Hoa mặc dù cùng bọn hắn giao tình tốt, nhưng công là công tư là tư, có một số việc vẫn phải nói rõ ràng. Cố Hậu Nghĩa rõ ràng có chút không cao hứng, Tiểu Cao, ngươi muốn là không tin có thể tới xem một chút nha, ta đem bệnh viện hồ sơ đều đưa cho ngươi. Ngươi xem một chút có hay không gọi Dài Dài y tá. Hắn nói xong liền đã cúp điện thoại. Cao Tân Hoa khiến cho có chút xấu hổ, một mặt u oán nhìn qua Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương tâm thua thiệt a, lại cho Cao Tân Hoa bên trên một điếu thuốc. Cao Tân Hoa nói, cút sang một bên, cười đùa tí tửng không có đứng đắn. Hứa Thuần Lương nói, Cao Thúc, đây chính là người không đúng, người tại cố viện trưởng nơi đó bị chọc tức không thể bắt ta chút giận a. Cao Tân Hoa cầm trong tay khói cho bóp, thật coi ta hồ đồ a, ta cái gì đều hiểu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hứa Thuần Lương đưa cho hắn một điếu khói, Cao Tân Hoa lần này tiếp, Hứa Thuần Lương giúp hắn đốt, thấp giọng nói, ta cùng Trường Thiện bệnh viện không có quan hệ gì, hôm nay cũng là trùng hợp đến xem người, ai có thể nghĩ liền gặp phải này xui xẻo sự tình, nếu không chúng ta báo cảnh chỉ cần bắt được cái kia tiểu hộ sĩ liền tra ra manh mối. Cao Tân Hoa nói, người thật nghĩ như vậy. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật Trường Hưng giống như ta đều đủ xui xẻo, rõ ràng cùng chúng ta không quan hệ, còn phải lưng nỗi oan ức này. Cao Tân Hoa nói, ta chỉ biết là cùng chúng ta không quan hệ. Hứa Thuần Lương nói, Cao Thúc, người bớt giận, ban đêm có sắp xếp không, ta xin ngài uống rượu. Cao Tân Hoa nói, ta gần nhất đều không muốn cùng người uống rượu với nhau. Nói xong câu đó, hắn có chút muốn cười. Hoàn toàn chính xác đổi thành chỗ hắn tại Hứa Thuần Lương vị trí cũng xử lý không tốt, phương pháp tốt nhất liền là phủ nhận, bản đến coi là Trường Thiện bệnh viện sẽ tuyên bố Cơ Dài Dài chỉ là một cái cộng tác viên đâu, thật không nghĩ đến người ta tuyệt hơn, trực tiếp không thừa nhận Cơ Dài Dài cùng bọn hắn có quan hệ. Đinh Tứ ra mặt, Vương Văn Kiệt vợ chồng rất nhanh liền nhận sợ, Đinh Tứ tự mình biểu thị sẽ cho cái đôi này 5 vạn khối tiền, chuyện này liền đương chưa từng xảy ra, Vương Văn Kiệt vợ chồng được lợi ích thực tế. Hôm nay ăn đến kia chút thiệt thòi cũng liền không tính là gì, bọn hắn biểu thị không truy cứu nữa Cơ Dài Dài trách nhiệm, cũng không truy cứu nữa Trường Hưng bệnh viện trách nhiệm. Bởi vì sự tình hôm nay huyên náo tương đối lớn, tân nhiệm phó viện trưởng Phùng Trung Á cũng tới tự mình tham gia điều giải, nghe cái đôi này nói như vậy, phổi đều muốn tức nổ tung, cái gì gọi là không truy cứu nữa Trường Hưng bệnh viện trách đảm nhiệm. Bọn hắn Trường Hưng bệnh viện trêu ai ghẹo ai. Phát sinh tranh chấp song phương căn bản không có Trường Hưng bệnh viện người. Quả thực là người trong nhà ngồi, nổi từ trên trời tới. Phùng Trung Á lúc này liền trịnh trọng tuyên bố, chuyện này cùng bọn hắn Trường Hưng bệnh viện không quan hệ, nhưng không có nghĩ tới câu nói này vậy mà tao ngộ Dương Mỹ Anh kịch liệt phản bác. Dương Mỹ Anh cho rằng, cái đôi này đến Trường Hưng bệnh viện nhìn bệnh, viện phương liền có trách nhiệm cam đoan an toàn của bọn hắn tại bệnh viện bị người đánh, Trường Hưng liền phải chịu trách nhiệm. Phùng Trung Á xem như kiến thức Dương Mỹ Anh khóc lóc om sòm chơi xấu công lực. Nhưng hối hận nói ra đã chậm, Dương Mỹ Anh tại trong phòng họp nhỏ liền cãi lộn. Triệu Phi Dương ở văn phòng đều nghe được Dương Mỹ Anh lực xuyên thấu cực mạnh tiếng ồn ào, không khỏi nhíu mày, hắn vừa mới nhìn trên mạng video, cơ hồ tất cả video đều nói là bọn hắn Trường Hưng bệnh viện y tá đánh người, cái này đã nghiêm trọng tổn hại Trường Hưng bệnh viện danh dự. Phùng Trung Á nhẫn nhịn một bụng uất khí, thật vất vả đem kia hai vợ chồng cho hống đi, liền thẳng đến Triệu Phi Dương văn phòng. Phùng Trung Á là Hoa Niên tập đoàn cắt cử, trước mắt hắn còn đảm nhiệm Hoa Niên khỏe mạnh chữa bệnh quản lý công ty hữu hạn phó tổng,
chức vị chính vẫn là Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương phi thường rõ ràng Đường Kinh Vĩ phái Phùng Trung Á tới mục đích, đơn giản là muốn giám sát cũng ngăn được mình. Hoa Niên tập đoàn gần nhất nợ nần gây dựng lại thất bại ảnh hưởng rất lớn, Đông Châu phương diện đã đối Hoa Niên hạ cuối cùng thông điệp. Phùng Trung Á ở thời điểm này được phái tới Trường Hưng, rất có điểm thụ mệnh tại nguy nan thời điểm ý tứ. Đường Kinh Vĩ cắt cử Phùng Trung Á tới thời điểm, đặc địa bàn giao, để hắn nhất định phải nhìn chằm chằm Triệu Phi Dương, phòng ngừa Triệu Phi Dương dở trò. Triệu Phi Dương người này hiểu rất rõ Trường Hưng, từ khi Bùi Lâm sau khi chết, Triệu Phi Dương trở nên càng ngày càng khó khống chế. Đường Kinh Vĩ thậm chí hoài nghi Đông Châu Phương đối mặt bọn hắn càng ngày càng nghiêm giám thì cùng Triệu Phi Dương phía sau động tác có quan hệ. Phùng Trung Á ngoài mặt vẫn là phi thường tôn kính Triệu Phi Dương, đi vào phòng làm việc của viện trưởng, trước kêu một tiếng Triệu Viện, sau đó đem hắn đạt được tin tức nói cho Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương cau mày, người nói là Trường Thiện Bệnh Viện không thừa nhận Cơ Dai Dai là bọn hắn nhân viên. Phùng Trung Á nói, thiên chân vạn xác, Hứa Thuần Lương một mực phủ nhận, hắn thậm chí đều không thừa nhận nhận biết Cơ Dai Dai. Triệu Phi Dương mím môi, cái này xác thực phù hợp Hứa Thuần Lương phong cách, tiểu tử này thời khắc mấu chốt tuyệt đối kéo hạ mặt. Phùng Trung Á nói, chúng ta không thể tùy ý dư luận lên men, hiện tại tất cả mọi người cho rằng là bệnh viện chúng ta y tá đánh người, chúng ta không thể vì Trường Thiện Bệnh Viện cõng nồi. Triệu Phi Dương nói xong rồi. Phùng Trung Á nói, không sai biệt lắm nói xong rồi. Bị đánh hai vợ chồng không truy cứu nữa đánh người người trách nhiệm, ngược lại níu lấy bệnh viện chúng ta không thả, quả thực là không thèm nói đạo lý. Triệu Phi Dương nói, Hứa Thuần Lương bên kia nói xong rồi. Phùng Trung Á nói, Cao Bí Thư cùng hắn nói đâu, ta đoán chừng hẳn là cũng nói xong rồi. Đang nói đây, Cao Tân Hoa cũng tới, sự tình tạm thời có một kết thúc, hắn đến hướng viện trưởng Triệu Phi Dương thông báo một chút tình huống. Triệu Phi Dương mời Cao Tân Hoa tọa hạ, Cao Bí Thư. Hứa Thuần Lương đối sự tình hôm nay giải thích thế nào? Cao Tân Hoa đem Hứa Thuần Lương lời nói mới rồi lặp lại một lần. Triệu Phi Dương mặc dù nhưng đã nghe Phùng Trung Á nói qua một lần, nhưng nghe Cao Tân Hoa nói xong vẫn là tức giận đến không được, làm cái gì? Cái kia Cơ Dai Dai rõ ràng mặc Trường Thiện Bệnh Viện đồng phục y tá, làm sao lại không thừa nhận? Hắn Hứa Thuần Lương lúc nào trở nên dám làm không dám chịu rồi? Cao Tân Hoa nói, chuyện này thật đúng là khó mà nói hắn. Hắn là bệnh truyền nhiễm viện, hôm nay tới là thăm viếng bệnh nhân, vừa vặn gặp phải trận kia tranh chấp, theo như hắn nói là muốn giúp đỡ điều giải. Triệu Phi Dương cả giận nói, có cái kia dạng điều giải. Kéo lệch cái đi, hắn làm sao có mặt nói không biết tên kia tiểu hộ sĩ. Cao Tân Hoa trong lòng thầm vui, Hứa Thuần Lương đến cái khái không thừa nhận không thể nghi ngờ là chính xác, mặc dù trong lòng của hắn cũng có chút sinh khí, nhưng Hứa Thuần Lương nếu là thừa nhận, tiếp xuống chuyện phiền toái khẳng định càng nhiều. Cao Tân Hoa thật sự là mâu thuẫn, một bên là tình cảm riêng tư, một bên là mình bệnh viện, chuyện này thật đúng là khó song toàn. Cao Tân Hoa nói, ta hỏi qua cố viện trưởng cũng nói bọn hắn bệnh viện không có để cho Cơ Dai Dai y tá. Triệu Phi Dương nói, hắn hiện tại là Trường Thiện Bệnh Viện viện trưởng, đương nhiên duy hộ chính bọn hắn bệnh viện lợi ích, rõ ràng tại bọn hắn bệnh viện đánh người, rõ ràng mặc lấy y tá của bọn họ phục, vì cái gì không thừa nhận. Vì cái gì muốn để chúng ta Trường Hưng cõng nồi, làm chúng ta dễ khi dễ sao? Cao Tân Hoa nói, ta đoán chừng cố viện trưởng thật không nhất định nhận biết nàng, dù sao chúng ta cũng không có khả năng đem mình bệnh viện y tá tất cả đều nhận rõ ràng. Triệu Phi Dương nói, Cao Bí Thư, người đến cùng đứng tại ai trên lập trường? Cao Tân Hoa nói, ta đương nhiên đứng tại Trường Hưng trên lập trường, ta cho rằng việc cấp bách là nên hướng xã hội công chúng làm sáng tỏ. Tên kia đánh người tiểu hộ sĩ cùng chúng ta Trường Hưng bệnh viện không quan hệ. Phùng Trung Á nói, báo cảnh, ta còn cũng không tin cái kia Cơ Dai Dai còn có thể bốc hơi khỏi nhân gian. Đem nàng bắt tới, hết thảy chẳng phải rõ ràng. Cao Tân Hoa nói, bây giờ người ta bị đánh đều biểu thị không truy cứu, chúng ta cầm lý do gì báo cảnh. Phùng Trung Á nói, nhiễu loạn công cộng trật tự, tìm khe hở gây chuyện, cho bệnh viện chúng ta tạo thành cực kỳ không tốt ảnh hưởng. Hắn dừng lại một chút nói, trước tiên có thể hướng Trường Thiện Bệnh Viện nói rõ tình huống, nếu như bọn hắn không phối hợp, chúng ta liền lập tức báo cảnh, điều tra rõ chân tướng về sau, chúng ta sẽ hướng xã hội tiến hành công bố, đến lúc đó nhưng là không còn người có thể nhờ vào nhân tình mà thoát, ta ngược lại muốn xem Trường Thiện Bệnh Viện làm sao hướng công chúng bàn giao. Triệu Phi Dương nhìn qua Cao Tân Hoa chỉ làm như không nhìn thấy, loại chuyện này hắn cũng sẽ không làm. Hiện tại cũng có chút hối hận hôm nay chủ động đi làm điều giải công tác.
Triệu Phi Dương cố ý tướng cái vấn đề khó khăn này vứt cho hắn, Cao Bí Thư. Cao Tân Hoa nói, ta cảm thấy Tiểu Phùng nói đến rất tốt, chuyện này liền giao cho hắn đi làm đi. Triệu Phi Dương thầm mắng một tiếng lão hồ ly, Cao Tân Hoa à Cao Tân Hoa, ngươi thiên vị Hứa Thuần Lương mọi người đều biết, ngươi hôm nay vội vàng ba phải, nói không chừng ngươi tại Trường Thiện Bệnh Viện cũng có cổ phần. Bất quá để Phùng Trung Á đi cũng có chỗ tốt, Trường Thiện Bệnh Viện viện trưởng là Triệu Phi Dương tiền nhiệm Cố Hậu Nghĩa, Triệu Phi Dương mặc dù đảm nhiệm Trường Hưng Bệnh Viện viện trưởng cũng có thời gian không ngắn, nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều sống ở Cố Hậu Nghĩa bóng ma hạ. Chỉ không phải năng lực phương diện, mà là lòng người. Cố Hậu Nghĩa tại lung lạc lòng người phương diện rất có một bộ, Trường Hưng Bệnh Viện rất nhiều nhân viên đều cho rằng Triệu Phi Dương không bằng Cố Hậu Nghĩa. Triệu Phi Dương mình tự mình cũng sẽ vụng trộm cùng Cố Hậu Nghĩa làm sự so sánh, hắn không có cảm thấy mình chỗ nào so ra kém Cố Hậu Nghĩa. Cố Hậu Nghĩa tại Trường Hưng nhiều năm như vậy, Trường Hưng cũng không có lấy được quá lớn phát triển, mình đi vào về sau Trường Hưng hai kỳ công trình cùng hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện công trình tuần tự khởi động. Nếu như không phải Hoa Niên tập đoàn hỏng bét tình trạng tài chính trở ngại cước bộ của hắn, hiện tại Trường Hưng hẳn là trở thành Đông Châu chữa bệnh trong hệ thống lớn nhất tiềm lực phát triển một cái. Triệu Phi Dương tại chủ tính một cái kế hoạch, lúc trước Hoa Niên là hắn một tay tiến vào Trường Hưng, hiện tại hắn chuẩn bị tướng Hoa Niên tập đoàn đá ra khỏi cục, cởi chuông phải do người buộc chuông, lúc trước dẫn vào Hoa Niên tập đoàn là bởi vì hắn muốn bệnh viện tốt hơn phát triển, hiện tại Hoa Niên đã thành là trói buộc bệnh viện phát triển gông xiềng. Hắn nhất định phải tự mình đem bài trừ. Hứa Thuần Lương không có đi gặp Triệu Phi Dương, bởi vì không cần thiết đi, rời đi thời điểm gặp Vu Hướng Đông, nhìn qua Vu Hướng Đông bầm đen mắt trái, Hứa Thuần Lương có chút đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn, lão Vu, không có ý tứ a. Vu Hướng Đông thở dài nói, kia tiểu hộ sĩ ngươi biết a. Hứa Thuần Lương lắc đầu, nguyên lai không biết, hôm nay xem như quen biết. Vu Hướng Đông trong lòng tự nhủ Hứa Thuần Lương miệng bên trong cũng không có lời nói thật, ta xem lại các ngươi cùng một chỗ xuống xe, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không tiện vạch trần, lại thở dài nói, không biết nhà ai khuê nữ, hẳn là hảo hảo quản giáo. Hứa Thuần Lương nói, hôm nào ta mời ngươi uống rượu cho ngươi hảo hảo ép một chút. Vu Hướng Đông nhẹ gật đầu, kỳ thật mọi người trong lòng đều hiểu, nhưng chính là không tiện nói toạc kia tiểu hộ sĩ khẳng định cùng Hứa Thuần Lương có quan hệ. Hứa Thuần Lương từ biệt Vu Hướng Đông đang chuẩn bị thời điểm ra đi, nghe được có người gọi hắn, Hứa chủ nhiệm, xin dừng bước. Hứa Thuần Lương dừng bước lại, nhìn thấy Phùng Trung Á hướng mình đi tới. Hứa Thuần Lương nói, Phùng viện phó, người tìm ta có việc. Phùng Trung Á hướng Vu Hướng Đông cười cười, Vu Hướng Đông minh bạch, biểu thị mình còn có sự tình, đi trước một bước. Phùng Trung Á mời Hứa Thuần Lương đi phòng làm việc của mình ngồi một chút. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, có lời gì ngay ở chỗ này nói đi, ta thời gian đang gấp đâu. Phùng Trung Á nói, vậy thì tốt, Hứa chủ nhiệm a, ta cũng không vòng vo với ngươi, chuyện đã xảy ra hôm nay tất cả mọi người minh bạch chuyện gì xảy ra, ngươi là từ Trường Hưng bệnh viện đi ra, tất cả mọi người là lão đồng sự già bằng hữu, có một số việc không cần thiết huyên náo quá cương. Hứa Thuần Lương cười nói, lời này của ngươi ta có chút không rõ, chúng ta tại sao muốn chơi cứng a? Phùng Trung Á nói, ta đã điều tra rõ ràng, cái kia Cơ Giai Giai tại Trường Thiện Bệnh Viện công việc có một đoạn thời gian, đây là các ngươi không cách nào phủ nhận. Hứa Thuần Lương nói, ngươi thật giống như tìm nhầm đối tượng, ta công việc bây giờ đơn vị là Đông Châu Thị Bệnh Truyền Nhiễm Viện, không phải cái gì Trường Thiện Bệnh Viện, Trường Thiện Bệnh Viện sự tình ngươi đi tìm Trường Thiện Bệnh Viện giải quyết, không phải tìm ta. Phùng Trung Á nở nụ cười, không có tí sức lực nào không phải, người nào không biết ngươi tại Trường Thiện Bệnh Viện có cổ phần a? Hứa Thuần Lương nhìn qua Phùng Trung Á, người nói chuyện đến phụ trách nhiệm a, ta cùng Trường Thiện Bệnh Viện mặc dù có chút quan hệ, nhưng là ta không có Trường Thiện Bệnh Viện cổ phần, gia gia của ta là Trường Thiện Bệnh Viện cổ đông, người nghe rõ không có có. Kia còn không phải như vậy, đời cầm chuyện cổ phần nhiều, người không thể vì giữ gìn Trường Thiện Bệnh Viện lợi ích liền hy sinh chúng ta Trường Hưng Bệnh Viện lợi ích, hôm nay chuyện này đã cho chúng ta tạo thành phi thường ác kém xã hội ảnh hưởng, người hẳn là rõ ràng bệnh viện chúng ta là vô tội. Coi như ngươi không niệm cùng tình cũ, cũng nên có chút chính nghĩa cùng lương tri, đem chân tướng nói ra, còn cho Trường Hưng Bệnh Viện một cái trong sạch. Hứa Thuần Lương miệng méo cười lạnh một tiếng, ngươi nói ai không có lương tri đâu. Phùng Trung Á đừng cho là ta không biết lai lịch của ngươi, ngươi khi đó còn không phải bán đại hàng lợi ích xâm nhập vào Hoa Niên tập đoàn. Ngươi cái gì ngươi a? Đồng Trường Hạo năm đó ở Nguy Sơn đảo bị một đám thủy sản thương nhân đánh tàn bạo là ngươi chỉ điểm a? Phùng Trung Á sắc mặt trở nên khó coi, ngươi.
ngậm máu phun người. Hứa Thuần Lương nói, trong tay của ta có chứng cứ, liền ngươi mặt hàng này còn mẹ nó cùng ta đàm lương chi, cho ngươi mặt mũi có phải không? Phùng Trung Á bắt đầu hối hận tìm tới Hứa Thuần Lương, chuyện năm đó hắn cho là mình làm được thần không biết quỷ không hay, thật không nghĩ đến Hứa Thuần Lương đều rõ ràng. Hứa Thuần Lương lúc trước không có vạch trần hắn nguyên nhân là muốn tọa sơn quan hổ đấu, người khác chó cắn chó một miệng lông không có quan hệ gì với hắn, nhưng là nếu ai trêu chọc đến trên đầu của hắn, hắn cũng sẽ không nuông chiều. Phùng Trung Á lại dám cùng mình chính diện khiêu chiến, thật không biết là ai cho dũng khí của hắn, từ Đường Kinh Vĩ dùng người điều hành liền có thể nhìn ra, Hoa Niên tập đoàn cấp tốc suy sụp tuyệt không phải ngẫu nhiên. Phùng Trung Á biết khó mà lui, nhẹ gật đầu, xoay người lại. Hứa Thuần Lương biết tâm hắn hư, cũng không có tiếp tục cùng hắn lý luận, đến đi ra bên ngoài nhìn thấy Tô Tình đứng ở dưới lầu chờ hắn đâu. Nha, ngươi vẫn chờ đâu? Tô Tình nói, cái này không lo lắng ngươi xảy ra chuyện nha. Hứa Thuần Lương cười nói, ta có thể xảy ra chuyện gì? Lúc này Phó Viện trưởng Cảnh Văn Tú từ một bên trải qua, cùng hắn lên tiếng chào. Hứa Thuần Lương cảm thấy đây không phải cái nói chuyện địa phương, để Tô Tình lên xe. Tô Tình áy náy nói, ta có phải hay không cho ngươi rước lấy phiền phức? Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, không có sự tình, chính là bởi vì trong sinh hoạt có các ngươi, mới trở nên nhiều màu nhiều sắc. Các ngươi, Tô Tình chớp chớp đôi mắt đẹp. Tựa hồ từ đó cảm ngộ đến cái gì? Hứa Thuần Lương cười nói, đi trước nhà ta một chuyến. Hứa Thuần Lương về đến nhà Cơ Dai Dai ngồi tại nhà hắn phòng khách ăn đồ ăn vặt xem tivi. Hứa Thuần Lương nói, người ngược lại là rất tự tại a. Cơ Dai Dai nói, sư phụ, không phải người để cho ta chạy trở về nha. Nàng cùng Tô Tình lên tiếng chào, hai người không quen, dù sao Dai Dai hiện tại cũng không cảm thấy kinh ngạc, sư phụ chính là cái hoa tâm đại la bạc. Bên người mỹ nữ như mây, cuối cùng ai có thể trở thành mình sư nương còn không biết đâu. Hứa Thuần Lương nói, tắt máy. Cơ Dai Dai nhẹ gật đầu quan, sư phụ, người vì cái gì để cho ta đi a? Ta ai làm nấy chịu, ta lại không sợ bọn họ. Tô Tình nói, hắn là lo lắng Trường Hưng bệnh viện mượn đề tài để nói chuyện của mình, mang đến càng nhiều phiền phức. Cơ Dai Dai nói, bọn hắn dám, chọc giận ta, ta đem Trường Hưng bệnh viện cho mua lại, để sư phụ ta đương viện trưởng. Tô Tình trong lòng tự nhủ cô gái nhỏ này khẩu khí rất lớn, trên đường Hứa Thuần Lương đem Cơ Dai Dai vì sao đi vào Đông Châu sự tình nói với nàng, nàng cũng đã được nghe nói Lam Tinh tập đoàn, Cơ Dai Dai hoàn toàn chính xác có mua xuống Trường Hưng tài lực. Hứa Thuần Lương đem Cơ Dai Dai đi sau phát sinh sự tình nói cho nàng, Cơ Dai Dai nghe nói sư phụ tới cái kiên quyết phủ nhận, không khỏi khanh khách nở nụ cười, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ nói ta là cộng tác viên đâu, sư phụ, người thật là đủ tuyệt, trực tiếp phủ nhận ta tồn tại. Ta tại Trường Thiện bệnh viện cho các ngươi giúp nhiều việc như vậy, đến cuối cùng thế mà biến thành người tàng hình. Tô Tình nói, ngươi không phải bệnh viện chính thức nhân viên. Cơ Dai Dai nhếch miệng, liền bọn hắn kia nhỏ bệnh viện, ta còn thực sự chướng mắt. Hứa Thuần Lương điện thoại di động vang lên, lại là Hoa Trục Nguyệt gọi điện thoại tới, xem ra chuyện này đã truyền đến Hoa Trục Nguyệt trong lỗ tai. Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt đơn giản bàn giao vài câu, đưa di động đưa cho Cơ Tốt Tốt. Cơ Dai Dai nhận lấy điện thoại, Hoa Trục Nguyệt có ý tứ là để nàng hồi kinh tránh đầu gió. Cơ Dai Dai nói, ta chỗ nào đều không đi, gặp được điểm khó khăn coi như đào binh không phải ta Cơ Dai Dai phong cách. Hoa Trục Nguyệt cầm nàng cũng là không có biện pháp nào, chỉ có thể căn dặn Hứa Thuần Lương nhiều quan tâm nhiều hơn nàng, cô nàng này làm việc không có yên lòng, chuyện tốt có thể bị nàng biến thành chuyện xấu, việc nhỏ có thể biến thành đại sự. Mặc dù Cơ Dai Dai dập máy, nhưng Trịnh Bồi An cũng có thể đoán được nàng khẳng định đến Hứa Thuần Lương trong nhà trốn tránh, sau khi tan việc đi thẳng tới Hứa gia, quả thật sự ở nơi này gặp được Cơ Dai Dai. Trịnh Bồi An nói cho Hứa Thuần Lương, Đinh Tứ mặc dù tướng Vương Văn Kiệt cặp vợ chồng giải quyết, nhưng là Trường Hưng bệnh viện bên kia không vui, bọn hắn đã tìm được Trường Thiện bệnh viện, yêu cầu Trường Thiện bệnh viện chính thức châm đối với chuyện này làm ra làm sáng tỏ, cũng công khai hướng Trường Hưng bệnh viện xin lỗi. Cố Hậu Nghĩa đối đại biểu Trường Hưng bệnh viện ra mặt Phùng Trung Á cũng không có khách khí, trực tiếp phung ra bệnh viện danh sách cho hắn, để hắn mở to hai mắt nhìn xem có hay không Cơ Dai Dai người này. Cơ Dai Dai cũng nhìn không được trêu chọc mình biến thành biến mất nàng. Trịnh Bồi An nói, liền hiện tại cái này rối bời tình huống, người trong ngắn hạn vẫn là đừng về bệnh viện. Đối với chuyện này hoàn toàn chính xác Trường Thiện bệnh viện đối lý, dù sao bọn hắn cùng Trường Hưng bệnh viện ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu như náo quá cương cũng không tốt.
Cơ Dai Dai nói, các ngươi không phải đã tuyên bố không quan hệ với ta sao? Ta hiện tại muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, yên tâm đi, coi như cảnh sát đem ta bắt lại, đem ta đưa bệnh viện tâm thần đi, ta cũng sẽ không liền mệt mỏi các ngươi. Hứa Thuần Lương nói, như thế cái biện pháp. Tất cả mọi người nhìn về phía Hứa Thuần Lương, không rõ hắn có ý tứ gì, sẽ không phải thật tướng Cơ Dai Dai đưa bệnh viện tâm thần bên trong đi thôi. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta ra mặt để cảnh sát phát cái tuyên bố thôi, chứng minh nữ tử này cùng Trường Thiện bệnh viện không quan hệ, cũng cùng Trường Hưng bệnh viện không quan hệ, cường điệu một chút nên tên gây chuyện nữ tử hoạn có phương diện tinh thần tật bệnh. Cơ Dai Dai hai con mắt chừng đến tròn căng, người nói là ta có bệnh tâm thần. Hứa Thuần Lương nói, ngộ biến tùng quyền, dù sao cũng phải tìm bậc thang dưới, người tại Trường Hưng đánh người luôn luôn sự thật. Cơ Dai Dai nghiến răng nghiến lợi nói, ta bệnh tâm thần. Ta bệnh tâm thần. Người mới có bệnh tâm thần đâu, các ngươi tất cả đều có bệnh tâm thần. Trịnh Bồi An cố nén cười, chỉ là một cái lấy cớ, ta nhìn bệnh tâm thần lấy cớ này rất tốt, người không cần đối hôm nay sở tác sở vi phụ trách, mọi người chúng ta cũng đều tìm được bậc thang. Cơ Dai Dai nói, được, ta dù sao đều tiệm đống chứng, không sợ lại nhiều đến một cái bệnh tâm thần, bất quá các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, chưa chừng ngày nào ta bệnh tâm thần phát tác, cầm đao đem các ngươi đều cho hô hố. Nàng hầm hừ đứng người lên hướng trong viện đi. Tô Tình hướng Hứa Thuần Lương chép miệng, ý là để hắn đi xem một chút, một màn này bị Trịnh Bồi An thấy được, Trịnh Bồi An còn tưởng rằng hai người đang liếc mắt đưa tình, mau đem ánh mắt chuyển qua một bên, bất quá đây cũng quá rõ ràng, khiến cho Tô Tình có chút ngượng ngùng, đứng lên nói, ta đi xem một chút nàng. Tô Tình rời đi về sau. Trịnh Bồi An hướng Hứa Thuần Lương cười nói, Tô Tình là cô nương tốt. Hứa Thuần Lương nói, ta còn chưa nói ngươi đây. Là ngươi đem sự tình nói cho nàng. Có biết hay không nàng đi Trường Hưng đem Vương Văn Kiệt lão bà đánh. Ngươi còn thật không sợ sự tình làm lớn chuyện. Trịnh Bồi An nói, nàng quan tâm ngươi, ta tổng không tốt ngăn đón, ngươi cũng phải từ một góc độ khác ngẫm lại, người ta một cái tỉnh đài nổi danh người chủ trì, chỉ cần là ngươi có chuyện gì, lập tức liều lĩnh hướng vào tới trước, vì ngươi che gió che mưa, cùng ngươi đồng tâm hiệp lực, đây là cái gì? Đây chính là yêu. Tốt như vậy nữ hài chẳng lẽ không đáng ngươi trân quý? Hứa Thuần Lương nói, đó là bởi vì chúng ta đã giúp nàng, nếu là ngươi gặp được sự tình gì, nàng cũng sẽ giúp ngươi. Trịnh Bồi An nói, dẹp đi đi, chuyện của ba nàng cùng ta không có quan hệ gì. Nói thật, trên đời này nghĩ tìm một cái thực tình đối ngươi người cũng không nhiều, nhất là cái gì đều đem ngươi thả tại vị trí thứ nhất. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, chính thúc, ngươi nói lời này, sợ không phải là đối ta tiểu cô có ý kiến gì. Trịnh Bồi An nói, ta nào dám ta dù sao đem nàng đặt ở vị thứ nhất, người tiểu cô chính là nữ vương của ta. Cơ Dai Dai một người đứng ở trong sân ngơ ngác nhìn qua mặt trăng, Tô Tình đi vào bên người nàng đưa cho nàng một tờ giấy. Cơ Dai Dai nói, ta không có khóc, thanh âm lại mang theo tiếng khóc nức nở. Tô Tình nói, đừng trách sư phụ ngươi, hắn kỳ thật rất yêu ngươi. Cơ Dai Dai nói, ta thật vô dụng, cái gì cũng làm không được, không những giúp không được gì. Còn tới chỗ cho người khác gây phiền toái. Tô Tình đi vào trước mặt nàng, giúp nàng lau đi khóe mắt nước mắt, người đang trưởng thành, người đã học xong đối diện, người sau cùng tuổi đa số người phải kiên cường rất nhiều, người có can đảm nhận gánh trách nhiệm, ta lúc lớn cỡ như người vậy liền không có người dạng này dũng khí. Cơ Dai Dai bỗng nhiên trong lòng một trận chua xót, bổ nhào vào Tô Tình trong ngực khóc lên, Tô Tình nhẹ giọng an ủi. Hứa Thuần Lương cùng Trịnh Bồi An xuyên thấu qua phòng khách cửa sổ cũng nhìn thấy màn này. Trịnh Bồi An thở dài nói, kỳ thật đứa nhỏ này cũng không dễ dàng. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này kỳ thật cũng trách ta, nếu như không phải ta mang nàng đi tìm Vương Văn Kiệt xin lỗi, hôm nay xung đột cũng sẽ không phát sinh. Trịnh Bồi An nói, có thể để ngươi chịu thua sự tình cũng không nhiều, ngươi nghĩ như thế nào? Hứa Thuần Lương nói, đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn chưa ăn qua thua thiệt, ta là nghĩ a, để nàng học được nhẫn nại, lúc cần thiết nên cúi đầu liền muốn cúi đầu. Dù sao thế giới này không thể chỉ dựa vào nắm đấm giải quyết vấn đề, quá khứ có phụ thân nàng vì nàng giải quyết vấn đề, về sau là Hoa Trục Nguyệt, hiện tại là ta, nhưng một ngày nào đó, nàng sẽ một mình bột với cái thế giới này, muốn tốt hơn đi xuống, nhất định phải hiểu được tiến thối. Trịnh Bồi An phảng phất nhận thức lại Hứa Thuần Lương một dạng, Thuần Lương, ta là nghe lầm sao? Loại lời này là từ trong miệng ngươi nói ra được. Hứa Thuần Lương nói, xem nhẹ ta cũng là có cái nhìn đại cục. Hôm nay chuyện này, ta nói không thừa nhận liền không thừa nhận. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cười ha hả.
Lúc này Cao Tân Hoa gọi điện thoại tới, hắn đã đến ẩn hồ quan để cổng, muốn đi qua cùng Hứa Thuần Lương nói chuyện. Hứa Thuần Lương đáp ứng, cúp điện thoại, mau để cho Tô Tình mang theo Cơ Dai Dai trở về trong phòng tránh một chút, nếu thật là để Cao Tân Hoa bắt lại cái hiện hình, chuyện này liền lúng túng. Cao Tân Hoa sau khi vào cửa nhìn thấy Trịnh Bồi An cũng tại, chỉ lấy hai người bọn họ nói, hai người các ngươi ở chỗ này thương lượng âm mưu quỷ kế gì đâu. Trịnh Bồi An cười nói, ta chính cùng Thuần Lương thương lượng chúng ta ban đêm đi chỗ nào uống chút. Hứa Thuần Lương nói, Cao Thúc, người ngồi, gần nhất người ta đưa ta hai điếu thuốc, ta đưa cho người nếm thử. Cao Tân Hoa nói, ít đến bộ kia. Hứa Thuần Lương đứng dậy đi lấy khói, hướng Trịnh Bồi An đưa cái ánh mắt. Trịnh Bồi An hô, Cao Bí Thư, uống trà. Cao Tân Hoa nói, ta là càng nghĩ càng sinh khí, các ngươi Trường Thiện Bệnh Viện là thế nào quản lý? Mình cái mông lau không khô chỉ toàn, thế mà đem bô ỉa chụp tại chúng ta Trường Hưng Bệnh Viện trên đầu. Trịnh Bồi An biết đối lý, cười rạng rỡ nói, Cao Bí Thư, cái gì các ngươi chúng ta, Trường Thiện Bệnh Viện cùng Trường Hưng Bệnh Viện, thân như một nhà, phân cái gì lẫn nhau? Cao Tân Hoa nói, người đương nhiên không phân khác biệt, người bên này dẫn Trường Hưng tiền lương, bên kia ngay trước Trường Thiện Bệnh Viện nghiệp vụ viện trưởng, lợi ích thực tế đều để ngươi rơi xuống. Trịnh Bồi An bị Cao Tân Hoa vạch khuyết điểm, không khỏi có chút xấu hổ, nhưng người ta nói lại là sự thật hắn lại không cách nào cãi lại. Hứa Thuần Lương cầm hai điếu thuốc đi tới, Cao Thúc, muốn ta nói chuyện này chẳng trách chính thúc, ai không muốn là Trường Hưng chịu mệt nhọc, nhưng Trường Hưng Bệnh Viện đối trung y không coi trọng. Giống chính thúc chuyên gia như vậy chỉ có khát vọng, báo viện không cửa, cho nên chỉ có thể ở sau khi làm việc khác mưu đường ra, không phải nào có tiền cưới vợ a. Trịnh Bồi An cảm thấy có lý, đem lồng ngực đứng thẳng lên, cảm thán một câu, cũng không dễ dàng, vẫn là Thuần Lương hiểu ta. Cao Tân Hoa nhìn qua Hứa Thuần Lương đưa tới hai điếu thuốc, bên ngoài khói a, ta không rút. Hứa Thuần Lương nói, nếm thử thôi, người cũng phải thay đổi khẩu vị. Nếm thử liền nếm thử. Cao Tân Hoa xé mở đóng gói, phá hủy một hộp, cho Trịnh Bồi An ném đi một chi. Hứa Thuần Lương giúp hai người bọn họ đốt lên. Cao Tân Hoa hít một hơi thuốc lá nói, Triệu Viện đối với chuyện này phi thường trọng thị, cho rằng ảnh hưởng đến bệnh viện chúng ta danh dự, không bài trừ cho các ngươi Trường Thiện Bệnh Viện phát luật sư văn kiện khả năng. Trịnh Bồi An nói, không phải đều giải quyết sao, làm sao còn không buông tha rồi. Cao Tân Hoa nói, các ngươi là giải quyết, nhưng phiền phức đều cột cho chúng ta. Các người vào Internet tìm kiếm, tất cả đều là Trường Hưng Bệnh Viện y tá đánh người tin tức, kia nhà đầu điên là bệnh viện chúng ta sao? Hứa Thuần Lương lại hướng Trịnh Bồi An đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trịnh Bồi An nói, là như thế này chuyện này đã tra rõ ràng, cái kia Cơ Dai Dai không phải chúng ta bệnh viện. Không phải là các người bệnh viện nàng tại sao mặc bệnh viện các người đồng phục y tá? Trịnh Bồi An trông mong nhìn qua Hứa Thuần Lương, chuyện này thật đúng là không tốt giải thích. Hứa Thuần Lương nói, cái này chứng minh Trường Thiện Bệnh Viện quản lý bên trên tồn tại lỗ thủng, bệnh viện chế phục làm sao lại xuất hiện tại một cái xã hội nhân viên trên thân. Mà lại tên yêu quái này thần còn không bình thường. Trịnh Bồi An nói, đúng, nàng tinh thần không bình thường. Tinh thần không bình thường, Cao Tân Hoa bị hai người bọn họ làm cho có chút hồ đồ rồi, hắn lắc đầu nói, không giống, ta nhớ ra rồi, ta qua đi gặp qua hắn, ngay tại Tế Châu Chu lão gia tử tang lễ bên trên. Nàng còn khoác tê dại để tang tới. Hứa Thuần Lương cũng không nghĩ tới Cao Tân Hoa trí nhớ tốt như vậy, vốn cho rằng cùng ngày tang lễ nhiều người như vậy, Cao Tân Hoa đi đến thời gian cũng không tính lâu, cũng không nhớ kỹ Cơ Dai Dai. Kỳ thật Cao Tân Hoa cũng là về sau mới nhớ tới, Phu Hướng Đông lại hướng hắn phản ứng, Cơ Dai Dai cùng Hứa Thuần Lương là cùng xe đến bệnh viện, cho nên Cao Tân Hoa mới đến Hứa ra, ở trước mặt đem chuyện này hỏi rõ ràng. Hứa Thuần Lương thở dài nói, việc này nói rất dài dòng a, ta thừa nhận, nàng là đồ đệ của ta, bất quá nàng cùng Trường Thiện Bệnh Viện không có bất kỳ quan hệ gì, nàng. Hứa Thuần Lương bỗng nhiên dừng lại nói chuyện, bởi vì hắn nhìn thấy Cơ Dai Dai tóc tai bù xù đứng tại đầu bậc thang, cầm trong tay một cái kéo, từng bước một đi xuống thang lầu, vừa đi vừa nói ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Cao Tân Hoa dùng mình, cô gái nhỏ này sẽ không phải là tự nhủ a. Tô Tình từ phía sau đuổi tới, ôm lấy Cơ Dai Dai, cái kéo từ trong tay nàng cướp lại, Hứa Thuần Lương vội chạy tới hỗ trợ, Cơ Dai Dai nhỏ giọng nói, dọa một chút hắn. Sau đó một bên giãy giụa một bên kêu to lấy, đừng cản ta muốn giết hắn. Ta muốn giết hắn. Hứa Thuần Lương dở khóc dở cười, liền Cơ Dai Dai cái này vụng về diễn kỹ, vừa nhìn liền biết là giả.
Trịnh Bồi An an ủi Cao Tân Hoa nói, Cao Bí Thư, người đừng sợ, nàng có chút bệnh tâm thần phân liệt. Cao Tân Hoa không có chút nào sợ, hắn là đi lên chiến trường người, cái gì hung hiểm chàng diện chưa thấy qua, vừa liếc mắt liền biết tiểu nha đầu kia đang diễn trò, lại lấy ra một điếu thuốc đốt, lão Trịnh A, các ngươi tranh thủ thời gian phát cái tuyên bố, liền nói gây chuyện nữ tử có phương diện tinh thần mau bệnh, cùng Trường Hưng bệnh viện, Trường Thiện bệnh viện đều không có bất cứ quan hệ nào. Hứa Thuần Lương đem Cơ Dai Dai cho lấy tới trong phòng, thở dài nói, người cái này hí qua A. Cơ Dai Dai một bộ không quan trọng dáng vẻ, ta chính là muốn dọa một chút hắn. Hứa Thuần Lương nói, người ta là giúp chúng ta, người làm sao chia không rõ địch ta đâu. Nhìn Tô Tình một chút, đều nói đừng thả nàng ra ngoài. Tô Tình có chút ủy khuất, Cơ Dai Dai nhất định phải nằm sấp tại cửa ra vào nghe lén, thừa dịp mình không để ý liền xông ra. Hứa Thuần Lương trở lại Cao Tân Hoa bên người, Cao Tân Hoa nói, được rồi, đừng giả bộ, để đứa bé kia xuống tới, ta cùng với nàng tâm sự. Hứa Thuần Lương cười nói, người cùng với nàng có gì có thể nói chuyện. Cao Tân Hoa nói, người không có làm qua phụ thân, người không hiểu, để nàng xuống tới. Hứa Thuần Lương nhìn Trịnh Bồi An một chút, Trịnh Bồi An nhẹ gật đầu, sự tình đều đến nước này, giấu giếm cũng không dối gạt được, Cao Tân Hoa cũng không phải ngoại nhân. Mặc dù hắn là Trường Hưng bí thư, nhưng lòng dạ vẫn là đứng tại bọn họ bên này. Hứa Thuần Lương đành phải đi trên lầu đem Cơ Dai Dai cho gọi xuống dưới, nhắc nhở nàng đừng có lại giả ngây giả dại, liền nàng kia vụng về diễn kỹ, đương bày diễn cũng không đủ tư cách. Tô Tình bồi tiếp Cơ Dai Dai cùng một chỗ xuống lầu. Cao Tân Hoa nhìn qua Cơ Dai Dai. Cơ Dai Dai liếc mắt nói, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua bệnh tâm thần A. Hứa Thuần Lương thật lo lắng nàng giống đối Vu Hướng Đông một dạng mắng Cao Tân Hoa là cái lão lưu manh. Cao Tân Hoa nói, ngươi chính là Cơ Dai Dai A. Ngồi. Cơ Dai Dai vốn không muốn ngồi, Hứa Thuần Lương cho nàng một cái tràn ngập lực uy hiếp ánh mắt, Cơ Dai Dai đành phải ngồi xuống, lại một tay lấy Tô Tình lôi kéo ngồi tại bên người nàng. Cao Tân Hoa mỉm cười nói, ta có cái nữ nhi, nàng lúc lớn cỡ như ngươi vậy cũng từng có một đoạn đặc biệt phản nghịch thời kỳ, ta lúc ấy cũng không hiểu. Bình thường nhu thuận nữ nhi vì cái gì đột nhiên trở nên không nghe lời, sẽ còn làm một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình, có một lần nàng thậm chí lựa chọn rời nhà trốn đi, về sau ta mới biết được, nàng làm hết thảy chỉ là vì gây nên sự chú ý của ta. Cơ Dai Dai cũng không ngờ rằng Cao Tân Hoa sẽ cùng chính mình nói những này, nàng mím môi nói, ngươi nhất định rất quan tâm con gái của ngươi a. Cao Tân Hoa nói, ta cũng một lần cho rằng như vậy, nhưng ta dần dần ý thức được. Ta đưa cho quan tâm cũng không phải là nàng cần có, các ngươi tại không ngừng trưởng thành mà đa số phụ mẫu đều lưu tại nguyên chỗ bất động, cha con ở giữa quan hệ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Các ngươi lúc nhỏ, phụ thân tại trong mắt của các ngươi chính là núi cao nguy nga, chờ ngươi lớn hơn một chút, chúng ta sẽ mang theo các ngươi leo núi, bắt đầu tay trong tay, mỗi một bước cũng không dám thả tay. Chỉ sợ các ngươi té ngã, về sau các ngươi có thể thả ra chúng ta tay, chúng ta kiệt lực muốn theo bên trên cước bộ của các ngươi. Chúng ta không muốn buông tay, nhưng chúng ta nhưng lại không thể không bột đối với mình từng ngày già đi hiện thực. Đến hiện tại, ta tại giữa sườn núi nhìn qua nữ nhi của ta từng ngày đi xa, chỗ cao có nàng muốn hạnh phúc, ta chỉ có thể chúc phúc nàng, ta không có quá cao yêu cầu, ta chỉ muốn nàng không muốn đi đến quá xa, xa cách ta xem tuyến. Cơ Dai Dai cùng Tô Tình không hẹn mà cùng nhớ tới phụ thân của mình. Trịnh Bồi An cùng Hứa Thuần Lương đều không có làm phụ thân kinh lịch, bất quá bọn hắn cũng có phụ thân. Mấy người bởi vì Cao Tân Hoa đồng thời trầm mặc xuống. Cao Tân Hoa nói, có nữ nhi, liền có cả đời lo lắng, không sợ các ngươi trò cười ta hy vọng nữ nhi của ta hạnh phúc, vừa hy vọng nàng đời này đều tại tầm mắt của ta bên trong, kỳ thật ta rõ ràng, nàng đã không cần ta chiếu cố. Trưởng thành là một cái quá trình, Dai Dai, ta mặc dù không biết ngươi trải qua cái gì, thế nhưng là ta tin tưởng, ngươi cũng giống vậy muốn chứng minh cho phụ thân của mình nhìn ngươi trưởng thành, ngươi cũng giống vậy muốn cho hắn biết ngươi là hạnh phúc. Cơ Dai Dai cũng không biết nguyên nhân gì, Cao Tân Hoa lời nói này vậy mà đánh trúng vào nàng nước mắt điểm, nước mắt soạt một chút liền chảy ra. Tô Tình vành mắt cũng đỏ lên quay mặt đi, nàng không muốn người khác nhìn thấy nước mắt của mình. Mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng, nhưng phụ thân của các nàng hiện tại cũng bật vô âm tín, các nàng lại có thể nào không lo lắng đâu. Hứa Thuần Lương ho khan một tiếng, Cao Thúc, người làm sao còn phiến khởi tình rồi. Cao Tân Hoa nói, ta không phải phiến tình. Ta chính là muốn theo đứa nhỏ này nói một chút lời trong lòng, Thuần Lương, nàng là ngươi đồ đệ, vậy liền chứng minh ngươi đối nàng quan tâm không đủ. Cơ Dai Dai liên tục gật đầu, oa.
một tiếng khóc lớn lên. Tô Tình nghĩ khuyên nàng, nhưng mình cũng khống chế không nổi nước mắt, lặng lẽ xoay người vụng trộm gạt lệ. Hứa Thuần Lương nói, Cao Thúc, ta thật sự là phục người, chọc khóc hai. Cơ Dai Dai nói, người nói không sai, cha ta không cần ta nữa, sư phụ ta cũng không quan tâm ta. Hắn chính là cái lớn lắc lư. Cao Tân Hoa nói, hài tử, trong lòng ngươi có ủy khuất gì nói với ta, ta làm cho ngươi chủ. Hứa Thuần Lương thầm than, gừng càng già càng cay, Cao Tân Hoa làm tư tưởng công việc tuyệt đối có một bộ. Trịnh Bồi An nhìn thấy chàng diện này cũng có chút trợn tròn mắt, Cao Bí Thư, nếu không người lưu lại ăn cơm, ta cái này đi mua ngay đồ ăn. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng đi. Các loại hai người bọn họ mua sắm trở về, nhìn thấy Cao Tân Hoa cùng Cơ Dai Dai nói chuyện khí thế ngất trời, Cơ Dai Dai không khóc, Tô Tình cũng không khóc. Trịnh Bồi An đi phòng bếp chuẩn bị thời điểm, Hứa Thuần Lương đem Tô Tình gọi qua một bên, tình huống như thế nào. Tô Tình nhỏ giọng nói, Cao Bí Thư quá lợi hại. Đơn giản chính là Cơ Dai Dai tâm linh đạo sư, uổng cho ngươi vẫn là Dai Dai sư phụ, căn bản không biết trong nội tâm nàng muốn cái gì. Kỳ thật Tô Tình không nói Hứa Thuần Lương cũng đã nhìn ra, Cao Tân Hoa cùng Cơ Dai Dai không hiểu hợp ý, hai người này một cái là nữ nhi trường kỳ tại ngoại địa đọc sách tình thương của cha tràn lan, một cái là thiếu khuyết tình thương của cha, có chút cái kia tám nhìn cái gì đậu mắt đối mắt. Ban đêm lúc ăn cơm, Cơ Dai Dai chủ động cho Cao Tân Hoa rót rượu, Hứa Thuần Lương triệt để trợn tròn mắt. Từ lúc nhận biết Cơ Dai Dai liền không gặp nàng đối với người nào tôn kính như vậy qua. Kỳ thật chuyện này nguyên nhân căn bản ở chỗ Hứa Thuần Lương chưa hề không có làm qua phụ thân, nhất là không có nữ nhi, hắn không biết nữ hài tử tâm lý, Hoa Trục Nguyệt cũng giống vậy. Đừng nhìn nàng quan tâm Cơ Dai Dai, nhưng là từ đầu đến cuối tìm không thấy phương pháp chính xác, để Hứa Thuần Lương mang Cơ Dai Dai đến Đông Châu cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cao Tân Hoa không giống. Người ta đang giáo dục khuê nữ phương diện có được tương đương phong phú kinh nghiệm, Cao Hiểu Bạch để hắn bồi dưỡng đến cỡ nào xuất sắc, đồng thời hắn lại là cái chính cống nữ nhi nô, vừa rồi cùng Cơ Dai Dai rộng mở nội tâm như thế một trò chuyện, hắn đối Cơ Dai Dai sinh lòng trìu mến, như thế tiểu cô nương khả ái làm sao lại được tiệm đống trứng đâu. Thượng thiên thật sự là không công bằng. Cao Tân Hoa hôm nay uống nhiều mấy chén, mượn chính choáng nói, Dai Dai, ta đặc biệt thích ngươi, ta nghĩ nhận ngươi làm con gái nuôi. Cơ Dai Dai sửng sốt một chút, nàng còn chưa lên tiếng đâu, Hứa Thuần Lương bên này bắt đầu trước ngắt lời, Cao Thúc, người uống say rồi chuyện này cũng không thành, Cơ Dai Dai là đồ đệ của ta, giữa các ngươi chênh lệch lấy thế hệ đâu. Theo chiếu đường đường chính chính bối phận, Cơ Dai Dai phải gọi Cao Tân Hoa ra ra. Cao Tân Hoa nói, cái này có cái gì, nàng theo ngươi học tập hô sư phụ ngươi, cùng với nàng nhận ta làm cha nuôi không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn a, không có quy định dạng này không thể đi. Mà lại ngươi cũng không có dạy người ta Dai Dai cái gì, gặp được sự tình liền đem Dai Dai đẩy ra phía ngoài, hảo hảo nữ hài tử bị các ngươi nói thành bệnh tâm thần, đơn chỉ một điểm này, ngươi người sư phụ này liền không xứng chức. Cơ Dai Dai nói, vậy ta nếu là nhận người làm cha nuôi về sau liền phải quản hắn gọi ca. Cao Tân Hoa nói, ngươi yêu gọi vì sao kêu cái gì, hai nhà chúng ta sự tình hắn không xen vào. Trịnh Bồi An cũng đi theo ngắt lời, Cao Bí Thư thật uống nhiều quá. Cao Tân Hoa nói, ta không uống nhiều, Dai Dai đứa nhỏ này ta càng xem càng thích, Dai Dai, chính ngươi quyết định, ngươi không muốn nhận ta cũng không quan hệ, về sau ta cũng như thế thương ngươi. Cơ Dai Dai con mắt đi lòng vòng, bịch một tiếng liền cho Cao Tân Hoa quỳ xuống, cha nuôi. Chỉ hô một tiếng, liền khóc lên. Cao Tân Hoa thấy được nàng khóc, tranh thủ thời gian kéo nàng, khuê nữ ngươi đừng khóc a, về sau ngươi chính là ta con gái ruột. Hứa Thuần Lương, Tô Tình. Trịnh Bồi An ba người đều trợn tròn mắt, đêm nay bọn hắn triệt để biến thành vật làm nền, vốn cho rằng Cao Tân Hoa là tới muốn thuyết pháp, thật không nghĩ đến cuối cùng biến thành cỡ lớn nhận thân hiện trường. Hứa Thuần Lương vốn đang hoài nghi Cao Tân Hoa là tức giận, cho nên mới một màn như thế tan rã bọn hắn nội bộ, nhưng xem ra Cao Tân Hoa cũng là chăm chú, cùng Cơ Dai Dai lúc nói chuyện vành mắt đều đỏ, còn tưởng là tức cho Cơ Dai Dai chuyển 1 vạn khối làm lễ gặp mặt. Chút tiền ấy đối Cơ Dai Dai không tính là gì. Nàng vốn không muốn thu, nhưng Cao Tân Hoa kiên trì để nàng nhận lấy. Cái này cũng chưa tính, Cao Tân Hoa lập tức cho lão bà Tiếu Sở Hồng gọi điện thoại, nói cho nàng mình nhận con gái nuôi sự tình tình. Tiếu Sở Hồng tuyệt đối là hiền thê lương mẫu, bình thường Cao Tân Hoa làm việc đáng tin cậy chỉ cần lão công làm sự tình nàng đều ủng hộ vô điều kiện. Cao Tân Hoa lại cùng phụ thân Cao Hoành Đường video, nói cho hắn biết mình nhận con gái nuôi sự tình, Cao Hoành Đường cũng là cao hứng phi thường. Cơ Dai Dai miệng cũng trước nay chưa từng có ngọt,
mở miệng một tiếng ra ra kêu, đem đối diện lão gia tử trong bụng nở hoa. Hứa Thuần Lương thậm chí hoài nghi mình có phải là nằm mơ hay không, dù sao chưa từng gặp đứa nhỏ này như thế lễ phép qua. Trịnh Bồi An bám vào Hứa Thuần Lương bên tai thấp giọng nói, mắt đối mắt. Bữa cơm này ăn đến mức dị thường hòa hợp, nhanh lúc kết thúc Tiếu Sở Hồng tới, nàng đoán chừng Cao Tân Hoa đến uống nhiều, cho nên đặc biệt tới đón hắn thuận tiện gặp nàng một chút cái này con gái nuôi. Cơ Dài Dài ban đêm cũng uống rượu, tự nhiên Trà Đại Phương kêu một tiếng mẹ nuôi. Tiếu Sở Hồng nắm lấy Cơ Dài Dài tay cười tủm tỉm đánh giá, nhà đầu này thật là xinh đẹp. Nàng gỡ xuống mình kim vòng tay cho Dài Dài mang theo trên tay. Mẹ nuôi, ta không muốn. Tiếu Sở Hồng nói thu, nhất định phải thu. Hứa Thuần Lương ba người một bên nhìn xem, liền coi như bọn họ lại thế nào nghĩ cũng nghĩ không ra Cao Tân Hoa cùng Cơ Dài Dài có thể trở thành hai người, bất quá một suy nghĩ. Cái này cũng là chuyện tốt, Cơ Dài Dài thiếu khuyết gia đình yêu mến, người ta Cao gia liền không thiếu cái này, một cái thiếu yêu, hai cái yêu như thủy triều không chỗ phóng thích, xem như tìm tới người đối diện. Đêm đó Cao Tân Hoa cặp vợ chồng liền đem Cơ Dài Dài cho mang về nhà, nhà bọn hắn địa phương cũng lớn, nhận con gái nuôi, chính là người một nhà, lẫn nhau ở giữa trò chuyện khó bỏ khó phân, chẳng những Cao Tân Hoa cùng Cơ Dài Dài hợp ý, Tiếu Sở Hồng đối đứa nhỏ này cũng là phát ra từ nội tâm thích. Nắm lấy tay đều không nỡ thả, từ trước đến nay phản nghịch Cơ Dài Dài đối loại này thân cận không những không kháng cự ngược lại rất hưởng thụ. Trịnh Bồi An ý thức được mình có chút dư thừa, liền bát đều không có soát liền đi, không phải hắn muốn trộm lười, mà là không muốn lưu lại đương bóng đèn. Tô Tình Nguyên dự định hỗ trợ thu thập xong về sau liền đi, thu thập thời điểm, Hứa Thuần Lương tựa ở cửa phòng bếp nhìn qua nàng. Tô Tình gương mặt xinh đẹp nóng lên, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua à? Hứa Thuần Lương nói, người nói ta có phải hay không đối Cơ Dài Dài quan tâm không đủ à? Tô Tình gật đầu nói, thật đúng là để Cao Bí Thư cho nói, người đối Cơ Dài Dài chính là quan tâm không đủ, người căn bản cũng không biết nàng trong lòng nghĩ cái gì. Hứa Thuần Lương nói, ta lại không làm qua phụ thân, phương diện này ta đích xác có khiếm khuyết, dễ dàng xem nhẹ bọn nhỏ cảm thụ. Hắn dừng lại một chút lại nói, người cảm thấy ta đối người có phải hay không cũng có chút quan tâm không đủ. Tô Tình nói, đừng hồ thuyết a, ta cũng không phải hài tử, mấy giờ rồi? Ta phải trở về. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không phải nói đêm nay ở chỗ này sao? Tô Tình gương mặt xinh đẹp nóng lên, lúc đầu Cơ Dài Dài tại nàng là muốn ở nơi này, nhưng Cơ Dài Dài đi làm cha mẹ nuôi nhà nhận cửa đi, mình lưu lại cùng Hứa Thuần Lương cô nam quả nữ nhiều xấu hổ. Tô Tình nói, ta nhớ tới một sự kiện, đến về nhà cầm dạng đồ vật. Hứa Thuần Lương nói, người nhà kia bây giờ còn có thể ở. Tô Tình nói, làm sao không thể ở a, thu thập một chút thôi, ta lần trước trở về liền trong nhà. Hứa Thuần Lương nói, ta làm sao nhớ kỹ người phòng ở bán qua. Tô Tình lắc đầu nói, lúc đầu nghĩ bán, sau tới vẫn là lưu lại, nói không chừng ngày nào cha ta liền trở lại, ta không muốn lúc hắn trở lại tìm không thấy nhà. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm than, từ phụ thân mất tích chuyện này đến xem. Tô Tình cùng Cơ Dài Dài có chút đồng bệnh tương liên, khó trách hai người trò chuyện như thế hợp ý, đều là phụ thân không rên một tiếng liền mất tích, đương nhiên Cơ Bước làm đến càng cực đoan, còn làm một cái bị cá mập cắn chết giả tượng. Tô Tình nói, ta cảm thấy Dài Dài đứa bé kia rất đơn thuần, Cao Bí Thư không có nói sai, nàng chính là thiếu yêu, làm ra như vậy quá vô lý sự tình, nhưng thật ra là muốn gây nên người chung quanh chú ý, người cái này đương sư phụ nhưng có điểm không hoàn thành trách nhiệm. Hứa Thuần Lương nói, ta đây không phải không có làm qua cha nha. Tô Tình nói, còn không phải chuyện sớm hay muộn a. Hứa Thuần Lương con mắt nhìn qua Tô Tình nói, ta với ai sinh a? Tô Tình bị hắn nhìn đến không có ý tứ, tướng bộ đồ ăn chỉnh lý sạch sẽ, nhỏ giọng nói, ta đi rồi. Ngoài miệng nói đi, nhưng không có chuyển động bước chân ý tứ. Hứa Thuần Lương nói, ta đưa ngươi. Không cần, ngươi uống rượu, đưa ta tới. Chính ngươi làm sao trở về? Hứa Thuần Lương nói, nếu không ngươi mở ta kia chiếc Audi, ta cùng ngươi về nhà, sau đó ngươi lại cho ta trả lại. Ta nếu là trở về ngươi còn đưa ta sao? Nhất định phải thích. Tô Tình nhìn không được bật cười, đưa tới đưa đi ngươi không chê phiền phức a. Một mình ngươi trở về ta không yên lòng, nếu không ngươi vẫn là lưu lại ngủ khách phòng đi. Ta không mang thay thế quần áo. Tô Tình rõ ràng thỏa hiệp. Không có chuyện. Người đi chân thuần trong phòng tìm một bộ, nàng không ít quần áo cũng không mặc qua. Tô Tình do dự một chút, vẫn gật đầu, kỳ thật nàng cũng không muốn đi. Tô Tình tắm rửa xong ra,
thu được Hứa Thuần Lương tin tức, hắn phát tới một chương hình ảnh, trên sân thượng chuẩn bị tốt hoa quả cùng rượu đỏ. Tô Tình nhìn không được bật cười, đơn giản thu thập một chút, chọn lựa một bộ quần áo thay đổi, lại tại gương to lặp đi lặp lại nhìn một chút, lúc này mới đi sân thượng tìm Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương cười nói, khoan hãy nói, chân thuần quần áo ngươi mặc rất vừa người. Nhìn qua Tô Tình căng phồng bộ ngực, có thể là quần áo hơi nhỏ một chút, mà lại Tô Tình bình thường mặc quần áo phong cách không có như vậy. Tô Tình đã nhận ra ánh mắt của hắn, có chút ngượng ngùng cười cười, mới, chân thuần lưu lại không ít thứ, ngày mai ta mua một bộ cho nàng trả về. Hứa Thuần Lương nói, không cần, nàng không có nhỏ mọn như vậy. Tô Tình nhỏ giọng nói, ta là sợ nàng nhìn ra. Hứa Thuần Lương cười ha hả, Tô Tình có chút thẹn thùng tại trên bả vai hắn đánh một cái này mới đi đến hắn đối diện ngồi xuống. Hứa Thuần Lương nói, thanh phong minh nguyệt, rượu ngon giai nhân sinh chuyện vui sướng nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Tô Tình nâng gương mặt xinh đẹp ánh mắt ôn nhu để ánh trăng cũng vì đó ảm đạm. Hứa Thuần Lương rót hai chén rượu đỏ, người hôm nay lao ra đánh người một khắc này, thật đúng là làm ta sợ hết hồn, ta kém chút không tin là ngươi. Tô Tình nói, ta cũng không biết vì cái gì, nhìn thấy nữ nhân kia mắng ngươi, ta liền giận không chỗ phát tiết, liền đặc biệt nghĩ bảo hộ ngươi. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua nàng, bảo hộ ta à? Tô Tình khuôn mặt đỏ lên, ta như thế nói có đúng hay không có chút không biết lượng sức. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, không có, ta kỳ thật thật thích bị ngươi bảo hộ. Tô Tình ôn nhu nói, ngươi muốn là ưa thích, ta liền bảo hộ ngươi cả một đời. Nói xong nàng ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhìn thấy bàn thủy tinh trên mặt cái bóng ánh trăng. Hứa Thuần Lương sớm liền biết được tâm ý của nàng, nói khẽ ngươi liền không sợ bởi vì ta mà thụ thương. Tô Tình ngẩng đầu nhìn qua ánh mắt của hắn, kiên định lạ thường nói, đáng giá. Hứa Thuần Lương mím môi, mình có tài đức gì, có thể có được đáng yêu như thế thâm tình nữ hài tử lọt mắt xanh. Hắn bưng lên rượu đỏ cùng Tô Tình đụng đụng chén rượu, hai người nhìn nhau, đồng thời nhấp son môi rượu. Tô Tình từ trong mắt của hắn thấy được mình, mặc dù rất nhỏ nhưng là nàng đã rất thỏa mãn. Trên bàn hai cái điện thoại đồng thời vang lên, Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua, là Hoa Trục Nguyệt điện thoại. Tô Tình bên kia lại là Cơ Giai Giai gọi điện thoại tới, hai người đều có chút bất đắc dĩ. Hứa Thuần Lương không có nghe, ra hiệu Tô Tình trước tiếp. Tô Tình tiếp thông điện thoại, Cơ Giai Giai bên kia lúc này mới nhớ tới đáp ứng Tô Tình ban đêm ở chung sự tình. Cơ Giai Giai hỏi Tô Tình có phải hay không còn tại Hứa gia, Tô Tình nhìn một chút Hứa Thuần Lương, khẳng định không thể nói lời nói thật, nói cho Cơ Giai Giai, nàng đã về quán rượu. Cơ Giai Giai thở dài nhẹ nhõm, biểu thị Tô Tình về khách sạn nàng an tâm, nếu là lưu tại Hứa gia, 89 phần 10 muốn chạy không khỏi sư phụ ma chảo. Tô Tình bị nói đỏ bừng cả khuôn mặt, đứng dậy đi một bên nghe, kỳ thật Hứa Thuần Lương nhĩ lực đã sớm nghe được nhất thanh nhị sở, Cơ Giai Giai cô nàng này chính là thiếu điều giáo. Tô Tình cúp điện thoại, Hứa Thuần Lương lúc này mới cho Hoa Trục Nguyệt về tới, nói cho nàng mình vừa rồi tại tắm rửa. Hoa Trục Nguyệt thì nói cho Hứa Thuần Lương, nàng đã đến ẩn hồ quan để, hiện tại liền đi tiếp Cơ Giai Giai. Hứa Thuần Lương nghe xong mắt choáng váng, Hoa Trục Nguyệt vẫn là không yên lòng Cơ Giai Giai, nhận được tin tức về sau lập tức liền bay tới, nhưng Cơ Giai Giai lại đi cao tân hoa trong nhà, trong điện thoại cũng nói không rõ ràng, dù sao Hoa Trục Nguyệt cũng đến đây, chờ nàng đi vào lại nói. Tô Tình nghe nói Hoa Trục Nguyệt muốn tới, thật sự là hối hận lưu tại nơi này, Hoa Trục Nguyệt nhìn thấy hai người bọn họ cô nam quả nữ đêm khuya chung sống một phòng còn không biết sẽ nghĩ như thế nào. Ta còn là trở về đi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi sợ cái gì? Chúng ta lại không làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Lúc này chuông cửa đã vang lên, Hứa Thuần Lương đi mở cửa. Hoa Trục Nguyệt hùng hùng hổ hổ đi đến, vừa đi vừa nói, lúc này mới đến mấy ngày a? Làm sao lại náo ra chuyện như vậy, Giai Giai đâu? Hứa Thuần Lương nói, nàng không tại. Không tại, Hoa Trục Nguyệt mặt mũi tràn đầy chất vấn nhìn qua Hứa Thuần Lương. Nàng lúc này mới nhìn thấy ngồi ở phòng khách trên ghế salon Tô Tình, sửng sốt một chút nói, nha, ta tới không phải lúc, ngươi có khách à? Tô Tình đứng dậy hướng nàng cười cười nói, Hoa Tổng, ngài đã tới, ta cái này đang muốn đi. Hứa Thuần Lương nói, đi cái gì đi à? Khách phòng đều cho các ngươi giữ lại đâu. Hắn đưa tay tiếp nhận Hoa Trục Nguyệt trong tay hành lý, người ban đêm cũng chớ đi, ở chỗ này đi, gian phòng đủ. Hoa Trục Nguyệt nháy nháy mắt một mặt mê võng. Tô Tình gương mặt xinh đẹp phát sốt, lần này nhưng giải thích thế nào?
Sự tình đều đến nước này, Hứa Thuần Lương mới lười nhác giải thích, Hoa tỷ, ăn cơm không? Nếu là không ăn, ta phía dưới cho ngươi ăn. Tô Tình chủ động xin đi nói, để ta đi, Hoa Tổng vừa tới, khẳng định mệt mỏi Thuần Lương, ngươi cho Hoa Tổng đổ nước a. Nói xong lại ý thức được mình lời nói này đến có chút nữ chủ nhân giọng điệu, nhanh đi chủ phòng. Hoa Trục Nguyệt lúc này còn không có biết rõ ràng tình trạng, các ngươi trước dừng lại, tình huống như thế nào a? Dai dai đâu? Hứa Thuần Lương đem chuyện này từ đầu tới đuôi nói một lần. Hoa Trục Nguyệt nghe hắn nói xong, lúc này mới yên lòng lại, nàng cũng cảm thấy chuyện này quá mức ly kỳ, Cơ Dai Dai cô nàng kia trời sinh phản nghịch, phản chính tự mình là chưa thấy qua nàng nghe lời thời điểm. Nàng gây chuyện đánh người không hiếm lạ, nhận cái cha nuôi mới hiếm lạ. Hoa Trục Nguyệt cũng là nhận biết Cao Tân Hoa cùng Hứa gia quan hệ, có thể có được Hứa gia nhận đồng, công dân phẩm sẽ không kém, dựa theo Hứa Thuần Lương thuyết pháp, bọn hắn đều không có làm phụ mẫu trải qua nghiệp, căn bản không biết Cơ Dai Dai muốn cái gì, cho nên cho tới nay đều không để mắt đến Cơ Dai Dai cảm thụ. Hứa Thuần Lương đưa cho Hoa Trục Nguyệt một ly trà nói, đêm nay ta xem như thấy được. Trong lòng mỗi người đều có một cánh cửa, nhưng người ta chưa chắc nguyện ý đối ngươi rộng mở, Dai Dai vấn đề nghiêm trọng nhất không phải nàng được dần dần đông lạnh chứng, mà là nàng tướng nội tâm phong bế không muốn cùng ngoại giới giao lưu. Hoa Trục Nguyệt nhấp một ngụm trà nói, không đúng, đứa nhỏ này bình thường rất vui mừng, tính tình hướng ngoại bằng hữu cũng không ít. Hứa Thuần Lương nói, cho nên mọi thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài, nàng là cố ý dùng biểu hiện như vậy để che giấu nội tâm thống khổ, nàng kỳ thật rất thiếu yêu. Dùng đủ loại quá kích cử động hy vọng có thể bác cho chúng ta quan chú, chúng ta có thể cho quan tâm đều không phải là nàng muốn. Hoa Trục Nguyệt thở dài nói, chúng ta lại không làm qua phụ mẫu làm sao biết tâm tư của nàng đâu. Nói xong cảm thấy mình có chút dùng từ không thích đáng, hướng phòng bếp phương hướng nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, hai người các ngươi thật sao tình huống. Hứa Thuần Lương nói, không có tình huống. Hoa Trục Nguyệt nói, cô nam quả nữ đêm hôm khuya khoát chung sống một phòng. Ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi rồi? Hứa Thuần Lương nói, ngươi suy nghĩ nhiều, nhân phẩm của ta ngươi hẳn phải biết a. Hoa Trục Nguyệt nở nụ cười. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cười đến có chút không có hảo ý. Đó là bởi vì ngươi đối nhân phẩm của mình không đủ tự tin. Tô Tình bưng một bát hương khí bốn phía hành dầu bột từ trong phòng bếp ra, Hoa Tổng, người nếm thử. Hoa Trục Nguyệt nghe được mùi thơm này thật có chút đói bụng. Nàng đứng lên nói, được rồi, vậy ta liền không khách khí. Tô Tình tại chủ nghệ phương diện này hoàn toàn chính xác không có chọn, Hoa Trục Nguyệt nếm qua về sau khen không dứt miệng, trong lòng thầm nghĩ, cái này Tô Tình dáng dấp lại xinh đẹp, lại có thể làm, mà lại đối Hứa Thuần Lương lại ôn nhu quan tâm, mù lòa đều có thể nhìn ra nàng đối Hứa Thuần Lương yêu thương, hiện tại Mai Như Tuyết cùng Hứa Thuần Lương đã chính thức chia tay, Hứa Thuần Lương về mặt tình cảm chính là trống rỗng thời điểm. Tô Tình vào lúc này xuất hiện vừa vặn bổ khuyết Hứa Thuần Lương tình cảm bên trên trống không. Nghĩ tới đây Hoa Trục Nguyệt thế mà cảm thấy có chút mơ hồ thất lạc. Tô Tình bưng chén đang còn nóng sữa bò đặt ở Hoa Trục Nguyệt trước mặt, uống chén sữa bò trợ ngủ. Hoa Trục Nguyệt cười nói, người đây là muốn đem ta biến thành một tên mập. Tô Tình cũng nở nụ cười, ta cũng uống một chén. Hoa Trục Nguyệt cố ý nói, người cảm thấy Hứa Thuần Lương thích nữ nhân béo một điểm vẫn là gầy một điểm. Tô Tình suy nghĩ một chút nói, nếu như gặp phải chân chính thích người, vô luận mập gầy hắn đều sẽ không để tâm chứ. Hoa Trục Nguyệt khanh khách nở nụ cười, nàng phát hiện Tô Tình rất thông minh, nói khẽ, không hổ là nổi danh người chủ trì, đầu óc phản ứng chính là nhanh. Tô Tình nói, ta chính là một cái nhỏ người chủ trì thôi, nhưng không có danh khí gì. Hoa Trục Nguyệt nói, ta xem qua ngươi tiết mục, lấy điều kiện của ngươi hoàn toàn có thể đạt được tốt hơn phát triển. Tô Tình nói, con người của ta không có việc gì nghiệp tâm. Hoa Trục Nguyệt nói, có hay không nghĩ tới hướng truyền hình điện ảnh vòng phát triển. Chúng ta Lam Tinh tập đoàn gần nhất trọng điểm đầu tư truyền hình điện ảnh, ta cảm thấy ngươi ngoại hình điều kiện phi thường ưu tú, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi dẫn đường. Tạ ơn, ta đối trước mắt sinh hoạt phi thường thỏa mãn. Tô Tình đi thu thập bát đũa, Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi không vội, vẫn là ta tới đi. Hứa Thuần Lương lúc này đi đến. Hoa tỷ, quay đầu ngươi liền ở khách phòng đi. Hoa Trục Nguyệt lúc đầu không có ý định trong nhà hắn ở, có thể thấy Tô Tình về sau lại đổi chủ ý, gật đầu nói, tốt ha. Hứa Thuần Lương nói, vậy ta liền không cùng các ngươi, hôm nay hơi mệt chút, ta đi nghỉ trước. Hoa Trục Nguyệt cùng Tô Tình đồng thời gật đầu nói, tốt, ngủ ngon. Hứa Thuần Lương trở lại gian phòng của mình, trong lòng thầm than,
quả nhiên là phúc vô song trí, diễm phúc cũng là như thế, vừa rồi tại sân thượng thời điểm, đạo tâm lưu động, luôn cảm thấy đêm nay cùng Tô Tình ở giữa rất có thể muốn phát sinh một chút cố sự, hoa trục nguyệt đến để hắn đêm nay màu hồng phấn huyễn tưởng triệt để phá diệt. Hứa đại giáo chủ thầm than nguy hiểm thật, muốn thông qua tu luyện trở lại ngày xưa trạng thái nào có dễ dàng như vậy, cho dù là mình đạt được hoàng đế nội kinh thiên dưỡng thiên, có thể dịch kinh tẩy tủy tái tạo tiên thiên, phải chăng bảo trì đồng thân đã trải qua không phải trọng yếu như thế, nhưng là hắn hiện tại đang đứng ở tu luyện mấu chốt giai đoạn, thời khắc thế này nếu là phá thân thể, muốn đi vào tiên thiên cảnh giới chỉ sợ phải hao phí không ít trắc trở. Hứa Thuần Lương ngồi ở trên giường trong lòng thầm nghĩ, xem ra lão thiên gia cũng đang giúp trợ mình. Mình trong khoảng thời gian này tham luyến khói lửa nhân gian, bỏ bê luyện công, kỳ thật cùng trước mắt hắn vị trí thời đại cũng có quan hệ, bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, võ học đã không còn là trở thành cường giả xưng bá thiên hạ duy nhất tuyển hạng. Cùng hai vị mỹ nữ ở chung một phòng ta Hứa Thuần Lương cũng muốn làm đến đạo tâm bất loạn. Hứa Thuần Lương ném đi trong đầu các loại tạp niệm, bắt đầu dốc lòng tu luyện thiên dưỡng thiên. Hoàng đế nội kinh thiên dưỡng thiên ảo diệu chỗ ở chỗ với thân thể người kinh mạch cải tạo. Trong tu luyện một đời ba, tam sinh vạn vật, cái này một chỉ đến chính là nguyên khí, chính là chư hậu thiên cải biến tinh khiết nhất chỗ tại, chính là tiên thiên chi cảnh, tiên thiên cảnh chính là người tu hành mục tiêu theo đuổi. Người tu hành cho rằng chỉ cần một từ mẫu thể bên trong ra, hít thở không khí ăn bất kỳ vật gì, vậy liền lây dính hậu thiên ô trọc, từ tiên thiên rớt xuống hậu thiên, cho nên người tu hành cả đời đều đang theo đuổi một lần nữa trở lại tiên thiên. Bọn hắn nhận vi tiên thiên chủ tính. Hậu thiên chủ động, tiên thiên vô hình, hậu thiên hữu hình, cũng nhận vi tiên thiên là bẩm sinh, cái gọi là đạo pháp từ nhưng chính là cái đạo lý này, mà ngày sau thì là dựa vào tu học mà gây nên, đảm nhiệm người nào đều có thể đạt tới. Chỉ có đạt tới tiên thiên cảnh giới, mới có thể hiểu rõ vũ trụ vạn vật vận hành căn bản, siêu việt thời không, từ đó đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thiên dưỡng thiên từ tu luyện kinh mạch vào tay, bình thường người tu luyện có thể chữa trị kinh mạch, thông kinh sinh tủy. Cái này có thể xưng là trong tu hành lượng biến, có thể thông qua tu luyện, chữa trị hậu thiên cải biến tổn thương trải qua mạch, xúc tiến huyết dịch tái sinh. Hứa Thuần Lương thông qua một phương này pháp trợ giúp Đông Nghiễm Sinh tại tu luyện hắn cải tiến qua phương pháp về sau, thành công khống chế được bệnh bạch huyết. Tu luyện thiên dưỡng thiên trung cực cảnh giới là dịch kinh tẩy tủy tái tạo tiên thiên, cũng chính là triệt để xóa đi trong kinh mạch hậu thiên ký ức, tam nguyên quy nhất. Tái tạo tiên thiên ý nghĩa cơ hồ đồng đẳng với sinh mệnh hoàn toàn mới khởi động lại, mang ý nghĩa người có thể xóa đi hết thảy trên việc tu luyện sai lầm, cái này tựa như một người qua đi tu luyện nền tảng không có đánh tốt, ở đây trên cơ sở nhiều nhất chỉ có thể đóng 3 tầng phòng ở, lại cao hơn liền phải đối mặt sụp đổ nguy hiểm, mà tái tạo tiên thiên cảnh giới về sau, có thể một lần nữa lại đánh nền tảng, chỉ cần nền tảng đầy đủ kiên cố, ở đây trên cơ sở đóng một tòa cao ốc chọc trời cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề. Hứa Thuần Lương đêm nay tu luyện vô cùng thuận lợi, chân khí tại thể nội tuần hoàn sinh sôi không ngừng, kinh mạch như mộc xuân phong, thân thể từ trong ra ngoài bị gột rửa đổi mới hoàn toàn, cứ như vậy tiến triển, đoán chừng không dùng đến quá lâu, hắn liền có thể tái tạo tiên thiên cảnh, ở đây căn cơ phía trên trùng tu thông thiên bảo điển 30 tuổi trước đó tu vi siêu việt trước kia cũng không phải là không thể được. Theo chân khí trong cơ thể vận hành, Hứa Thuần Lương đã hoàn toàn tiến vào vong ngã chi cảnh, lập tức tiến vào vô ngã chi cảnh. Tự nhiên tức có thể vật ta cùng minh, mà ta cùng vật hợp, đây chính là vật ta hợp nhất, ta cùng thiên địa vạn vật làm một thể cảnh giới. Ở đây cảnh giới bên trong, mơ màng độn độn, không biết, chợt ngươi ầm vang một tiếng, thấu thể có thể minh, thiên địa phát quang, lục thần hòa hợp, tứ đại giai không, chỉ còn lại một mạch lưu hành chi hỗn độn thế giới, đã không thể nào phân biệt gì người là vật gì người là ta. Hứa Thuần Lương tu luyện đến thời khắc mấu chốt, cả người đã siêu nhiên vật ngoại. Đã đến lúc đêm khuya vắng người, Hứa gia gian phòng đã tất cả đều tắt đèn ánh sáng, Hoa Trục Nguyệt đã nằm xuống nghỉ ngơi, lại nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi hoa quế khí, nàng cảm thấy mùi thơm này phi thường dễ ngửi, hút khẩu khí, đột nhiên cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa. Hoa Trục Nguyệt thầm kêu không ổn, nàng trước tiên ngừng thở, đáng tiếc đã chậm, tại cảm thấy trước đó đã hút vào không ít hương khí, cảnh vật trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ, loại cảm giác này giống như say rượu. Nàng giãy giụa lấy từ trên giường xuống tới, vịn vách tường lảo đảo tiến vào toilet, mở ra tắm gội mặc cho nước lạnh quay đầu tưới rơi, ý đồ thông qua loại phương thức này để cho mình cấp tốc tỉnh táo lại. Cầm lấy một cái khăn lông dùng nước ướt nhẹp, bịt lại miệng mũi, Hoa Trục Nguyệt có thể kết luận, mùi thơm này có độc. Khôi phục một chút thần trí Hoa Trục Nguyệt, nhớ tới bên trong căn phòng những người khác,
nàng gọi Hứa Thuần Lương điện thoại, lại phát hiện điện thoại của mình cũng không tín hào, nhất định là có người lợi dụng một loại nào đó thiết bị quấy nhiễu phụ cận điện thoại tín hiệu. Hoa Trục Nguyệt muốn kêu cứu, cổ họng lại như là chặn lại một đoàn bông, không phát ra được thanh âm nào, cái này nên là dây thanh bị khí độc tê dại duyên cớ, nàng thầm kêu không ổn, chẳng lẽ Hứa Thuần Lương cũng bị ám toán, nàng đầu tiên đi vào căn phòng cách vách, đưa tay vận động chốt cửa, Tô Tình từ bên trong tướng cửa phòng khóa trái. Hoa Trục Nguyệt hiện tại thể lực còn không có hoàn toàn khôi phục, mỗi đi một bước đều cần dùng hết lực lượng toàn thân, toàn bằng một cỗ ý chí chèo chống. Lúc này bên ngoài có ba tên mang theo mặt nạ chống độc người áo đen từ cửa chính tiến vào, Hoa Trục Nguyệt cuống quýt giấu ở dưới bậc thang phương cây phát tài sau. Trong đó hai người dọc theo thang lầu lên lầu 2, một người thẳng đến Tô Tình chỗ ở gian phòng, Hoa Trục Nguyệt hy vọng người kia cũng bởi vì mở không ra cửa phòng mà từ bỏ. Bất quá tên kia chui vào người rõ ràng là cái mở khóa cao thủ, không tốn sức chút nào nảy ra thuê phòng cửa đẩy cửa đi vào. Hoa Trục Nguyệt nhìn chung quanh một chút, cô lấy một con bình hoa theo sát phía sau. Áo đen chui vào người mở đèn lên, hai tấm con mắt nhìn qua nằm ở trên giường ngủ Tô Tình, hắn từ phía sau rút ra một cây chủy thủ. Hoa Trục Nguyệt coi là người này muốn đối Tô Tình bất lợi, nàng quên mình xông tới, giơ lên bình hoa hung hăng nện ở chui vào người trên đầu. Bình hoa chia 5 x 7, nhưng tên kia áo đen chui vào người lại bình yên vô sự, hắn xoay đầu lại, hung dữ tiếp cận Hoa Trục Nguyệt, bỗng nhiên xuất thủ một thanh bóp chặt Hoa Trục Nguyệt cổ họng. Hoa Trục Nguyệt vũ lực gặp kỳ thật không thấp, đổi thành bình thường hẳn là có thể né qua, nhưng là hôm nay vấn đề là nàng trúng độc trước đây, năng lực giảm bớt đi nhiều. Tên kia áo đen chui vào người bắt lấy Hoa Trục Nguyệt cổ họng hung hăng đưa nàng va chạm ở trên vách tường, giơ chủy thủ lên không chút do dự hướng nàng đâm tới. Thời khắc mấu chốt, Tô Tình từ phía sau vọt lên, bổ nhào vào tên kia áo đen chui vào người trên thân, song tay nắm lấy cổ tay của hắn. Kỳ thật Tô Tình đêm nay vẫn luôn không ngủ, nàng đối mùi phi thường mẫn cảm, nghe được kia cỗ hương khí về sau lập tức ngừng thở, cho nên cũng không hút vào quá nhiều khí độc. Tô Tình đang chọn tuyển quần áo thời điểm, trong phòng phát hiện mấy cái phòng cháy mặt nạ, đều là chân thuần lúc trước mua, đừng nhìn nàng bình thường tùy tiện, nhưng an toàn ý thức phi thường cao. Chuyên môn mua mấy cái phòng cháy bột gỗ, lúc đầu nghĩ mỗi cái gian phòng thả một cái, những người khác cho rằng không có kia tất yếu, cho nên chân thuần đều đặt ở gian phòng của mình bên trong, làm sao cũng không nghĩ đến lần này thế mà có đất dụng võ. 1. Tô Tình nghe được phòng cửa bị mở ra thanh âm, tranh thủ thời gian vờ ngủ, vốn định đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý, thật không nghĩ đến Hoa Trục Nguyệt quên mình xông lên cứu nàng, hấp dẫn chui vào người chú ý. Tô Tình cấp tốc tướng mặt nạ phòng độc mặc lên. Tại thời khắc mấu chốt nhào về phía áo đen chui vào người. Áo đen chui vào người thân thể khôi ngô, lực lượng vô cùng lớn, hắn một tay lấy Hoa Trục Nguyệt hung hăng quẳng xuống đất, sau đó bay lên không ngửa ra sau, mang theo hung hăng té lăn trên đất. Tô Tình cảm giác ngực huyết dịch đều bị đè ép ra, xương sườn kịch liệt đau nhức, không biết phải chăng là đứt gãy, bất quá nàng vẫn gắt gao bắt lấy tên kia chui vào người cổ tay không thả. Hoa Trục Nguyệt so với nàng cũng không khá hơn chút nào. Bất quá đau đớn để nàng chóng mặt đầu não thanh tỉnh không ít, nàng nắm lên trên mặt đất một khối mảnh sứ vỡ phiến, chiếu vào chui vào người đùi liền hung hăng đâm xuống dưới, mảnh sứ vỡ như cùng tiểu đao sắc bén, đâm thật sâu vào chui vào người huyết nhục bên trong, chui vào người đau đến hét thảm một tiếng, thân thể của hắn ngồi dậy, tay trái một phát bắt được Hoa Trục Nguyệt tóc, hung hăng tướng Hoa Trục Nguyệt đầu đụng hướng mặt đất. Hoa Trục Nguyệt một tay bảo vệ cái trán, một cái tay khác huy động nhuốm máu mảnh sứ vỡ từ chui vào người cánh tay trái xẹt qua. Chui vào người trên cánh tay trong nháy mắt lại nhiều một đầu dài hơn một tấc miệng máu, máu me đầm đìa, sâu có thể thấy được xương, đau hắn lại là hét thảm một tiếng. Hai tên chui vào người tiến vào Hứa Thuần Lương gian phòng cũng không có gặp đến bất kỳ chướng ngại, Hứa Thuần Lương thậm chí liền phòng không có cửa đâu khóa. Bọn hắn một trái một phải nhìn qua khoanh chân ngồi ở trên giường, tựa như nhập định lão tăng Hứa Thuần Lương, không biết người này đang làm cái gì mê hoặc. Bên trái một người nhẹ gật đầu. Phía bên phải một người rút ra một thanh khảm đao chậm rãi tới gần Hứa Thuần Lương cổ. Lúc đầu đã tiến vào vô ngã chi cảnh, Hứa Thuần Lương đột nhiên mở ra hai mắt, hắn đêm nay tu luyện cũng chưa hoàn thành, nhưng là tại đối phương lặn vào giữa phòng thời điểm, liền đã có cảm giác biết, muốn chưa từng ta chi cảnh bản thân tỉnh lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Tu luyện một khi bắt đầu, liền như là cao tốc vận hành đoàn tàu, muốn cho tha dừng lại nhất định phải có một cái quá trình. Nếu như cưỡng ép gián đoạn, đối người tu luyện thân thể cũng là một cái cực lớn tổn thương hại. Hứa Thuần Lương tiếp cận hai tên chui vào người, miệng một trống, phốc. Phun ra một ngụm máu tươi,
cái này ngụm máu tươi là bởi vì cưỡng ép bỏ dở chân khí ở trong kinh mạch vận hành bố trí. Một, trong đó một tên chui vào người bị Hứa Thuần Lương cái này miệng máu phun trên mặt nạ khắp nơi đều là, trước mắt máu me nhảy nhụa một mảnh, căn bản thấy không rõ hoàn cảnh. Hứa Thuần Lương một thanh giành lại trong tay hắn đao, vùng đao hướng một tên khác chui vào người chém tới, một đao kia tướng mặt của đối phương cỗ một phân thành hai, lộ ra một trương sợ hãi gương mặt này trung tâm cũng bị lưỡi đao mở ra, mặc dù vào thịt không sâu, nhưng cũng là máu me đầm đìa. Hứa Thuần Lương chưa bao giờ thấy qua người này, cổ tay khẽ đảo, lấy thân đao hung hăng tại đối phương đỉnh đầu vỗ, người kia cái nào chịu được hắn cái này trọng kích, mắt tối sầm lại liền ngã xuống đất ngất đi. Mặt khác tên kia chui vào người dùng ống tay áo mới lau đi trên mặt nạ huyết phụ, cổ họng liền bị Hứa Thuần Lương dùng đao chống đỡ, hắn hai tay mở ra, động cũng không dám động. Hứa Thuần Lương điểm huyệt đạo của hắn, lau đi khóe môi vết máu, cấp tốc hướng dưới lầu phóng đi, đêm nay trong nhà không chỉ có riêng là hắn, còn có Hoa Trục Nguyệt cùng Tô Tình, nếu như các nàng bởi vì mình đã bị tổn thương liền phiền toái. Hứa Thuần Lương đi vào Tô Tình chỗ gian phòng. Nhìn thấy hai vị mỹ nữ đã hợp lực tướng tên kia chui vào người chế phục, gian phòng bên trong một mảnh hỗn độn có thể thấy được vừa rồi tình hình chiến đấu thảm liệt. Hứa Thuần Lương nhanh lên đem cửa sổ mở ra, phân biệt cho các nàng lấp một viên giải độc hoàn, để các nàng ăn vào, trong không khí cỗ này mùi hoa quế khí tên là bát nguyệt mật, chính là một loại mê hồn hương, người hút vào về sau sẽ trở nên tay chân bùn rùn, hút vào quá lượng nhưng đánh mất ý thức, đây đều là đi qua trên giang hồ bàng môn tả đạo. Nhất thường sử dụng loại này thuốc mê chính là hái hoa tặc. Tô Tình đề nghị báo cảnh, cũng thấy nhìn điện thoại vẫn là không có tín hiệu. Hoa Trục Nguyệt nói, hẳn là có người dùng thiết bị quấy nhiễu phụ cận điện thoại tín hiệu, ta đoán chừng bọn hắn còn có đội. Chợt phát hiện Hứa Thuần Lương hai con mắt nhìn chằm chằm bộ ngực của mình, Hoa Trục Nguyệt cúi đầu một nhìn không khỏi hà bay hai gò má, nàng lúc ngủ chưa mặc nội y, vì kịp thời tỉnh táo lại, dùng nước lạnh tắm gội cơ hồ tướng quanh thân ướt đẫm. Hiện tại quần áo kề sát ở trên người, điểm mấu chốt đều phác họa ra tới. Tô Tình lưu ý đến lại là một chuyện khác, Thuần Lương, người thổ huyết rồi. Không có, Hứa Thuần Lương phủ nhận, con mắt không hề rời đi Hoa Trục Nguyệt thân thể, máu mũi lại chảy ra. Hoa Trục Nguyệt cũng có chút bận tâm, bất quá còn mang theo như vậy điểm niềm vui ngoài ý muốn, nguyên lai thân thể ta lực sát thương như thế lớn. Ta còn tưởng rằng ngươi đối ta không phản ứng chút nào đâu, máu mũi đều phun ra ngoài. Hứa Thuần Lương bị Hoa Trục Nguyệt uyển chuyển dáng người hấp dẫn là thật, bất quá hắn phun máu mũi cùng Hoa Trục Nguyệt dẫn lửa dáng người ở giữa cũng không tất nhiên liên hệ, chủ nếu là bởi vì chui vào người đánh gãy hắn tu luyện, Hứa Thuần Lương cưỡng ép bỏ dở vô ngã chi cảnh, trong thời gian ngắn chưa từng ta khôi phục lại có ta, để kinh mạch của hắn gặp một lần trọng thương. Hứa Thuần Lương lúc này cảm giác được trong đan điền như tê liệt đau đớn, trên trán che kín mồ hôi lạnh. Tô Tình cùng Hoa Trục Nguyệt đều nhìn ra hắn có chút không đúng. Hai người một trái một phải nâng lên hắn. Hứa Thuần Lương nói, ta không sao, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Tay phải khoác lên Tô Tình đầu vai, trái tay ôm lấy Hoa Trục Nguyệt, trái ôm phải ấp đau nhức cũng khoái hoạt. Hai nữ ai cũng không có kháng cự ý tứ, quan tâm vịn Hứa Thuần Lương đi vào trên ghế salon ngồi xuống. Hoa Trục Nguyệt nói, không vội mà báo cảnh, ta đoán chừng không dùng đến quá lâu thời gian, liền sẽ có người tìm chúng ta đàm phán. Quả nhiên. Hoa Trục Nguyệt điện thoại di động vang lên, Hoa Trục Nguyệt mở ra điện thoại miễn đề. Đối diện truyền tới một âm trầm thanh âm, Hoa Trục Nguyệt. Hoa Trục Nguyệt lạnh nhạt nói, Vũ Viên Nghĩa. Ba người bọn hắn là người của ta. Hoa Trục Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi vì cái gì không dám tự mình đến. Lúc này nàng đã hoàn toàn minh bạch, đêm nay những người này đều là hướng về phía tới mình, là mình liên lụy Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương cũng nhớ kỹ cái tên này. Lúc trước hắn cùng Hoa Trục Nguyệt cùng một chỗ tiến về thần nông thuốc đông y trồng căn cứ truy tìm hổ cốt hạ lạc, liền tao ngộ người này hãm hại. Vũ Viên Nghĩa nói, Hoa Trục Nguyệt, để ngươi chết chẳng phải là tiện nghi ngươi. Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi cùng ta có thù một mực hướng về phía ta tới, làm gì liên lụy người khác. Vũ Viên Nghĩa nói không sai, Hứa Thuần Lương, ngươi ta hướng không oán không cừu, đêm nay chỉ là cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ. Người về sau nếu như còn dám nhúng tay Hoa Trục Nguyệt sự tình, ta đối với ngươi cũng giống vậy đuổi tận giết tuyệt. Cha ngươi là không phải họ Ngưu. Hứa Thuần Lương chưa nói xong. Hoa Trục Nguyệt xen lời hắn, ta sự tình không có quan hệ gì với hắn. Nói xong đã cúp điện thoại. Hứa Thuần Lương nhìn qua Hoa Trục Nguyệt, biết Hoa Trục Nguyệt không muốn liên lụy mình, chỉ là cái này Vũ Viên Nghĩa thực sự quá mức phách lối, thật sự cho rằng có thể một tay che trời,
dám phái người ban đêm xông vào tư nhân nơi ở, chuyện này cũng chứng minh cư xá An Phòng tồn tại lỗ thủng. Tô Tình không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhỏ giọng nói, muốn hay không báo cảnh. Hoa Trục Nguyệt lắc đầu, nói khẽ chuyện giang hồ để giang hồ, đem ba người bọn hắn thả. Thả, Tô Tình khó hiểu nói. Hứa Thuần Lương phi thường rõ ràng Hoa Trục Nguyệt làm người, gật đầu nói, liền theo ý ngươi xử lý. Hứa Thuần Lương giải khai ba tên chui vào người huyệt đạo trước đó, trước tướng trên người bọn họ lục soát một lần, tiền mặt đồng hồ một cái đều không buông tha, đánh nát trong nhà nhiều đồ như vậy, nhất định phải muốn chút đền bù, đương nhiên cũng không quên cho bọn hắn quấn lên mấy châm, cái này gọi thu được về tuyệt mệnh châm, bảo đảm quản bọn họ sống không quá năm nay mùa đông, luận hạ độc thủ phương diện Hứa Thuần Lương nhận thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Giải khai ba người huyệt đạo về sau, kia ba tên chui vào người không nói một lời. Nhanh chóng nhanh rời đi. Kinh lịch lần này kiếp nạn về sau, Tô Tình rốt cuộc ngủ không được, ngồi ở trên ghế salon, ôm gối ôm vẫn còn có chút chưa tỉnh hồn, cho tới bây giờ cũng nghĩ không thông Hoa Trục Nguyệt vì sao không muốn báo cảnh. Hứa Thuần Lương đổ ba ly rượu đỏ đưa cho nàng nhóm. Tô Tình uống một ngụm rượu, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, mềm nhũn ngã xuống, Hứa Thuần Lương kịp thời đưa nàng ôm lấy, lại nhẹ để nhẹ ở trên ghế salon. Hoa Trục Nguyệt tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua chén rượu trong tay của mình. Hứa Thuần Lương nói, người yên tâm, người cái này chén không có việc gì. Hoa Trục Nguyệt lườm hắn một cái, năng lực a, thế mà cho nữ nhân hạ dược. Tâm bên trong phi thường rõ ràng Hứa Thuần Lương khẳng định không muốn Tô Tình nghe được chuyện trên giang hồ. Hứa Thuần Lương nói, Vũ Viên Nghĩa một ngày chưa trừ diệt, hậu hoạn vô tận. Hoa Trục Nguyệt thở dài nói, ta cũng muốn diệt trừ hắn. Thế nhưng là người này cực kỳ giảo hoạt, hành tung quỷ dị, nghĩ phải bắt được hắn nào có dễ dàng như vậy. Hứa Thuần Lương nói, là người liền sẽ có nhược điểm. Lúc này một con rơi từ rộng mở cửa sổ bay vào, Hoa Trục Nguyệt lấy làm kinh hãi. Hứa Thuần Lương nói khẽ, người có phải hay không rất hiếu kỳ, đến tột cùng là ai đang vì bọn hắn làm tiếp ứng. Ta sẽ điều tra rõ việc này, sau đó tới cái một mẻ hốt gọn. Từ khi Bùi Lâm sau khi chết, Vũ Pháp Quân gần nhất tình cảnh phi thường xấu hổ, viện trưởng Triệu Phi Dương không chào đón hắn, mới tới Phùng Trung Á cũng là khắp nơi cùng hắn đối nghịch, Vũ Pháp Quân còn lại chỉ có rời trước con đường này có thể chọn, nguyên vốn đã viết xong đơn từ chức, nhưng Hứa Thuần Lương lại áp chế hắn tạm thời lưu lại. Vũ Pháp Quân mấy ngày nay trôi qua ngơ ngơ ngác ngác, sáng sớm ăn điểm tâm thời điểm, có người tại hắn ngồi đối diện xuống tới, ngẩng đầu nhìn lên, lại là Hứa Thuần Lương. Vũ Pháp Quân ngạc nhiên nói, làm sao? Trùng hợp như vậy. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, bữa sáng cửa hàng cũng không phải nhà ngươi, ta dựa vào cái gì không thể tới. Vũ Pháp Quân nhìn chung quanh một chút, không muốn người khác nhìn thấy mình cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ. Hứa Thuần Lương cúi đầu ăn lên bữa sáng, Vũ Pháp Quân tâm thần không yên, như ngồi bàn trông. Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, tối hôm qua có ba người đêm khuya chui vào nhà ta, ý đồ gây bất lợi cho ta. Vũ Pháp Quân hoảng hốt vội nói, không quan hệ với ta, ta không biết. Hứa Thuần Lương cười nói, chớ khẩn trương nha, ta lại không có nói phải ngươi, ăn, tiếp tục ăn. Vũ Pháp Quân hiện tại đâu còn ăn được. Hứa Thuần Lương nói, ta cùng Bì Môn không cừu không oán, cái này Vũ Viên Nghĩa quá phách lối, dám giết đến trong nhà của ta đi ngươi nói hắn có nên hay không chết. Vũ Pháp Quân lại nói, ta không biết. Hứa Thuần Lương nói, mấy người kia đối nhà ta tình huống rõ như lòng bàn tay. Chuyện tối ngày hôm qua khẳng định không phải nhất thời hưng khởi, mà là mưu đồ đã lâu, người dám nói một điểm phong thanh đều không nghe thấy. Vũ Pháp Quân lắc đầu, mặc dù biết lắc đầu phủ nhận Hứa Thuần Lương cũng sẽ không tin tưởng. Hứa Thuần Lương nói, ta hàn huyên với ngươi những này, là hy vọng ngươi có thể đổi chi không thì thêm miễn, làm sai sự tình không sợ, liền sợ mắc thêm lỗi lầm nữa. Vũ Pháp Quân run giọng nói, Trường Hưng sự tình ta không có làm tốt, hắn đã không tín nhiệm nữa ta. Chuyện tối ngày hôm qua ta thật không biết. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không cần hoảng, cũng đừng sợ, giữa người và người là hẳn là tương hỗ thành tựu, ta muốn Vũ Viên Nghĩa mệnh, ngươi chỉ cần chịu phối hợp ta, ta bảo đảm ngươi một thế bình an. Hắn lấy ra một cái văn kiện túi đưa cho Vũ Pháp Quân. Vũ Pháp Quân mở ra về sau, xem vài lần, lập tức có chút mừng rỡ, phía trên tất cả đều là Phùng Trung Á hắc liệu. Hứa Thuần Lương nói, những tài liệu này coi như là ta đưa lễ vật cho ngươi. Biết hẳn là tướng những vật này đưa cho người nào không? Vũ Pháp Quân nói, Đường Kinh Vĩ. Hứa Thuần Lương ha ha nở nụ cười, khó trách Vũ Viên Nghĩa không tín nhiệm nữa ngươi, ánh mắt của ngươi thật có chút vấn đề.
còn xin Hứa chủ nhiệm chỉ giáo. Hứa Thuần Lương nói, Hoa Niên tập đoàn hiện tại là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo, rời khỏi Trường Hưng đã thành tất nhiên, đơn giản là muốn đem đầu tay cổ phần bán cái tốt giá, ngươi không phải nói có mới vốn liếng muốn tiếp nhận Trường Hưng. Phú Pháp Quân gật đầu nói, ngài là nói ta đem phần này đồ vật đưa cho Hương Giang Tế Thế chữa bệnh đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn. Nói xong hắn dừng lại một chút, lúc này mới đốn ngộ Triệu Phi Dương. Hứa Thuần Lương mỉm cười. Phú Pháp Quân trong lòng thầm nghĩ, từ khi Triệu Phi Dương leo lên kiều như long cây to này, phong cách làm việc rõ ràng trở nên cường ngạnh, đã nhiều lần cùng Hoa Niên khiêu chiến, nghe nói Tế Thế chữa bệnh đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn cũng là Triệu Phi Dương một tay dẫn vào. Nói cách khác coi như Hoa Niên tập đoàn chuyển nhượng cổ phần, Trường Hưng vẫn là Triệu Phi Dương đương ra. Hứa Thuần Lương nói, chuyện đã qua ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là ngươi muốn giúp ta đối phó Vũ Viên Nghĩa. Phú Pháp Quân cân nhắc một chút, rốt cuộc nói ta. Ta lúc đầu muốn nhắc nhở ngươi tới. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, ngươi thật sự hẳn là nhắc nhở ta nếu là có cái gì không hay xảy ra, ngươi cũng phải theo giúp ta đi Diêm Vương ra nơi đó báo đến. Người ta mới thật sự là sinh tử chi giao. Phú Pháp Quân cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, trong lòng thầm than, cái này kêu cái gì sinh tử chi giao, người chết ta chôn cùng, ta chết đi ngươi như thường sống được tiêu diêu tự tại, không công bằng, thật sự là không công bằng, nhưng thế giới này bên trên chuyện không công bình thật sự là nhiều lắm, tài nghệ không bằng người lựa chọn tốt nhất cúi đầu, Vũ Viên Nghĩa cùng Hứa Thuần Lương ở giữa hắn cần làm ra lựa chọn. Ai mạnh hơn ai có thể mang đến cho hắn càng nhiều lợi ích hắn nên lựa chọn cái nào một bên. Tô Tình từ trong mộng tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên giường, nàng phản ứng đầu tiên chính là nhìn trên người mình quần áo, vừa vặn từ đi vào cửa Hoa Trục Nguyệt cười nói, ngươi không cần sợ hãi, Hứa Thuần Lương không có đụng ngươi. Tô Tình khuôn mặt đỏ lên, nàng cũng không phải sợ cái này, kéo màn cửa sổ ra nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ đã là ánh bình minh đầy trời, nhỏ giọng nói tối hôm qua chuyện gì xảy ra. Hoa Trục Nguyệt tướng một chén nước đặt ở giường của nàng đầu, người liền xem như một giấc mộng. Tô Tình cố gắng nhớ lại, tuyệt không phải mộng, nàng rõ ràng nhớ kỹ, hai người bọn họ liên thủ cùng chui vào người sinh tử tương bác, nhìn chung quanh bốn phía, mặc dù vẫn là chân thuần cái gian phòng kia phòng, bất quá gian phòng đã thu thập sạch sẽ, mặt đất vết máu cũng sáng bóng sạch sẽ. Sau cùng ký ức là uống xong Hứa Thuần Lương đưa tới kia ly rượu đỏ, sau đó nàng liền cái gì đều không nhớ rõ. Hứa Thuần Lương khẳng định hướng mình trong chén hạ độc, Tô Tình nhìn qua Hoa Trục Nguyệt, không biết nàng có phải hay không cùng mình có được đồng dạng tao ngộ. Hứa Thuần Lương đâu? Hoa Trục Nguyệt nói, hắn đi nói mua sớm điểm rồi. Tô Tình nghĩ xuống giường, lại cảm thấy một trận choáng váng, Hoa Trục Nguyệt cuống quýt đỡ lấy nàng, Tô Tình nói ta không sao, tắm rửa liền tốt. Lúc này bên ngoài truyền đến động tĩnh, Hoa Trục Nguyệt hướng nàng cười nói, Hứa Thuần Lương trở về. Người đi tẩy, ta giúp người canh cổng. Tô Tình mặt lại đỏ lên, cái này Hoa Trục Nguyệt có chủ tâm nói như vậy để cho mình xấu hổ. Hứa Thuần Lương quả nhiên mang đến sớm một chút, Hoa Trục Nguyệt từ trong tay hắn tiếp nhận, sáng sớm đi địa phương nào. Hứa Thuần Lương tiên chiều Tô Tình chỗ gian phòng nhìn thoáng qua. Hoa Trục Nguyệt nhỏ giọng nói, tắm rửa đâu, người có muốn hay không đi xem một chút. Hứa Thuần Lương hướng Hoa Trục Nguyệt cười cười, máu mũi lại chảy ra. Hoa Trục Nguyệt tức giận nói, ta nhìn ngươi không phải lên lửa ngươi là cấp trên. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, tật xấu của mình tự mình biết, hắn chảy máu mũi cùng Tô Tình tắm rửa không có bất cứ quan hệ nào, tất cả đều là bởi vì tối hôm qua xâm nhập mấy tên đánh gãy mình tu luyện, trong thời gian ngắn từ vô ngã chi cảnh tỉnh lại bản thân, dẫn đến kinh mạch bị hao tổn, chỉ là cái này máu mũi phun không phải lúc, Hứa Thuần Lương ý thức được mình lần này chịu nội thương so trong dự đoán còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Đột nhiên quanh thân uyển như dao cắt, kinh mạch phảng phất nứt thành từng khúc, Hứa Thuần Lương lay động một cái, thẳng tắp hướng trên mặt đất bổ nhào. Tại Hoa Trục Nguyệt trong lòng con hàng này tuyệt đối là cường giả cấp tồn tại, căn bản không nghĩ tới hắn sẽ có suy yếu như vậy một mặt, kịp phản ứng thời điểm, Hứa Thuần Lương đã bịch một tiếng nằm sấp ngã trên mặt đất, sọ não đụng đánh vào sàn nhà cứng rắn gạch bên trên, phát ra bịch một tiếng, lại bởi vì quán tính tiếp theo truyền đến liên tiếp không ngừng đông 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 đông. Thanh âm Hoa Trục Nguyệt sợ hãi phía dưới hoảng sợ nói, Thuần Lương, người thế nào? Người tới đây mau, người tới đây mau. Tô Tình nghe được Hoa Trục Nguyệt cầu cứu thanh âm, cuống quýt vọt ra, tiện tay túm một cái khăn tắm vây ở trên người, đến đi ra bên ngoài nhìn thấy Hứa Thuần Lương tình cảnh như thế. Nàng không để ý tới suy nghĩ nhiều, trước tiên vọt tới Hứa Thuần Lương bên người, ôm lấy Hứa Thuần Lương đầu, ân cần nói, Thuần Lương, người thế nào?
Hứa Thuần Lương chỉ cảm thấy cái đầu đỉnh lấy mềm nhũn hai đoàn, mở ra hai mắt nhìn thấy Tô Tình Hoa sen mới nở khuôn mặt, Hoa Trục Nguyệt quỳ ở một bên ôm lấy eo của hắn, lọn tóc rũ xuống trên mặt hắn ngứa một chút lại là dễ chịu lại là khó chịu. Nguyên bản liền phát dục quá mạnh bộ ngực trong lúc vô tình tại Hứa Thuần Lương trên thân cọ qua cọ lại. Hứa Thuần Lương miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó há hốc miệng ra, hắt xì. Máu tươi tựa như phun sương phun ra ngoài, phun ra Tô Tình cùng Hoa Trục Nguyệt một thân một mặt. Hứa Thuần Lương sắc mặt tái nhợt, suy yếu vô lực nằm trên mặt đất. Hoa Trục Nguyệt cùng Tô Tình một mặt lo lắng bảo vệ ở một bên, trên thân hai người bị Hứa Thuần Lương tươi máu nhuộm đỏ nhiều chỗ, liền chính các nàng cũng không nghĩ tới, các nàng lực sát thương lại có thể đến loại tình trạng này. Vốn muốn gọi 120, Hứa Thuần Lương một bên chảy máu mũi một bên ngăn trở các nàng, tật xấu của mình tự mình biết, hắn chỉ là chân khí đi xóa đả thương kinh mạch, cũng không phải bị hai người bọn họ Nhan Chỉ cùng Phong Vận gây thương tích. Nhưng chuyện này không tốt giải thích chỉ có thể mặc cho các nàng hướng riêng phần mình trên thân ôm trách nhiệm. Hoa Trục Nguyệt cùng Tô Tình hợp lực tướng Hứa Thuần Lương nâng lên giường, giúp hắn lau sạch sẽ, lại quan tâm giúp hắn đắp lên chăn lông. Hứa Thuần Lương giờ phút này quanh thân đau đến như là đau cắt, hắn cũng không muốn giải thích, yếu ớt nói các ngươi không cần lo lắng, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Lúc nói chuyện, lại chảy ra máu mũi. Tô Tình giúp hắn lau đi máu mũi. Hoa Trục Nguyệt lặng lẽ co kéo ống tay áo của nàng, hai người lui ra ngoài. Đóng kỹ cửa phòng, Hoa Trục Nguyệt thở dài nói, ngươi cũng thật là, hất lên khăn tắm liền chạy ra, hắn làm sao chịu được cái này kích thích. Tô Tình khuôn mặt đỏ lên, ngắm Hoa Trục Nguyệt một chút, nhỏ giọng nói, kích thích đến hắn chỉ sợ không chỉ là ta đi. Hoa Trục Nguyệt mặc lười biếng mê người, loại này càng che càng lộ mặc quần áo phong cách hấp dẫn nhất khác phái ánh mắt. Hai người đồng thời thở dài. Về phòng trước đi thay quần áo. Hoa Trục Nguyệt lúc đi ra đã đổi lại một thân thương vụ sáo trang, Tô Tình càng thêm khoa trương, thay đổi một thân áo cao bồi lại đem phòng bếp tạp dề cho lồng lên, hai người nghĩ đến cùng một chỗ, tận lực ăn mặc bảo thủ truyền thống, Hứa Thuần Lương như thế suy yếu, ngàn vạn không thể lại kích thích hắn, hai người đều là lần đầu tiên phát hiện, nguyên đến mỹ mạo của mình đối Hứa Thuần Lương là một loại tổn thương. Hứa Thuần Lương nghỉ ngơi trong chốc lát, khôi phục một chút tinh thần. Trước hướng bệnh viện gọi điện thoại xin phép nghỉ. Đem mình bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật Tô Tình đi đến, hỏi hắn muốn ăn cái gì. Hứa Thuần Lương muốn uống điểm cháo gạo, Tô Tình nhanh đi phòng bếp cho hắn làm. Tô Tình vừa đi thân mặc màu đen sáo trang Hoa Trục Nguyệt đi đến, nàng liền tóc đều sắn đi lên, cẩn thận tỉ mỉ, nhìn qua chính là cái cao không thể chạm lãnh nhược băng xương nữ cường nhân. Hứa Thuần Lương dở khóc dở cười, hai người này đang cùng mình chơi chế phục tú. Một cái đóng vai hầu gái một cái đóng vai ngự tỷ. Hoa Trục Nguyệt nói, khá hơn chút nào không? Nàng hiện tại ngay cả nói chuyện cũng vô cùng cẩn thận, tận lực dùng nói chuyện làm ăn thương vụ ngữ điệu, nếu như không phải Hứa Thuần Lương máu mũi bão táp, nàng đều không có ý thức được mình cùng Hứa Thuần Lương nói chuyện thời điểm ngữ điệu ôn nhu mị hoặc. Hoa Trục Nguyệt đều có chút tự trách, không thể lại vẩy hắn, nhìn hắn phun ra nhiều như vậy máu tươi đều có chút đau lòng. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, vô ý thức đi sờ khăn tay. Hắn là lo lắng cho mình nhất thời khống chế không nổi máu mũi lại chảy ra. Hoa Trục Nguyệt trong lòng tự nhủ ta đều mặc thành dạng này, ngươi còn khống chế không nổi, nàng cũng không muốn tăng thêm Hứa Thuần Lương bệnh tình, Thuần Lương, có gì cần ta hỗ trợ sao? Hứa Thuần Lương chỉ phải phía trước ngăn tủ, bên trong có cái màu lam bình sứ ngươi giúp ta lấy ra. Hoa Trục Nguyệt nhẹ gật đầu, kéo ra cửa tủ, bên trong bình bình lọ lọ không ít, nàng không thấy được Hứa Thuần Lương nói tới màu lam bình sứ, không có hoa. Hẳn là ở phía dưới. Hoa Trục Nguyệt lại đi tới tầng tìm kiếm, nhìn thấy một cái dùng vải được đồ vật, trước đem vật kia từ trong ngăn tủ rời, di động thời điểm, có chút nặng nề, nghĩ không ra vật kia cắt thành hai đoạn, Hoa Trục Nguyệt chỉ bắt ở lại nửa đoạn, trên nửa đoạn leng keng một tiếng rơi trên mặt đất, lại trên sàn nhà huyên thuyên lăn vài vòng. Hoa Trục Nguyệt chăm chú nhìn lại là một cái toàn bộ màu đỏ lấy thân thể đồng nhân, khoa trương bộ phận tiêu chí lấy cái này đồng nhân là cái giống đực. Hoa Trục Nguyệt cho là mình hư hại Hứa Thuần Lương cất giữ bảo bối, lại nhìn trong tay cầm bộ phận, là cái giống cái đồng nhân, từ đồng nhân tư thế không khó coi ra nguyên bản hai cái này đồng nhân là chồng hợp lại cùng nhau. Hoa Trục Nguyệt cũng không nhìn được gương mặt xinh đẹp phát sốt, trong lòng tự nhủ cái này Hứa Thuần Lương làm sao cất giữ không chịu được như thế đập vào mắt đồ chơi, thật sự là biến thái. Hoa Trục Nguyệt nói, không có ý tứ a, ta làm hư ngươi đồ vật. Hứa Thuần Lương nói, không sao, quẳng không xấu. Người đem bọn hắn một lần nữa hợp lại cùng nhau liền tốt.
Hoa Trục Nguyệt nhặt lên trên đất đồng nhân, nhìn qua hai con đồng nhân, không khỏi sửng sốt một chút, hợp lại cùng nhau, Hứa Thuần Lương a, Hứa Thuần Lương, ngươi là đang cố ý trêu đùa ta sao? Ta hướng chỗ ấy hợp, ở ngay trước mặt ngươi tướng bọn chúng một lần nữa liên thông cùng một chỗ. Nghĩ lại, hai cái này đồng nhân nguyên bản là dính chặt vào nhau, Hứa Thuần Lương hôm nay đều bộ dáng này hẳn là sẽ không lấy chính mình nói đùa. Nàng nhắm ngay địa phương, tướng hai con đồng nhân đối ở cùng nhau, nhưng có thể là phương vị không đúng, hai con thanh đồng tiểu nhân ở giữa còn tách ra không ít khe hở, Hoa Trục Nguyệt thử nghiệm xoay tròn một chút, lại cảm giác trong tay tiểu nhân lẫn nhau sinh ra nam châm hấp lực. Đoạt, một tiếng hai con tiểu nhân liền đánh vào nhau, tiếp theo nhỏ trong thân thể phát ra két két thanh âm, hình như có cơ quan chuyển động. Hoa Trục Nguyệt nhanh lên đem tiểu nhân để dưới đất, nàng coi là tên tiểu nhân này bị mình trong lúc vô tình làm hỏng rồi. Hứa Thuần Lương cũng bị cái này bên tai không dứt thanh âm hấp dẫn, hắn lúc trước đã từng nhiều lần thử qua, vô luận từ phương hướng nào cái này hai con đồng nhân đều có thể nhẹ nhõm tiếp hợp lại cùng nhau, cấu tạo thế nào nhìn thường thường không có gì lạ, kỳ thật giấu giếm tinh diệu huyền cơ, bất quá ngoại trừ đồng trên thân người ẩn tàng một bộ lấy dương đạo âm luyện khí chi thuật bên ngoài, hắn cũng không có cái khác phát hiện. Hứa Thuần Lương vẫn luôn cho rằng hai cái này thanh đồng tiểu nhân không có đơn giản như vậy, nên còn có huyền bí không có phát hiện. Thậm chí nghĩ tới đem cắt ra, tìm tòi hư thực, nhưng là đôi này tiểu nhân dù sao cũng là đông nghiễm sinh chi vật, người ta tuy nói đưa cho hắn, cũng không phải để hắn dùng để hư hao, mà lại hắn lợi dụng vật lý phương pháp đo lường tính toán mật thiết độ, hai tôn đồng nhân đều là thật tâm, từ ở bề ngoài nhìn cũng không có cái gì khe hở. Đồng nhân tại dưới mắt của bọn họ bắt đầu giải thể, đầu tiên là hai cái đầu lăn xuống đến, sau đó là thân thể tứ chi. Hoa Trục Nguyệt tựa như cái gặp rắc rối hài tử. Nhìn qua tán loạn một chỗ linh kiện, đưa tay muốn đi nhặt lên đem một lần nữa hợp lại. Hứa Thuần Lương lại nói, đừng nhúc nhích. Hoa Trục Nguyệt vươn đi ra tay ngừng giữa đường. Hứa Thuần Lương từ trên giường xuống tới Hoa Trục Nguyệt mau chóng tới nâng lên hắn. Hứa Thuần Lương đi vào đã giải thể đồng nhân bên cạnh, tự quan sát kỹ, bỗng nhiên hắn biến sắc, Hoa tỷ, nhanh lên đem màn cửa kéo lên, đèn đóng lại. Hoa Trục Nguyệt mặc dù không biết hắn làm như vậy ý nghĩa ở đâu, nhưng là hắn đã nói. Liền lập tức dựa theo phân phó của hắn đi làm. Kéo lên màn cửa tướng gian phòng đèn đóng lại, đã thấy kia đồng nhân vỡ ra mặt cắt bên trên kim quang phù lược, Hứa Thuần Lương chỉ cửa phòng, Hoa Trục Nguyệt rón rén đi vào trước cửa, giữ vững cửa phòng, để phòng Tô Tình lúc này tiến đến, cũng không phải sợ hãi nàng biết bí mật, mà là sợ nàng lúc này tiến đến tạo thành không cần thiết ảnh hưởng. Hứa Thuần Lương ngừng thở, tựa hồ sợ hãi nhu hòa hô hấp đều sẽ tướng giới trên mặt kim quang thổi đi. Kim quang phù lực bộ phận là từng cái tựa như cực nhỏ chữ tiểu triệt, Hứa Thuần Lương đại não tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển, hắn tướng đoạn trên mặt văn tự một mực nhớ kỹ. Hoa Trục Nguyệt nghe phía bên ngoài tiếng đập cửa, Tô Tình nấu xong cháo gạo đưa vào, nàng biết lúc này không phải quấy rầy Hứa Thuần Lương thời điểm, cho Tô Tình phát cái tin, chờ một lát. Theo thời gian trôi qua, giới trên mặt kim quang cấp tốc ảm đạm, Hoa Trục Nguyệt trong lòng âm thầm là Hứa Thuần Lương lo lắng. Thời gian ngắn như vậy làm sao có thể nhớ được nhiều như vậy văn tự, biện pháp tốt nhất chính là dùng tướng thu chụp xuống tới, như thế phương pháp đơn giản làm sao Hứa Thuần Lương sẽ không nghĩ tới. Nàng khẽ ừ, ý đồ hấp dẫn Hứa Thuần Lương lực chú ý, Hứa Thuần Lương đã hoàn toàn đắm chìm trong đó, căn bản không có lưu ý đến cử động của nàng. Kim quang càng lúc càng mờ nhạt, một màn thần kỳ này cũng theo kim quang ảm đạm mà dần dần biến mất. Hứa Thuần Lương kéo màn cửa sổ ra, cấp tốc cầm lấy giấy bút. Dựa vào ký ức tướng kia đoạn trên mặt văn tự toàn bộ trở lại như cũ. Hoa Trục Nguyệt lúc này mới mở cửa phòng, nhìn đến đứng ở ngoài cửa một mặt không hiểu Tô Tình, hướng nàng làm ra một cái đừng đi quấy rầy thủ thế, cẩn thận từng ly từng tí khép cửa phòng. Hứa Thuần Lương từ trong phòng lúc đi ra, Tô Tình vì hắn nấu đến cháo gạo đã nguội, hắn đã đem đồng nhân đoạn trên mặt văn tự tất cả đều ghi lại. Vừa rồi để Hoa Trục Nguyệt giúp hắn cầm màu lam bình sứ bên trong chứa lấy hắn tự tay chế tác bách hoa thông lạc đan. Có thể giúp hắn nhanh chóng chữa trị kinh mạch bị tổn thương. Chỉ là không nghĩ tới Hoa Trục Nguyệt đang di động tượng đồng quá trình bên trong phát sinh ngoài ý muốn, mà nàng tại tướng hai con tượng đồng hợp lại cùng nhau quá trình bên trong lại đánh bậy đánh bạ mở ra cơ quan, đưa đến đồng nhân giải thể. Đồng nhân ảo diệu tất cả đều đang giải thể sau mặt cắt bên trên, những kim quang này lòe lòe văn tự nên là đồng nhân người chế tác lưu lại, lấy phương thức như vậy phong ấn tại đồng trong thân thể, một khi mở cơ quan phân giải ra đồng người. Những văn tự này liền sẽ cùng trong không khí một ít thành phần phát sinh phản ứng tiếp theo phát ra kim quang.
Kim quang tiếp tục thời gian dài ngắn cùng dùng đến viết văn tự đặc thù tài liệu tồn lưu nhiều ít có quan hệ, Hứa Thuần Lương không phải là không có nghĩ tới dùng di động quay chụp, nhưng là hắn lo lắng thao tác không thể có thể sẽ khiến kim quang tiêu tán càng nhanh, cho nên dứt khoát dựa vào siêu cường ký ức năng lực tướng những văn tự này cưỡng ép nhớ kỹ. Tại kim quang biến mất về sau, Hứa Thuần Lương trước tiên tướng tất cả văn tự ghi lại, muốn làm rõ những văn tự này đến tột cùng ẩn chứa bí mật gì còn cần từng cái đối ứng, bởi vì là thời gian quá lâu. Phía trên này cũng thiếu thốn một chút văn tự, cần cân nhắc phỏng đoán, mới có thể tái hiện toàn cảnh. Hứa Thuần Lương phục dụng một viên bách hoa thông lạc đan, kinh mạch như tê liệt cảm giác đau đớn thoáng chậm lại. Tô Tình nhìn thấy cháo lạnh, lo lắng Hứa Thuần Lương ăn không thoải mái, lại đi phòng bếp làm nóng. Hoa Trục Nguyệt cũng không có hỏi thăm Tượng Đồng sự tình, nói khẽ ta vừa mới liên lạc Dai Dai, hiện tại đi cùng nàng gặp mặt một lần, thuận tiện cũng nhìn một chút Cao Bí Thư vợ chồng. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, hắn hiện tại còn chưa hoàn toàn khôi phục, liền không thể cùng đi Hoa Trục Nguyệt cùng đi. Hoa Trục Nguyệt trước khi chuẩn bị đi, nhẹ nhẹ gật gật ngực của hắn, ôn nhu nói, người bây giờ cái dạng này tốt nhất không nên suy nghĩ bậy bạ, hồi tâm là hơn. Hứa Thuần Lương cười nói, ta nhớ kỹ. Tô Tình nóng tốt cháo gạo ra, phát hiện Hoa Trục Nguyệt đã đi, kinh ngạc nói, Hoa Tổng đi như thế nào? Nàng đi gặp Dai Dai. Buổi trưa Tần Chính Dương gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết một tin tức tốt, Uông Thư Ký đã chính thức hướng Nhạc Tinh tập đoàn tỏ thái độ, Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện cầm phía trước, chính phủ không có khả năng bởi vì Hàn Phương sửa đổi nguyên lai quy hoạch, tương đương với chính thức bác bỏ Nhạc Tinh tập đoàn tướng bệnh truyền nhiễm viện mới viện chỉ tính vào Trung Hàn sản nghiệp vườn khả năng. Bất quá Tần Chính Dương đề nghị bệnh truyền nhiễm viện phương diện vẫn là phải nắm chặt kiến thiết, để tránh đêm dài lắm mộng, Trung Hàn sản nghiệp vườn không chỉ có riêng đại biểu Nhạc Tinh lợi ích. Tần Chính Dương mặc dù không có đem lại nói rõ, nhưng Hứa Thuần Lương đã hiểu, Trung Hàn sản nghiệp vườn phía sau còn có cái khác vốn liếng tham gia, chỉ bằng Nhạc Tinh ở trong nước lật không nổi quá lớn sóng gió, nhưng là cái này đứng ở sau lưng bên trong phương người đầu tư năng lượng rất lớn, Hứa Thuần Lương trước đây liền nghe Mạc Hàm nói qua, người này chính là Uông Chính Đạo. Nhạc Tinh yếu địa gặp khó về sau, rất có thể sẽ hướng Uông Chính Đạo xin giúp đỡ, không bài trừ Uông Chính Đạo trực tiếp nhúng tay khả năng. Tần Chính Dương cú điện thoại này không có quá khứ bao lâu, Uông Kiến Thành liên hệ Hứa Thuần Lương, hắn muốn cùng Hứa Thuần Lương gặp mặt tâm sự. Hứa Thuần Lương suy đoán Uông Kiến Thành rất có thể là vì bệnh truyền nhiễm viện mảnh đất kia, thế là đồng ý cùng gặp mặt hắn, tướng trong nhà địa chỉ phát cho hắn. Dựa theo thời gian ước định, Uông Kiến Thành sau một tiếng đến đây tiếp, hắn cho Hứa Thuần Lương mang đến một bình giá cả không ít whisky. Hiện tại Hứa Thuần Lương trải qua điều chỉnh đã khôi phục ngày thường tinh khí thần. Mặc dù bị thương kinh mạch trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng hoàn toàn khôi phục, nhưng là ở ngoài mặt đã nhìn không ra bất kỳ dị thường. Hứa Thuần Lương mời Uông Kiến Thành tại phòng trà ngồi xuống, Uông Kiến Thành mỉm cười nói, nghĩ không ra Đông Châu vậy mà cất giấu một chỗ nhã trí như vậy chỗ, người ngồi biệt thự này nếu như ở kinh thành chỉ ít 5.000 vạn. Hứa Thuần Lương nói, đây chính là khác biệt. Chỗ nào không phải một dạng ở, đều có các chỗ tốt. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều lộ ra chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời tiếu dung. Hứa Thuần Lương mời Uông Kiến Thành dùng trà Uông Kiến Thành phẩm hớp trà nói, ta nghe nói người cùng Mai Như Tuyết chia tay. Hứa Thuần Lương cũng không nghĩ tới hắn thế mà từ tư nhân chủ để bắt đầu, cười nhạt một tiếng nói, tạ ơn Uông Tổng quan tâm ta như vậy tình cảm riêng tư. Ám chỉ Uông Kiến Thành xen vào việc của người khác. Uông Kiến Thành có thể nghe ra hắn không vui, hắn cười nói, ngươi không cần hiểu lầm, ta không có cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Kỳ thật cho tới nay ta chỉ là tướng Mai Như Tuyết xem như muội muội nhìn. Hứa Thuần Lương nói, Uông Tổng hôm nay đến chính là vì cùng ta nói mấy cái này. Uông Kiến Thành nói, người coi như là nói chuyện phiếm đi, ta tại Đông Châu không có bằng hữu gì, trừ ngươi ở ngoài, cũng chỉ có một đại ca, hắn lại bận quá không có thời gian theo giúp ta. Nói đến đây cố ý dừng lại một hạ, ta đại ca ngươi hẳn là gặp qua a. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, Uông Thư Ký, rất tốt một vị lãnh đạo. Uông Kiến Thành cười nói, hắn đối người đánh giá rất không tệ đâu, còn đã từng tìm ta hiểu qua ngươi. Hứa Thuần Lương nói, có thể gây nên Uông Thư Ký chú ý là vinh hạnh của ta. Uông Kiến Thành nói, ta tin tưởng trên thế giới này là có duyên phận tồn tại, nguyên bản người không quen biết lại không ngừng sinh ra gặp nhau, tỉ như ngươi cùng ta. Hứa Thuần Lương cười ha hả, ta làm sao từ ngươi trong lời nói này nghe được mấy phần mập mờ a. Uông Kiến Thành cũng cười, hắn tướng chén trà buông xuống. Hứa Thuần Lương giúp hắn lại nối liền. Uông Kiến Thành nói, ngươi là rất người có năng lực.
Hứa Thuần Lương nói, Uông Tổng quá đề cao ta. Uông Kiến Thành nói, nếu như người nguyện ý ta ngược lại thật ra có thể giúp người một tay. Hứa Thuần Lương hướng về sau dựa vào ghế, đánh giá Uông Kiến Thành, từ vừa mới bắt đầu liền biết Uông Kiến Thành không phải đến ôn chuyện đơn giản như vậy. Lấy hắn cùng những thế gia này từ liên hệ kinh lịch tới nói, những người này bình thường tự cho mình rất cao, sẽ không tướng mình loại này bình thường xuất thân người nhìn ở trong mắt, coi như đối năng lực của hắn tán thành, cũng chỉ là muốn lợi dụng thôi, mà không là thật tâm thật ý cùng hắn kết giao bằng hữu. Hứa Thuần Lương nói, cảm ơn, con người của ta không cầu phát triển, chỉ sợ để ngươi thất vọng. Uông Kiến Thành nói, có biết hay không Mai Như Tuyết tại sao muốn rời đi ngươi? Bởi vì nàng từ trên người của ngươi không nhìn thấy tương lai. Hứa Thuần Lương không có sinh khí, nâng chén trà lên nói, chuyện giữa chúng ta không cần ngoại nhân đánh giá. Uông Kiến Thành nói, thế giới này khó bụi gai sinh, nghĩ dựa vào đơn đả độc đấu khai sáng ra một phiến thiên địa không có bất kỳ cái gì khả năng, rõ ràng vượt qua giai tầng cơ hội liền bày ở trước mắt, người không đi chân quý, tương lai khẳng định sẽ hối tiếc không kịp. Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà nói, người muốn ta vì ngươi làm cái gì? Uông Kiến Thành nói, giúp ta giải quyết Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện mảnh đất kia phiền phức, ta sẽ bảo đảm ngươi tại Đông Châu bên trong thể chế một đường trường hồng. Hứa Thuần Lương nheo mắt lại nhìn qua Uông Kiến Thành nói, các ngươi cái giai tầng này nói chuyện chính là ngay thẳng như vậy sao? Uông Kiến Thành nói, ta bảo đảm ngươi trong 3 năm tấn cấp phó phòng, còn có thể trong tương lai trung hàn sản nghiệp vườn cho ngươi mưu một phần nắm giữ thực quyền lại thủ phong phú công việc. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đây là đút lót a? Uông Kiến Thành cười nói, ít cho ta chụp mũ, lợi dụ còn tạm được, ta đã nói đến ra liền làm được. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, ta thừa nhận điều kiện của ngươi phi thường có sức hấp dẫn, đáng tiếc ngươi tìm nhầm người, mảnh đất kia quyền quyết định không tại ta, ngươi hẳn là đi tìm Uông thư ký. Uông Kiến Thành nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám ta tìm người điều tra qua, khu mỏ quặng công nhân nháo sự phía sau có người tại trợ giúp, ta không muốn truy cứu chuyện này, làm ăn giảng cứu dĩ hòa vi quý. Huống chi người ta ở giữa qua đi còn có chút giao tình, người cần gì phải đi làm hại người không lợi mình sự tình. Hứa Thuần Lương nói, xem ra ngươi đã đem chuyện này trách nhiệm tính tại trên đầu của ta. Uông Kiến Thành nói, cởi chuông phải do người buộc chuông, ngươi là người thông minh, cơ hội ngay tại trước mặt của ngươi, hảo hảo nắm chắc, không cần phải gấp hồi phục ta, suy nghĩ thật kỹ một chút. Hắn giơ cổ tay lên nhìn một chút lúc ở giữa, chuẩn bị rời đi. Hứa Thuần Lương nói, Uông dù sao vẫn là nâng cốc mang đi đi, quá quý giá, ta cũng không thích uống. Uông Kiến Thành sửng sốt một chút, Hứa Thuần Lương rõ ràng là cự tuyệt chính mình. Uông Kiến Thành nói, lại người có năng lực có lẽ chọn đúng phương hướng, một khi chọn sai, càng chạy càng xa, cuối cùng lạc đường khó trở lại. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, Uông Tổng làm sao biết ta chính là cái kia đi nhầm người đâu. Uông Kiến Thành nhẹ gật đầu, ta cũng hy vọng sự kiên trì của ngươi cuối cùng cũng có hồi báo. Hứa Thuần Lương đem hắn kia bình rượu đưa cho hắn, ta ban đêm còn có việc, liền không lưu ngươi ăn cơm. Uông Kiến Thành nói, ta cũng có sắp xếp, Như Long ca cũng tại Đông Châu, hẹn ta ban đêm ăn cơm, đúng, muốn hay không cùng một chỗ. Hứa Thuần Lương cười nói, khách không mang theo khách, lại nói ta cùng hắn vẫn là không thấy mặt tốt. Uông Kiến Thành cười nói, cũng là. Miễn cho xấu hổ. Kiều Như Long hẹn Uông Kiến Thành gặp mặt cùng Trung Hàn sản nghiệp vườn không quan hệ, hắn vô ý tham gia hạng mục này, nhưng là gia gia chuyên môn biểu thị quá quan cắt, hắn đã đem loại này lo lắng chuyển đạt cho Uông Kiến Minh, từ trước mắt đạt được tin tức nhìn, Uông Kiến Minh rất tốt xử lý vấn đề này. Kỳ thật Kiều Như Long người cũng không cho rằng Trung Hàn sản nghiệp vườn tổng bộ kiến thiết tại bảy anh hùng mộ đối diện có gì không ổn, đã bổng tử đều không kiêng kỵ, bọn hắn có cái gì tốt kiêng kỵ. Tại Kiều Như Long tham chính trước đó, hắn cùng Uông Kiến Thành ở giữa liền có mật thiết quan hệ hợp tác, hiện tại mặc dù hắn đã tiến vào hoa đầu, nhưng là bọn hắn hợp tác cũng không triệt để gián đoạn. Tế Thế Chữa Bệnh Đầu Tư Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn liền có bọn hắn cộng đồng lợi ích. Những năm này lớn khỏe mạnh sản nghiệp cao tốc phát triển làm cho người chú mục, Kiều Như Long đã sớm chú ý tới cái này một khối, hắn mặc dù thân ở hoa đầu, nhưng là tề sản có thể đại biểu hắn tiếp tục tiến hành đầu tư bố cục. Tế Thế kế hoạch nhập chủ Trường Hưng, trong đó một cái nguyên nhân là vì báo đáp Triệu Phi Dương, Kiều Như Long thiếu Triệu Phi Dương một cái rất lớn ân tình, hắn quyết định trợ giúp Triệu Phi Dương đá đi Hoa Niên Tập Đoàn, đương nhiên ở trong đó cũng tồn tại lấy phong phú lợi nhuận hồi báo. Hoa Niên Tập Đoàn tao ngộ nợ nần nguy cơ, nợ nần gây dựng lại thất bại, tại loại này loạn trong giặc ngoài thời điểm, vừa vặn là bọn hắn đẻ thấp giá cả tuyệt hảo thời cơ.
Kiều Như Long nhìn ra Uông Kiến Thành tâm tình không tốt, không đợi hắn hỏi thăm, Uông Kiến Thành liền đem Hứa Thuần Lương kích động khu mỏ Quảng Bách Tính kháng nghị Trung Hàn sản nghiệp vườn vào ở sự tình nói ra. Uông Kiến Thành nói, ta đi qua đối với hắn còn có chút thưởng thức, không nghĩ tới hắn như thế không biết tiến thối. Kiều Như Long trong lòng cười thầm, Uông Kiến Thành tại Hứa Thuần Lương nơi đó đụng phải cái đinh, hắn không có chút nào đồng tình, tại Trung Hàn sản nghiệp vườn sự tình bên trên, coi như Hứa Thuần Lương không làm những động tác này, Gia Gia cũng sẽ không đồng ý. Kiều Như Long nói ta cảm thấy Hứa Thuần Lương nói không sai, mảnh đất kia quyền quyết định hoàn toàn chính xác không tại hắn. Uông Kiến Thành nói, thật không biết đại ca thế nào. Trung Hàn sản nghiệp vườn như thế lớn hạng mục nghe được mấy cái lão bách tính kháng nghị liền định từ bỏ rồi. Kiều Như Long nói, Nhạc Tinh tập đoàn nếu quả thật nghĩ đầu tư, cũng không lại bởi vì 100 mẫu đất liền từ bỏ, nếu như bọn hắn thật làm như vậy, kia cũng là bởi vì một cái cây mà từ bỏ một mảng lớn rừng rậm. Tại thương nói thương Kiều Như Long cũng nghĩ không thông Nhạc Tinh vì sao lại coi trọng như vậy mảnh đất kia. Uông Kiến Thành thở dài, hắn đem kia bình rượu đưa cho Kiều Như Long, đưa cho ngươi. Kiều Như Long sao mà khôn khéo, một đoán liền biết đây là hắn vừa mới không có đưa ra ngoài lễ vật, hắn cũng không có vạch trần, tướng kia bình rượu nhận lấy, mỉm cười nói, ta hiện tại rượu thuốc lá đều giới, ngươi đưa ta rượu, ta chỉ có thể mang về cất giữ. Uông Kiến Thành nói, Như Long ca. Có chuyện ta vẫn muốn hỏi người, Diệp lão vì sao lại nhận Hứa Thuần Lương đương cháu nuôi? Kiều Như Long lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, hẳn là Diệp Thanh Nhã đưa đến tác dụng. Kỳ thật trong lòng của hắn phi thường rõ ràng việc này trải qua, nhưng là hắn sẽ không dễ dàng thổ lộ Diệp ra bí mật, hắn đối Uông Kiến Thành tâm tư cũng có hiểu biết, từ khi vợ chồng bọn họ hai ly hôn về sau, Uông Kiến Thành liền không gãy hướng Diệp Thanh Nhã xung xoe. Kiều Như Long mặc dù minh bạch tại pháp luật bên trên hắn cùng Diệp Thanh Nhã đều đã không có bất cứ liên hệ gì, nhưng là hắn vẫn có chút không thoải mái, chính như hắn tại ẩn Long Sơn trong lúc vô tình nhìn thấy Hứa Thuần Lương cùng Diệp Thanh Nhã cùng một chỗ leo núi tràng cảnh, chỉ muốn nhớ tới một màn kia trong lòng của hắn liền sẽ như là bị xà hạt cắn khó chịu, không biết là hắn đánh giá thấp mình lòng ham chiếm hữu, vẫn là lần này giải phẫu ghép tim để tính cách của hắn phát sinh biến hóa. Uông Kiến Thành nói, ta nhớ tới một sự kiện. Thanh Nhã tỷ đã từng hướng anh ta đề cử qua Hứa Thuần Lương. Kiều Như Long trong lòng lại không thoải mái, mặt ngoài còn giả bộ là không quan trọng dáng vẻ, chuyện của nàng cùng ta đã không có quan hệ. Uông Kiến Thành nói, Hứa Thuần Lương người này vẫn là có chút bản lãnh, hắn lần này quả quyết cự tuyệt ta hẳn là có chỗ ỷ lại. Kiều Như Long nghe ra Uông Kiến Thành là đang cố ý chọn từ bản thân đối Hứa Thuần Lương cừu hận, muốn lợi dụng mình chèn ép Hứa Thuần Lương để đạt tới hắn mục đích. Trong lòng thầm nghĩ thật coi ta sẽ vào bẫy của ngươi. Mặc dù Kiều gia cùng Hứa Thuần Lương đoạn mất quan hệ, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn muốn cùng Hứa Thuần Lương công khai là địch, hắn phi thường rõ ràng, Hứa Thuần Lương cũng không phải là địch nhân của mình. Kiều Như Long nói, hắn là Diệp Thanh Nhã em kết nghĩa, Diệp Thanh Nhã tâm địa thiện lương, giúp hắn cũng hợp tình hợp lý. Nhắc lên chuyện này hắn ở sâu trong nội tâm liền cực kỳ khó chịu, không cách nào phủ nhận, hắn bởi vì Diệp Thanh Nhã đối Hứa Thuần Lương sinh ra hận ý. Uông Kiến Thành thấp giọng nói, ta luôn cảm thấy nguyên nhân không có đơn giản như vậy, Như Long ca, hắn sẽ không lợi dụng Thanh Nhã tỷ a. Kiều Như Long nói, không bài trừ loại khả năng này, Kiến Thành, người muốn thật quan tâm Diệp Thanh Nhã, không ngại nhắc nhở một chút nàng. Uông Kiến Thành ý thức được Kiều Như Long tướng bóng ra đá còn cho mình, ta nàng chưa hẳn nghe lọt. Kiều Như Long nói, nàng nếu là nghe lời của ta, chúng ta cũng sẽ không đi cho tới bây giờ loại tình trạng này, không trò chuyện cái này. Ta hôm nay tìm ngươi tới là nghĩ giới thiệu một người cho ngươi biết. Uông Kiến Thành nói, ai? Kiều Như Long cầm điện thoại di động lên, bấm điện thoại, Phi Dương, ngươi có thể đến đây. Hoa Trục Nguyệt trở về thời điểm rõ ràng có chút không vui, lại là Cơ Dai Dai thả nàng bồ câu, rõ ràng đáp ứng hẹn Cao Tân Hoa vợ chồng cùng với nàng gặp mặt, nhưng nàng đi qua lại vồ hụt, cô nàng này căn bản chính là cho nên ý chọc ghẹo nàng. Hoa Trục Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, ta còn tưởng rằng nàng đổi tính. Vẫn là như vậy thích làm yêu, cho là ta sẽ hại nàng sao? Thật sự coi ta là hồng thủy mãnh thú. Hứa Thuần Lương nhìn qua dầu dĩ không vui Hoa Trục Nguyệt không khỏi cười nói, cái này có gì phải tức giận, người cũng không phải không rõ ràng tính tình của nàng, không làm yêu cũng không phải là nàng. Hoa Trục Nguyệt nói, người đem nàng gọi trở về, ta càng nghĩ vẫn là phải mang nàng trở về. Chuyện tối ngày hôm qua để Hoa Trục Nguyệt lòng còn sợ hãi, Vũ Viên Nghĩa tối hôm qua mục tiêu là nàng. Cơ Dai Dai lại vừa vặn không tại, nếu như Vũ Viên Nghĩa chọn lựa Cơ Dai Dai ra tay, như vậy hậu quả khó mà lường được.
Hứa Thuần Lương ngược lại cho rằng Hoa Trục Nguyệt không cần thiết chuyện bé xé ra to, đối phó Vũ Viên Nghĩa phương pháp tốt nhất là bắt lấy nhược điểm của hắn. Hoa Trục Nguyệt thở dài nói, nhược điểm, Vũ Viên Nghĩa nhược điểm lớn nhất chính là con trai bảo bối của hắn, từ khi con của hắn sau khi chết, trên thế giới này đã không có gì để hắn tốt cố kỵ. Vũ Viên Nghĩa liền là thằng điên, cho dù là cường hãn như Hoa Trục Nguyệt đối dạng này người cũng không thể không kiêng kỵ ba phần. Hứa Thuần Lương nói, là người liền sẽ có nhược điểm, người không phải nói hắn xuất thân bì môn, có thể từ bì môn nội bộ vào tay. Hoa Trục Nguyệt nói, bì môn khẳng định là đứng tại hắn bên kia, há sẽ trợ giúp chúng ta. Trầm tư chốc lát nói, tối hôm qua hẳn là hảo hảo đề ra nghi vấn ba người kia, không nên tùy tiện đem bọn hắn thả đi. Tại tiếp vào Vũ Viên Nghĩa điện thoại về sau quyết định thả người, hoàn toàn là bởi vì nàng không muốn liên lụy Hứa Thuần Lương, mất con thống khổ đã để Vũ Viên Nghĩa biến thành một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Hứa Thuần Lương nói, muốn tìm đến bọn hắn cũng không khó, bọn hắn ẩn thân địa phương sẽ không vượt qua 5-10 cây số. Hoa Trục Nguyệt hơi kinh ngạc nói, làm sao người biết? Hứa Thuần Lương nói, thiên cơ bất khả lộ. Hoa Trục Nguyệt vốn định buổi chiều rời đi, bởi vì Hứa Thuần Lương muốn tại đêm nay tiến về truy tung đêm qua chui vào người, cho nên nàng quyết định lưu lại, cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ tiến về. Nàng có chút hiếu kỳ, thời gian trôi qua lâu như vậy, Hứa Thuần Lương đến tột cùng muốn thông qua loại phương thức nào đi lần theo ba tên chui vào người. Sau khi mặt trời lặn, Hứa Thuần Lương mới lựa chọn xuất hành, nhìn thấy cùng với cỗ xe phi hành con rơi, Hoa Trục Nguyệt có chút minh bạch chẳng lẽ Hứa Thuần Lương là lợi dụng những này con rơi. Hứa Thuần Lương nói cho Hoa Trục Nguyệt, căn cứ hắn nắm giữ tình huống, ba tên chui vào người tối hôm qua sau khi rời đi phân từ con đường khác nhau đào tẩu, bất quá cuối cùng trăm sông đổ về một biển đều đi cùng một nơi. Kết luận bọn hắn ẩn thân chỗ không cao hơn 5-10 cây số là căn cứ con rơi đi tới đi lui thời gian đến đo lường tính toán, loại này con rơi tốc độ phi hành sẽ không vượt qua mỗi giờ 5-10 cây số. Lái xe trải qua Đông Châu thứ nhất nghĩa địa công cộng tiến vào Phú Cách Đại Đạo, hướng phía trước đã tiến vào Bắc An Huy giới, mặc dù cách xa nhau không xa hình dạng mặt đất đã có chỗ khác biệt, xung quanh nhiều núi, trong đó nổi danh nhất thuộc về Thương Hoàng Dục. Bởi vì con rơi tốc độ phi hành không nhanh, Hứa Thuần Lương tướng tốc độ xe cũng thả chậm đến 50 trong vòng. Hoa Trục Nguyệt liên tưởng tới ban đầu ở Thần Nông Thuốc Đông Y trồng căn cứ, Hứa Thuần Lương khu ngự bầy bỏ cạp tràng diện, lại nghĩ tới Đông Châu OMMIA quầy rượu trồn sự kiện, hắn thật đúng là không gì làm không được. Hiện tại Hoa Trục Nguyệt có thể kết luận, ban sơ Seven Star quầy rượu trận kia dẫn đến ngừng kinh doanh rối loạn chính là Hứa Thuần Lương gây nên, bất quá vật đổi sao rời. Hiện tại bọn hắn quan hệ sớm đã không còn đối lập, ngược lại biến thành có thể đồng tâm hiệp lực bằng hữu. Hoa Trục Nguyệt nhìn qua Hứa Thuần Lương ánh mắt ôn nhu như nước, kỳ thật cũng không chỉ bằng hữu đơn giản như vậy. Phía trước xuất hiện chỗ ngã ba, bên trái một con đường thông hướng Thương Hoàng Dục cửa chính, phía bên phải một con đường thì là thông hướng Hậu Sơn. Thương Hoàng Dục cửa chính sớm đã đóng, kia con rơi tại trước xe tiếp tục phi hành, sắc trời hắc ám, lại không có đèn đường. Lấy Hoa Trục Nguyệt thị lực đã thấy không rõ con rơi hình dáng, nàng có chút hiếu kỳ không biết Hứa Thuần Lương là thông qua loại phương thức nào theo dõi con rơi phi hành quỹ tích. Hứa Thuần Lương tại phía trước tướng xe lái ra khỏi đường cái, đây là một đầu nghiêng hướng lên đường núi, xoay quanh hướng lên, lại chạy được chừng 5 phút, con đường liền đã đến cuối cùng. Hai người đẩy cửa xe ra xuống xe, nhìn thấy bên cạnh có một tòa vứt bỏ tảng đá phòng ở, trăng sáng treo cao bầu trời. Ánh trăng như là một tầng nghiêm sương bao phủ quanh mình cỏ cây, tảng đá phòng ở cánh bắc trên đất trống ngừng lại một cỗ An Huy bài vi hình xe van. Hứa Thuần Lương cũng không lập tức tiến lên, lựa chọn tại nguyên chỗ chờ đợi, cũng không lâu lắm, liền thấy một đám con rơi hướng Thạch Ốc phương hướng bay tới. Hoa Trục Nguyệt mặc dù gan lớn, nhưng là đối con rơi loại sinh vật này đáy lòng vẫn còn có chút kiêng kỵ, không tự chủ được hướng Hứa Thuần Lương tới gần một chút, thấp giọng nói tất cả đều là ngươi gọi đến. Hứa Thuần Lương cười nói, trùng hợp mà thôi, ta nào có bản lãnh lớn như vậy. Hoa Trục Nguyệt mắng, lừa đảo. Con rơi hướng trong rừng bay đi, Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt đi theo đàn rơi bay lượn phương hướng đi hướng trong rừng. Núi rừng bên trong có một đầu đường nhỏ, uốn lượn gập ghềnh, nơi này đã là Thương Hoàng Dục phía sau núi, thành lập cảnh khu về sau, nơi đó phong cảnh bộ môn quản lý đã dùng tường vây cùng cách ly lưới tướng Thương Hoàng Dục hơn phân nửa phạm vi cho vòng khởi đến. Vòng thu phí đã trở thành trong nước cảnh khu trào lưu. Ở phương diện này Đông Châu nơi đó chính phủ biểu hiện được càng thêm khí quyển, toàn thành phố hơn phân nửa cảnh khu đều tiến hành mở vườn cải tạo, đối du khách miễn phí mở ra. Tiến lên không lâu liền gặp dùng tơ thép đâm thành cách ly lưới,
Hứa Thuần Lương cũng không có hoa phí quá lớn công phu, ngay tại cách ly trên mạng phát hiện một cái bị cắt bỏ lỗ hổng, đủ loại dấu hiệu cho thấy trước đây hẳn là có người từ nơi này tiến vào, kéo ra lỗ hổng biên giới để Hoa Trục Nguyệt trước chui vào, sau đó hắn cũng tiến vào bên trong. Dưới ánh trăng, đám kia con rơi tiếp tục hướng trên núi phi hành, phía sau núi thuộc về chưa khai thác khu vực, ngày thường ít ai lui tới, nơi này đã không nhìn thấy lên núi con đường. Thương Hoàng Dục Thế núi không tính là hiểm trở, đối Hứa Thuần Lương tới nói căn bản không trở thành vấn đề, Hoa Trục Nguyệt thân thủ cũng không tệ, mặc dù không đạt được như dẫm trên đất bằng tình trạng, nhưng là cũng được xưng tụng nhẹ nhàng như thường. Hai người leo đến giữa sườn núi, nhìn thấy đàn rơi không lại tiếp tục phi hành, mà là dừng lại tại phía trước xoay quanh. Hứa Thuần Lương biết bọn hắn đã tới mục đích, hắn dẫn đầu trèo lên phía trước cao hơn 2 mét nham thạch, lại đưa tay tướng Hoa Trục Nguyệt kéo đi lên. Chỉ gặp con rơi xoay quanh địa phương bụi cỏ dại sinh, cỏ dại chỗ sâu cất giấu một cái cực kỳ ẩn nấp sơn động. Hoa Trục Nguyệt trong lòng thầm than, nếu như không phải con rơi dẫn đường, chỉ bằng lấy mình vô luận như thế nào cũng tìm không thấy nơi này. Hai người vào sơn động, đi không bao xa liền thấy phía trước mơ hồ lộ ra ánh đèn. Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt đồng thời thả nhẹ bước chân, rón rén vào bên trong tới gần. Sơn động chỗ sâu có đối thoại âm thanh truyền đến. Thúc thúc, ta bệnh này chẳng lẽ không cứu nổi sao? Lập tức nghe được một cái già nua tiếng thở dài, các ngươi đến tột cùng trêu chọc lợi hại gì đối đầu. Hắn tại các ngươi kinh huyệt bên trong chôn xuống độc châm, căn cứ ba người các ngươi mạch tượng đến xem, các ngươi sống không quá nay đông. Hứa Thuần Lương trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, mình tại cái này ba tên chui vào người thể nội gieo xuống thu được về tuyệt mệnh châm, việc này làm được cực kỳ bí ẩn, không nghĩ tới sẽ bị người phát hiện, xem ra đương thời bên trong ẩn tàng cao nhân cũng có không ít. Thúc thúc cứu ta. Người kia lại phát ra thở dài một tiếng, ta cũng không có bản sự này, cởi chuông phải do người buộc chuông. Chúng ta chui vào trong nhà hắn kém chút hại hắn nữ nhân tính mệnh, hắn sao lại tha chúng ta. Sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế, Vũ Viên Nghĩa tâm thuật bất chính, làm nhiều việc ác, các ngươi cần gì phải trợ trụ vi ngược. Hứa Thuần Lương nghe đến đó cảm giác người này hẳn là còn có chút tinh thần trọng nghĩa. Thúc thúc, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác? Người kia trầm ngâm chốc lát nói, cũng không phải là không có, các ngươi mau chóng đi Tiếu Thành tìm môn chủ, hắn có lẽ sẽ có biện pháp. Hoa Trục Nguyệt trong lòng giật mình, bọn hắn trong miệng môn chủ chẳng lẽ là Bì Môn môn chủ Hạ Hầu Tôn. Người này không phải đã sớm chết, nếu như Hạ Hầu Tôn tại thế, ngược lại là một chuyện tốt, từ hắn ra mặt hẳn là có thể hóa giải cùng Vũ Viên Nghĩa ở giữa cừu hận. Bì Môn môn quy cực nghiêm, nếu như Vũ Viên Nghĩa không chịu tuân theo Hạ Hầu Tôn ý tứ, như vậy thì gặp phải bị trục xuất Bì Môn kết cục, từ nay về sau bất đắc dĩ Bì Môn đệ tử thân phận kinh doanh. Hứa Thuần Lương lại là cái ý nghĩ khác, bắt giặc trước bắt vua, Vũ Viên Nghĩa phái tới ba người tất cả đều Bì Môn đệ tử, tìm căn nguyên tố nguyên, hắn muốn tìm Bì Môn lấy muốn thuyết pháp. Đồng thời hắn cũng cảm thấy hiếu kỳ, vị này Bì Môn môn chủ thật chẳng lẽ có năng lực phá giải mình thu được về tuyệt mệnh châm. Cần biết thu được về tuyệt mệnh châm chính là hắn một mình sáng tạo châm pháp. Chỉ có truyền nhân của hắn mới có thể phá giải, chẳng lẽ hắn năm đó châm pháp một mực truyền thừa đến nay? Thúc thúc, chúng ta không biết môn chủ, hắn sao sẽ ra tay cứu trị chúng ta? Việc này không khó, ta viết một lá thư, các ngươi mang theo phong thư này tiến về Tiếu Thành thuốc đông y đại thị trường cầu kiến, tin tưởng hắn sẽ cho ta một bộ mặt. Đa tạ thúc thúc. Hoa Trục Nguyệt tiến về phía trước một bước muốn nhìn rõ bên trong là ai, không cẩn thận đá phải một viên hòn đá nhỏ. Người nào? Bên trong truyền đến một tiếng quát chói tai. Hứa Thuần Lương vung tay lên, mấy chục cái con rơi hướng trong động nhào nhào hơi giật mình bay đi. Người ở bên trong nhìn thấy nhiều như vậy con rơi bay tới đồng thời tránh né, một người trong đó nói, xem ra chúng ta chiếm xảo huyệt của bọn nó. Canh thứ hai viết xong, nhưng là không hài lòng, dự định đẩy ngã làm lại, muốn xế chiều. Hứa Thuần Lương hướng Hoa Trục Nguyệt đưa cái ánh mắt, hai người lặng lẽ lui ra ngoài, đi vào núi rừng bên trong không lâu. Nhìn thấy một viên trụi lùi đầu từ trong sơn động lộ ra, lại là một vị lão hòa thượng, hắn hướng nhìn chung quanh nhìn vững tin chung quanh không người, sau đó hướng về trên núi leo trèo mà đi, leo núi đi bích như dẫm trên đất bằng. Hoa Trục Nguyệt nhỏ giọng nói, là cao thủ, muốn hay không cùng đi qua nhìn một chút. Hứa Thuần Lương lắc đầu, từ vừa mới nghe được đối thoại phán đoán, lão hòa thượng này phải cùng chui vào trong nhà hành thích sự tình không quan hệ, ba cái kia lưu trong động ra hỏa mới là trọng điểm. Các loại lão hòa thượng kia đi xa về sau, hai người dọc theo đường cũ trở về, tiềm phục tại thạch ốc chung quanh.
Hứa Thuần Lương liệu định tính mệnh du quan sự tình, ba người kia không dám trì hoãn quá lâu, hẳn là sẽ trong đêm tiến về Tiếu Thành tìm kiếm cứu chữa. Hai người nguyên địa đợi không đến nửa giờ, liền thấy ba người kia lén lén lút lút từ trên núi xuống tới, khởi động chiếc kia vi hình xe van hướng tây chạy tới. Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt hai người sau đó cũng lên xe, đuôi tùy bọn hắn. Từ Thương Hoàng Dục đến Tiếu Thành cũng liền hơn 100 cây số, sau 2 giờ, chiếc kia vi hình xe van đã tiến vào Tiếu Thành giới. Hiện tại đã là 10 giờ rưỡi tối, Hứa Thuần Lương vốn cho là bọn họ sẽ trực tiếp vào thành dừng chân, nhưng nghĩ không ra bọn hắn cũng không vào thành, mà là lái vào Tiếu Thành Nam giao khu đang phát triển. Phía trước xe van càng ngày càng chậm. Hoa Trục Nguyệt nhắc nhở, bọn hắn giống như phát hiện. Hứa Thuần Lương cười nói, phát hiện càng tốt hơn. Hắn lái xe từ bên trái vượt qua kia xe minibus. Vừa mới vượt qua, kia xe minibus liền tăng tốc chân ga vọt lên. Kỳ thật Hứa Thuần Lương muốn vùng thoát khỏi bọn hắn rất dễ dàng, bất quá hắn cũng không có làm như vậy. Xe van vượt qua xe của bọn hắn về sau lập tức cắt một cái nghiêng tuyến, ý đồ tướng xe cộ của bọn họ bức ngừng. Hứa Thuần Lương thuận thế đạp xuống phanh lại, dừng xe ở ven đường. Ba tên lưu manh từ xe van bên trên vọt xuống tới, từng cái cầm trong tay côn sắt ống thép, tên kia dáng người cao lớn nhất ra hỏa dùng ống thép chỉ vào trong xe giận dữ hét, xuống xe. Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, phân biệt từ hai bên trái phải dưới cửa xe xe. Nguyên bản khí diễm phách lối ba tên lưu manh nhìn thấy lại là Hứa Thuần Lương bọn hắn, dọa đến hồn phi phách tán, xoay người chạy, nhưng bây giờ trốn đã không còn kịp rồi. Hứa Thuần Lương xông đi lên một cước đạp tại cầm đầu tên kia lưu manh trên mông, đem hắn đạp cái ngã gục. Hoa Trục Nguyệt tiến lên nắm chặt một lưu manh tóc, đem hắn ngạnh sinh sinh hao ngã trên mặt đất, theo sau lại là một quyền đánh trúng mặt của hắn. Vóc dáng nhất là thấp bé cái kia trốn được nhanh nhất, đã chạy trốn tới xe van bên cạnh, Hứa Thuần Lương từ to con trong tay đoạt lấy ống sắt, nhắm chuẩn tên kia thả tới, ống thép vạch ra một đường vòng cung, trên không trung như gió xe xoay chuyển, nện ở tên nhỏ con hậu tâm bên trên. Kia hàng bị đập trúng về sau chân đứng không vững, một đầu cúi tại xe van bên trên, trước mắt sao vàng bay loạn, trời đất quay cuồng ngã xuống. To con kêu thảm nói, người nói không giữ lời, không phải đã nói buông tha chúng ta sao? Hứa Thuần Lương từ thanh âm của hắn phân biệt ra được hắn hẳn là trong động cùng lão hòa thượng đối thoại cái kia. Hứa Thuần Lương trước điểm huyệt đạo của hắn, sau đó lại đi chế trụ hai người khác huyệt đạo, tướng hai người kia trước nhét vào trong xe tải. Một lần nữa trở lại to con bên người, ở trên người hắn tìm tòi một lần, không tiêu tốn quá lớn công phu đã tìm được lão hòa thượng viết cho bì môn môn chủ hạ hầu tôn lá thư này. Hứa Thuần Lương một lần nữa giải khai huyệt câm của hắn, to con nói, ngươi nếu biết chúng ta là bì môn tử đệ, liền tốt nhất đừng cùng chúng ta là địch, nếu không. Hứa Thuần Lương cười nói, không phải như thế nào, chính ngươi đều nê Bồ Tát sang sông, thế mà còn dám uy hiếp ta. Ta đã dám cùng đến nơi đây liền không sợ các ngươi cái gì bì môn, ngươi vị kia hòa thượng thúc thúc ngược lại là có chút có thể nhịn. To con lúc này phương mới ý thức tới đối phương ngay cả mình cùng thúc thúc đối thoại đều nghe được rõ ràng, chứng buổi sáng tại Thương Hoàng Dục thời điểm liền bị theo dõi, bí mật của bọn hắn hẳn là bị toàn bộ nghe được, run giọng nói, ngươi. Ngươi làm thật tại ta kinh huyệt bên trong gieo xuống độc châm. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, đừng sợ, cũng không phải lập tức chết ngay. Gọi là thu hậu tuyệt mệnh châm, ba người các ngươi không sai biệt lắm còn có nửa năm tính mệnh, cái này trong vòng nửa năm, các ngươi lại không ngừng tiếp nhận tra tấn cùng dày vò, đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Ngươi tốt xấu độc, muốn giết cứ giết, làm gì dùng như thế thủ đoạn độc ác. Hứa Thuần Lương nói, ngươi người này thật là không có đạo lý, rõ ràng là các ngươi xâm nhập trong nhà của ta muốn hại ta tính mệnh trước đây, ta hoàn toàn lúc ấy là có thể đem các ngươi tất cả đều xử lý. Nhưng ta không có làm như vậy, còn trong lòng còn có nhân từ lưu thêm các ngươi nửa năm tính mệnh, ngươi không biết cảm ơn lại còn nói ta ác độc, vậy thì tốt, chúng ta như vậy đường ai nấy đi, ngươi tự sinh tự diệt đi thôi. To còn nhớ tới thúc thúc nói qua cởi chuông phải do người buộc chuông, coi như tìm tới môn chủ cũng chưa chắc có thể cứu được tính mạng của mình, tại người dưới mái hiên sao dám không cúi đầu, thở dài nói, đến cùng như thế nào ngươi mới bằng lòng tha ta mạng. Hứa Thuần Lương nói, thái độ như vậy mới đúng chứ, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhưng là ta có một điều kiện, đối với ngươi mà nói cũng không tính khó. Nâng tay lên bên trong lá thư này nói, ngươi dẫn ta đi gặp Hạ Hầu Tôn, ta phải ngay mặt tìm hắn muốn cái thuyết pháp. To con trầm mặc không nói, mình tối nay tới Tiếu Thành mục đích cũng đã bị Hứa Thuần Lương tất cả đều biết, mình dẫn hắn đi, có thể sẽ gánh vác phản bội bì môn tội danh,
nếu như không mang theo hắn đi, chỉ sợ đêm nay chính là tử kỳ của mình. Nghĩ tới đây, rốt cục quyết định tốt, ta có thể mang ngươi tới, bất quá, ngươi trước tiên cần phải tướng độc trong người ta châm lấy ra. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cho rằng có tư cách nói điều kiện với ta sao? Hoa Trục Nguyệt nhìn thấy kia to con bị Hứa Thuần Lương nắm đến xít sao, không khỏi có chút muốn cười. To con rốt cục lựa chọn phục tùng Hứa Thuần Lương vốn muốn cho Hoa Trục Nguyệt lưu thủ, mình hộ tống to con tiến đến tiếp bì môn môn chủ Hạ Hầu Tôn. Nhưng Hoa Trục Nguyệt cũng không yên lòng hắn một mình tiến về, nói cái gì đều muốn cùng hắn cùng đi, Hứa Thuần Lương đành phải đáp ứng. To con tướng xe van tìm tới gần đất chống ngừng tốt, hai tên đồng bạn bị Hứa Thuần Lương chế trụ huyệt đạo ném trong xe, không có một ngày một đêm là không thể nào khôi phục tự do. Ba người bên trên Hứa Thuần Lương chiếc xe kia. Hứa Thuần Lương khởi động ô tô về sau, hướng ngồi ghế cạnh tài xế to con nói, quên hỏi tên của ngươi đâu. Ta gọi Nghiêm Hồng. Hạ Hầu cái họ này tại Thiếu Thành nơi đó cũng không hiếm thấy, căn cứ lịch sử ghi chép nơi này là Tào Tháo nơi sinh, một nhắc Tào Tháo vốn chính là họ Hạ Hầu. Bì môn ban sơ giảng cứu chính là làm nghề y tế thế chi đạo, tại quá khứ chỉ cần là dùng các loại biện pháp cho người ta xem bệnh đều về bì môn. Nhưng về sau theo lịch sử biến thiên, bì môn lại phát sinh biến hóa, phân liệt thành nội ngoại hai chi, bên trong bì môn bên trong không thiếu có bản lĩnh có lương chi thầy thuốc, mà ngoại bì môn trên cơ bản đều là bán thuốc giả, sáo lộ đi lừa gạt giang hồ du y, hiện tại nói tới bì môn bình thường chỉ chính là ngoại bì môn. Ngoại bì môn lại phân làm hai đại bè cánh, một là lấy buôn bán các loại dược liệu, chế giả bán giả làm chủ yếu tụ tập ở Trường Giang phía Bắc, nhất là Trung Nguyên khu vực, các lớn dược liệu thị trường đều có thế lực của bọn hắn phân bố, nội bộ được xưng là thuốc tông. Còn có một phái lấy chữa bệnh làm chủ, có tự lập môn hộ bán thiên phương giang hồ du y, còn có rót vào các bệnh viện lớn nhận thầu phòng mân Bắc hệ, ngoại bì môn nội bộ lại xưng là y tông. Những năm gần đây y tông phát triển không ngừng lớn mạnh, cả nước các nơi khắp nơi nở hoa, bất quá y tông một chi hơn phân nửa phủ nhận cùng bì môn quan hệ trong đó, bọn hắn cho rằng bì môn không những không cách nào cung cấp cho mình che chở ngược lại sẽ mang đến không ít mặt trái ảnh hưởng. Hiện tại ngoại bì môn trên cơ bản chỉ chính là thuốc tông nhất mạch, Vũ Viên Nghĩa cũng thuộc về thuốc tông, hắn đầu cơ trục lợi hàng cấm, chế bán thuốc giả, kiếm chắc cách xù lợi ích, chỉ là lần trước trụ sở của hắn bị Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt liên thủ phá hủy, cũng là tổn thất nặng nề. Nghiêm Hồng nói cho Hứa Thuần Lương, hiện tại bì môn đương ra làm chủ người gọi Tào Mộc Lan, cái này Tào Mộc Lan kỳ thật chính là môn chủ Hạ Hầu Tôn nữ nhi, không biết nàng vì sao họ Tào. Cái này Tào Mộc Lan dược liệu sinh ý làm được cực lớn, có thể nói điều khiển toàn bộ Trung Nguyên thuốc Bắc thị trường, Nghiêm Hồng cầm phong thư này chính là đến tìm nàng. Hạ Hầu Tôn mặc dù không có chính thức rời khỏi giang hồ, nhưng những này năm ai cũng chưa từng gặp qua hắn công khai lộ diện, coi như ra lệnh cũng là thông qua nữ nhi Tào Mộc Lan. Vũ Viên Nghĩa những năm gần đây càng phát ra ngang ngược càn rỡ làm ra đủ loại khác người sự tình cùng Hạ Hầu Tôn phai nhạt ra khỏi cũng không quan hệ, hắn cùng Hạ Hầu Tôn còn có một mối liên hệ. Hai người là kết bái huynh đệ. Nghiêm Hồng hiện tại triệt để bị Hứa Thuần Lương dọa cho bể mật gần chết, hắn đi qua một mực tại Tây Bắc giúp Vũ Viên Nghĩa trông giữ sinh ý, Vũ Viên Nghĩa tìm tới hắn, cho hắn một khoản tiền lớn, để hắn an bài mấy người đối phó Hoa Trục Nguyệt, tìm đến cơ hội trước làm nhục một phen, sau đó lại lấy tính mạng của nàng. Nghiêm Hồng chằm chằm Hoa Trục Nguyệt đã có tương đối dài một đoạn thời gian, khổ vì Hoa Trục Nguyệt phi thường cơ cảnh, mà lại đoạn thời gian gần nhất người nàng ở kinh thành. Bên người giúp đỡ đông đảo, Nghiêm Hồng bọn hắn tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Cuối cùng đợi đến Hoa Trục Nguyệt một mình đến đây Đông Châu, bọn hắn nguyên chuẩn bị đi Hoa Trục Nguyệt dự định khách sạn ra tay, thật không nghĩ đến Hoa Trục Nguyệt đi Hứa Thuần Lương trong nhà ngủ. Hoa Trục Nguyệt nghe đến đó không khỏi vừa thẹn vừa giận, giơ tay chiếu vào Nghiêm Hồng cái ót xác chính là một bàn tay vỗ xuống đi, đồ hỗn trướng, làm sao nói đâu. Nghiêm Hồng tự biết thất ngôn tranh thủ thời gian sửa lời nói, là ta nói sai lời nói. Hai người các ngươi không ngủ ở cùng một chỗ. Hoa Trục Nguyệt tức giận đến hận không thể rút đao thọc hắn. Hứa Thuần Lương nói điểm chính. Nghiêm Hồng gật đầu nói, chúng ta xin chỉ thị Vũ Viên Nghĩa, hắn thúc giục chúng ta ra tay, ta cùng ngươi cũng không thủ oán, mà lại ta cũng không nghĩ tới hại tính mạng của ngươi, Vũ Viên Nghĩa cho ta tiền chỉ là mua Hoa Trục Nguyệt một người tính mệnh. Hứa Thuần Lương nói, ngươi có biết hay không Vũ Viên Nghĩa người ở chỗ nào? Nghiêm Hồng lắc đầu. Kỳ thật Hứa Thuần Lương tối hôm qua liền hỏi qua, hắn lặp lại lần nữa một lần, Vũ Viên Nghĩa người tại cảnh ngoại, trên cơ bản đều là thông qua bưu kiện liên hệ, bình thường tới nói đều là Vũ Viên Nghĩa chủ động liên hệ bọn họ, để chứng minh mình không có nói sai, Nghiêm Hồng tướng bưu kiện cho bọn hắn nhìn.
Hoa Trục Nguyệt sau khi xem vững tin Nghiêm Hồng không có nói sai. Lúc này bọn hắn đã tiến vào Tiếu Thành Mộc Lan thuốc bắc trồng căn cứ Nghiêm Hồng bàn giao, Tào Mộc Lan từ trước đến nay Vũ Viên Nghĩa đều có liên hệ. Vũ Viên Nghĩa bởi vì bị cảnh sát liệt vào trọng điểm bắt đối tượng, cho nên chạy trốn tới cảnh ngoại, hắn đi qua kia chút kinh doanh đều ủy thác cho Tào Mộc Lan thay xử lý. Dựa theo Nghiêm Hồng thuyết pháp, nếu như trên đời này có thể có một người tìm tới Vũ Viên Nghĩa, như vậy người này liền nên là Tào Mộc Lan. Mộc Lan thuốc bắc trồng căn cứ là Tiếu Thành đông đảo căn cứ bên trong diện tích lớn nhất, trồng chủng loại nhiều nhất một nhà, trồng thuốc bắc vượt qua 100 khoa, hơn 300 trồng, trong đó bạc bạch thược, đoạn máu chảy, đan da đều được xếp vào thập đại an huy thuốc. Đến trồng căn cứ lúc sau đã nhanh đến 11 giờ đêm, Nghiêm Hồng cả gan cho Tào Mộc Lan gọi điện thoại, hắn nhưng không có mặt mũi này để Tào Mộc Lan chuyên môn gặp hắn, lập tức khiêng ra thúc thúc viên dung pháp hiệu. Nghiêm Hồng thúc thúc viên dung là Thương Hoàng Dục Thiên Môn chùa tăng nhân, tại hắn xuất gia trước đó đã từng là bì môn bên trong người, cũng là năm đó ủng hộ Hạ Hầu Tôn trở thành bì môn môn chủ tướng tài một trong, hắn cùng Hạ Hầu Tôn tương giao chớ nghịch, bằng không thì cũng sẽ không viết thư cho Nghiêm Hồng mang đến, chứng minh hắn mặc dù rời khỏi bì môn, nhưng là hắn vẫn có mặt mũi này. Tào Mộc Lan tiếp Nghiêm Hồng cú điện thoại này về sau, thông chi gác cổng cho hắn cho đi, để hắn trực tiếp đến đây trung tâm giao dịch thấy mình. Hứa Thuần Lương lái xe tiến vào Mộc Lan căn cứ, cơ con đường rộng lớn, hai bên đường thống nhất mới trồng cao tới cây thủy sam cây, lại hướng bên ngoài chính là hai đầu mương nước bốn phương thông suốt, quán thông cả cái căn cứ. Trồng căn cứ thuốc đồng y chủng loại phân chia khu vực khác nhau, Hứa Thuần Lương trước đây đi qua Vũ Viên Nghĩa thần nông trồng căn cứ, lúc ấy cảm thấy nơi đó đã đủ lớn, nhưng cùng nơi này so sánh chỉ có thể là tiểu vu gặp đại vu. Hoa Trục Nguyệt tra xét một chút Mộc Lan thuốc bắc trồng căn cứ tư liệu, bọn hắn hiện tại địa phương nên là căn cứ đồng thời, chủ yếu là trồng truyền thống thuốc đông y chiếm diện tích 8.000 mẫu, nếu như bao quát đang xây hai kỳ trí tuệ công trình, căn cứ tổng chiếm diện tích đạt đến 3 vạn mẫu. Đây là một cái con số cực kỳ kinh người, thời đại đang thay đổi, bao quát Lan Hoa môn cùng Bì môn ở bên trong truyền thống môn phái vì thích ứng đương kim thế giới cũng đang không ngừng biến hóa phát triển. Trong sự biến hóa này nội bộ phân liệt không thể tránh được, liền lấy Lan Hoa môn tới nói, cơ bộ Diêu quyết định phá rồi lại lập, thanh trừ Lan Hoa môn bên trong tất cả mọi thứ không phù hợp pháp luật quy tắc sinh ý, cái này tự nhiên sẽ xúc phạm Lan Hoa môn bên trong quá bao lớn lão lợi ích, đưa đến trước đây không lâu nguy cơ. Vì xử lý Lan Hoa môn nội bộ nguy cơ, cơ bộ Diêu làm ra không ít nhượng bộ, mà Lan Hoa môn tại trên thực tế cũng phân liệt trở thành hai đại trận doanh, Hoa Trục Nguyệt xuất lĩnh Lam Tinh toàn diện chuyển hình. Mà Lan Hoa môn truyền thống sinh ý trên cơ bản bị Phan Thiên Hóa Hà Đông tập đoàn toàn bộ tiếp nhận. Cơ Giai Giai mặc dù thuận lợi thay cơ bộ Diêu vị trí, nhưng là trong tay nàng cũng không thực quyền, từ khi nàng trở thành môn chủ về sau, càng ngày càng nhiều Lan Hoa môn người đảo hướng Hà Đông trận doanh. Hà Đông tập đoàn tại Nam Giang gặp khó về sau cũng lựa chọn điệu thấp, Phan Thiên Hóa cùng Hoa Trục Nguyệt ở giữa đạt thành ăn ý nào đó, Hoa Trục Nguyệt xuất lĩnh Lam Tinh rời khỏi Lan Hoa môn truyền thống nghiệp thái. Phan Thiên Hóa tiếp tục tại cái này một lĩnh vực phát triển lớn mạnh, hắn cũng không đang ép bách Cơ Giai Giai nhường ra môn chủ chi vị. Cái gọi là môn chủ chẳng qua là một cái danh hiệu thôi, tại đương kim thời đại đã mất đi ngày xưa hiệu lệnh toàn môn không dám không theo ý nghĩa. Hoa Trục Nguyệt vẫn cho rằng bì môn nội bộ càng như năm bè bảy mảng, lợi ích trước mặt làm theo ý mình, mà lại đám người này vớt thiên môn quen thuộc, bọn hắn không muốn cũng không có năng lực toàn bộ đổi nghề đi làm đang lúc sinh ý. Muốn tướng dạng này một đám người tụ lại quá khó khăn. Nhưng lại khó cũng phải lựa chọn cải biến không phải cổ lão Lan Hoa môn chắc chắn gắn liền với thời gian đời đào thái. Trên mạng liên quan tới Tào Mộc Lan tư liệu rất ít, ảnh chụp cũng chỉ có rất ít mấy chương, đều không ngoại lệ đều là đeo kính đen, giải rác có thể đếm được tư liệu cho thấy Tào Mộc Lan tuổi tác không lớn, tướng mạo không kém. Nghiêm Hồng nói, phía trước đèn sáng địa phương hẳn là trung tâm giao dịch. Hứa Thuần Lương thả chậm tốc độ xe. Mặc dù là hơn 11 giờ khuya, nhưng lui tới nhập hàng hàng xe vẫn là không ít, nhìn ra được Mộc Lan trung y thuốc trồng căn cứ làm ăn khá khẩm. Hứa Thuần Lương nói, nhớ kỹ ta mới vừa nói qua lời nói. Nghiêm Hồng liên tục gật đầu, nhớ kỹ. Hứa Thuần Lương nói, ta đáp ứng tha mạng của ngươi, liền sẽ không đổi ý, nếu như ngươi dám giở trò, ta để ngươi không gặp được ngày mai Thái Dương. Tiến vào trung tâm giao dịch kho hàng lối vào, đã có một cỗ Jeep Wrangler ở nơi đó chờ. Trong xe một sinh đầy râu quai nón đại hán hướng bọn hắn lấp lóe đèn, lớn tiếng nói, theo ta đi. Wrangler tại phía trước dẫn đường, dẫn lính xe van dọc theo nơi để hàng hậu phương con đường đi vào khu làm việc,
đang làm việc khu đông nam khu vực một tòa kiểu Trung Quốc viện lạc phía trước dừng lại. Dâu quai nón xuống xe. Hứa Thuần Lương cũng dừng xe xong, vỗ vỗ Nghiêm Hồng bả vai, nhắc nhở hắn biểu hiện tốt một chút. Hoa Trục Nguyệt xuất xuống xe trước dâu quai nón quan sát một chút nàng, mang theo nồng đậm Trung Nguyên khẩu âm, mỹ nữ, Đông Châu tới. Hoa Trục Nguyệt liếc mắt không có phản ứng hắn, ghét nhất loại này mở miệng ngậm miệng để cho người mỹ nữ, tự cho là rất khôi hài rất trào lưu, kỳ thật mỗi cái lỗ chân lông đều ném lấy sợi quê mùa. Nghiêm Hồng đi tới, vị đại ca kia, người tốt, ta cùng Tào Tổng đã hẹn. Dâu quai nón trên dưới đánh giá hắn một chút, cỏ xanh phương thuốc đông y. Nghiêm Hồng đáp, thương rêu trong đá tiền. Phố thuốc đông y ngàn bản. Nghiêm Hồng sửng sốt một chút, không nhớ rõ qua cái này chắp đầu ám hiệu đâu. Dâu quai nón nhìn nét mặt của hắn có chút khinh thường. Rõ ràng đều tay cây. Lại là Hứa Thuần Lương gặp Nghiêm Hồng không đáp lại được, nhịn không được giúp hắn đối một câu, những này ám hiệu đều là thơ cổ từ, mà lại tất cả đều cùng y dược có quan hệ, liền xem như đối thơ cổ từ có nghiên cứu người, bình thường cũng sẽ không lưu ý những này cũng không phải là danh nhân mọi người tác phẩm, đối với cái này loại thi từ cảm thấy hứng thú trên cơ bản đều là hạnh lâm bên trong người. Hứa Thuần Lương đi qua cũng chưa quen thuộc, chỉ là đi vào thời đại này, ra ra để hắn không có việc gì sao chép hồi xuân đường bí phương. Rất nhiều bí phương bắt đầu cùng phần cuối thường xuyên trích dẫn thơ cổ từ, vừa vặn cái này thủ hắn viết qua. Dâu quai nón ánh mắt chuyển hướng Hứa Thuần Lương nói, thuốc tông môn đồ. Hứa Thuần Lương mỉm cười nhẹ gật đầu. Nghiêm Hồng nói, ta có chuyện quan trọng, cầu kiến Tào Tổng. Dâu quai nón nói, đi theo ta. Đi vào phía trước viện lạc, trước mắt vậy mà xuất hiện một mảnh tinh xảo kiểu Trung Quốc lâm viên, cây xanh thấp thoáng, giả sơn xếp, quái thạch đá lởm chởm, suối phun thác chảy. Ở giữa điểm xuyết lấy cổ kính ban công đình tạ. Kiến thức rộng rãi Hứa Thuần Lương đều có loại lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên cảm giác, thật là nghĩ không ra cái này Tào Mộc Lan như thế sẽ hưởng thụ, thế mà tại Trung Y thuốc trồng trong căn cứ xây dựng như vậy một mảnh cổ kính lâm viên cảnh trí. Dâu quai nón chỉ bên trong nói, dọc theo cầu khúc vào trong, tiểu thư nhà ta tại Thủy Tạ xin đợi các vị. Hoa Trục Nguyệt đi đến cửu khúc Trường Kiều, mới từ trung tâm giao dịch lại tới đây. Vậy mà sinh ra một loại xuyên qua thời không cảm giác, cúi đầu nhìn lại, sắc thái xuất hiện cá chép ở trong nước bơi qua bơi lại, những này cá chép cùng bình thường thấy khác biệt, trên thân mang theo các loại lân quang. Hứa Thuần Lương cũng chưa từng thấy qua loại này phát sáng cá chép, tưởng rằng giả, cúi đầu nhìn một chút. Nghiêm Hồng lo lắng tính mạng của mình lại đẹp cảnh trí cũng không lòng dạ nào thưởng thức, nhìn thấy Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt dừng bước không tiến, nhịn không được thúc giục một câu, chúng ta vẫn là đi mau đi. Hoa Trục Nguyệt lạnh lùng nhìn qua hắn nói, ta có nghe lầm hay không, người đang thúc giục gấp rút chúng ta. Nghiêm Hồng dở khóc dở cười nói, chúng ta không phải đến làm đại sự sao. Hứa Thuần Lương nói, thiên đại sự tình cũng không chậm trễ thưởng thức phong cảnh, cái vườn này tu được thực là không tồi, ngự hoa viên cũng không gì hơn cái này. Hoa Trục Nguyệt nói, ngự hoa viên kỳ thật cũng không dễ nhìn, ta thích cô tô lâm viên, cái vườn này liền được thần tùy. Đi qua cửu khúc Trường Kiều. Phía trước xuất hiện một ngọn núi giả, một đạo nhân công thác nước từ trên núi giả bay lưu thẳng xuống dưới, theo thế núi tạo thành ba chồng, dòng nước xiết vẩy ra, tại ánh đèn chiếu rọi dưới, tựa như có người đem một viên khỏa sáng như tuyết lớn châu tiểu châu không ngừng thả vào màu u lam mặt nước. Trải qua giả sơn về sau, ngay sau đó là một đạo cầu hình vòm đối diện chính là dâu quai nón nói tới Bách Thảo Lâu. Trước lầu đứng đấy một vị thân mặc màu đỏ hán phục mỹ nữ, tại ánh đèn chiếu rọi hạ tựa như yêu mị. Nghiêm Hồng chợt nhìn thấy nữ tử kia bị giật nảy mình, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng không muốn đả trễ như vậy Tào Mộc Lan thế mà lại lấy loại trang phục này xuất hiện tại người trước, âm thầm hút miệng hơi lạnh, mới vừa tới trước mặt cô gái kia Tào Tổng, ta là Nghiêm Hồng. Kia hán phục nữ tử ngón tay quấn quanh lấy tóc dài, hai mắt nhìn qua Nghiêm Hồng âm trầm nở nụ cười, Nghiêm Hồng bị nàng cười sợ nổi da gà, nếu như không phải sau lưng còn có Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt, nói không chừng hắn sẽ coi là gặp đến nữ quỷ. Cô gái kia nói, ta không phải, đại tiểu thư ở bên trong chờ các ngươi đâu. Hoa Trục Nguyệt trải qua nữ tử kia bên người thời điểm, nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua quần áo không tệ. Cô gái kia nói, nếu là ngươi mặc vào khẳng định càng đẹp mắt. Hoa Trục Nguyệt cười trừ, từ khi tiến vào cái vườn này, đẹp là tuyệt mỹ, nhưng khắp nơi lộ ra không nói ra được cổ quái. Ba người tiến vào Bách Thảo Lâu, nhìn thấy hai tên nha hoàn trang phục nữ hài đứng tại màn cửa trước. Nhìn thấy bọn hắn tiến đến, nhàn nhạt nói một cái vạn phúc.
Hoa Trục Nguyệt nói khẽ với Hứa Thuần Lương nói, chúng ta không phải xuyên qua thời không a? Hứa Thuần Lương cười cười, không nói chuyện, trong lòng thầm nghĩ hẳn là Tào Mộc Lan ưa thích cá nhân, cố gắng nàng là cái cổ văn hóa mê, hay là cái thâm niên nhân vật diễn viên, không thể phủ nhận, Tào Mộc Lan đã khiến cho ba người bọn họ hiếu kỳ, không biết đêm nay nàng sẽ lấy như thế nào hình tượng xuất hiện. Hai cái nữ hài tử vén lên rèm châu nghiêm hồng cái thứ nhất đi vào, Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt đi theo phía sau của hắn. Bách Hoa Lâu bày biện cổ kính, từ gian phòng bố cục bài trí liền có thể nhìn ra chủ nhân dụng tâm. Một vị thân mặc áo giáp nữ tử ngồi ngay ngắn dài án hậu phương, kiếm mi lãng mục, tư thế hiên ngang, nàng chính là Tào Mộc Lan. Không ai từng nghĩ tới Tào Mộc Lan sẽ dùng phương thức như vậy tới đón tiếp bọn hắn đến, Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ nữ nhân này thật đem chính nàng xem như Hoa Mộc Lan rồi. Hoa Trục Nguyệt thường thấy muôn hình muôn vẻ nhân vật giang hồ, ai nói nhân sinh như kịch, nhưng là thật trò xiết xem như nhân sinh còn chưa thấy qua, nữ nhân này hẳn là nhập hí quá sâu. Nghiêm Hồng nói, người chính là Tào Tổng A. Tào Mộc Lan nói, ta giáp trụ mang theo không thể hành lễ, ba vị mời ngồi. Nghiêm Hồng đều cảm thấy Tào Mộc Lan có bệnh, đêm hôm khuya khoát mặc cái này thân giáp trụ làm gì. Diễn kịch sao, cũng không có gặp có tổ quay phim tại A. Ba người ngồi xuống, Tào Mộc Lan phân phó thủ hạ cho bọn hắn dâng trà. Hoa Trục Nguyệt nhìn thoáng qua Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương ngửi ngửi hương trà, uống một ngụm, Hoa Trục Nguyệt lúc này mới dám yên tâm thưởng thức trà. Chúc mọi người trung thu khoái hoạt, hôm nay bồi người nhà nghỉ lễ, chỉ có canh một, ngày mai khôi phục bình thường. Ba người tại trước khi tới đây đã tập qua, nhìn thấy Tào Mộc Lan về sau liền đến phiên Nghiêm Hồng hát nhân vật chính. Nghiêm Hồng móc ra thúc thúc viên dung thân bút viết lá thư này, Tào Tổng, thúc thúc ta viết một phong thư, muốn cho ta tự tay giao cho môn chủ. Tào Mộc Lan lạnh nhạt nói, ta có thể giúp ngươi chuyển giao. Hoa Trục Nguyệt trong lòng hơi động, xem ra ngoại giới truyền ngôn Hạ Hầu Tôn tin chết cũng không là thật, nếu không Tào Mộc Lan cũng không sẽ nói ra lời như vậy. Nghiêm Hồng nhìn Hứa Thuần Lương một chút, thúc thúc bàn giao hắn nhất định phải tự tay giao cho Hạ Hầu Tôn. Hứa Thuần Lương thầm mắng người này phế vật, nhìn mình làm gì. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết hắn đang trưng cầu ý kiến của mình, Hứa Thuần Lương cúi đầu tiếp tục thưởng thức trà, đối Nghiêm Hồng ánh mắt làm như không thấy. Nghiêm Hồng nói, Tào Tổng, không có ý tứ, phong thư này ta nhất định phải tự tay giao cho môn chủ. Tào Mộc Lan nói, Nghiêm tiên sinh đã xuất ra, cũng không phải là ta bì môn bên trong người, nếu như ngươi kiên trì làm như thế, các vị vẫn là mời trở về đi. Nàng ý tứ là viên dung mặt mũi nhưng cho cũng có thể không cho, ở chỗ này không nghe quy củ của ta, chúng ta cũng không cần phải nói tiếp. Nghiêm Hồng mím môi, vốn cho rằng dựa vào thúc thúc phong thư này nhìn thấy Hạ Hầu Tôn sẽ rất dễ dàng, thật không nghĩ đến vừa mới bắt đầu liền gặp làm khó dễ, hắn nhịn không được lại nhìn Hứa Thuần Lương một chút. Tào Mộc Lan ánh mắt cũng chuyển hướng Hứa Thuần Lương, ý của ngươi như nào? Hứa Thuần Lương phán đoán không sai, Nghiêm Hồng biểu hiện quả nhiên bị nàng khám phá, Hứa Thuần Lương mới là đêm nay nhân vật chính. Hứa Thuần Lương nói, Tào Tổng chuyển giao cũng tốt. Nghiêm Hồng lúc này mới tướng lá thư này đưa cho cách ăn mặc thành nha hoàn bộ dáng nữ hài, cô bé kia tướng tín hiệu cho Tào Mộc Lan, Tào Mộc Lan đưa tay tiếp nhận, từ trên bàn cầm lấy một thanh dài hai tấc độ vòng thủ nhỏ đồng đao, mở ra lá thư này. Nghiêm Hồng muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, thúc thúc đặc địa đã thông báo, lá thư này nhất định phải Hạ Hầu Tôn thân khải, cái này Tào Mộc Lan cũng quá không tuân theo quy củ, liền môn chủ tin cũng dám hủy đi. Hứa Thuần Lương lại lưu ý đến nàng sử dụng công cụ tất cả đều là cổ vật, mở thư động tác dứt khoát lưu loát, thuần thục là một mặt, còn có thể nhìn ra nàng chuyên môn tu tập qua đao pháp, Hứa Thuần Lương cao thủ như vậy giỏi về từ mảnh tiết bên trong phát hiện ảo diệu. Tào Mộc Lan sau khi xem xong, chau mày, nguyên lai ba người các ngươi đều bị người ám toán. Nghiêm Hồng gật đầu nói, đúng. Tào Mộc Lan nói, người nào lá gan lớn như vậy dám đối bỉ môn bên trong người hạ thủ. Nghiêm Hồng lại nhìn Hứa Thuần Lương một chút, đang muốn trả lời, Tào Mộc Lan chỉ hướng Hứa Thuần Lương nói, ngươi nói. Hứa Thuần Lương nói, hắn gọi Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương, chưa từng nghe nói qua, hắn rất lợi hại phải không? Tào Mộc Lan biểu lộ tràn đầy khinh thường. Nghiêm Hồng nói, rất lợi hại đâu, hắn tại chúng ta kinh huyệt bên trong gieo xuống độc châm, gọi. Kêu cái gì thu hậu tuyệt mệnh châm? Còn nói căn này độc châm sẽ theo thời gian trôi qua tại kinh mạch của chúng ta bên trong chậm rãi di động, bọn ta ba cái nhiều nhất còn có nửa năm tính mệnh, nửa năm này bên trong sẽ sống không bằng chết, đau đến không muốn sống. Lời nói này nói đến cực kỳ thông thuận, dù sao đều là tình hình thực tế.
Nghiêm Hồng lại dùng khóe mắt nhìn lén Hứa Thuần Lương, trong lòng thầm hận, thủ đoạn của người nọ thật sự là quá ác độc. Tào Mộc Lan lạnh hừ một tiếng nói, cái gì thu hậu tuyệt mệnh châm, ta chưa từng nghe nói qua. Hoa Trục Nguyệt nói, Lỗ Tổng chưa nghe nói qua không có nghĩa là không tồn tại. Tào Mộc Lan nhìn qua Hoa Trục Nguyệt nói, nơi này lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện rồi. Nghiêm Hồng nói, Tào Tổng chớ trách, chúng ta thật sự là không có cách nào mới đến hướng môn chủ xin giúp đỡ, mong rằng Tào Tổng mở một mặt lưới. Tào Mộc Lan nói, không vội, nếu là Nghiêm tiên sinh tự mình ủy thác, việc này ta nhất định sẽ chi tiết bẩm báo môn chủ, hôm nay quá muộn, ba vị chắc hẳn cũng mệt mỏi, ta chỗ này có khách phòng có thể cung cấp nghỉ ngơi, ba vị một mực yên tâm an giấc một đêm, sáng sớm ngày mai ta cho các ngươi trả lời chắc chắn, không biết ý như thế nào. Nghiêm Hồng lại vô ý thức nhìn Hứa Thuần Lương một chút. Hứa Thuần Lương thầm mắng người này thật là một cái xuẩn tài, lần này bại lộ, Tào Mộc Lan khẳng định biết dẫn đầu chính là mình. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta thân chúng kỳ độc, tính mệnh nguy cơ sớm tối, mong rằng Tào Tổng nể tình đồng môn phân thượng, mở một mặt lưới, mau chóng tướng phong thư này giao cho môn chủ trong tay. Tào Mộc Lan mỉm cười nói, kỳ độc, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, nếu như ngươi không ngại, ta có thể giúp ngươi miễn phí bắt mạch. Hứa Thuần Lương đi vào Tào Mộc Lan đối diện ngồi xuống, tướng tay phải đưa tới. Thốn khẩu mạch lại có thể chia làm tắc, quan, thước ba bộ, bình thường lấy cổ tay sau xương cổ tay thân đột là tiêu ký. Trong đó bên cạnh bộ là quan trước là tấc, quan sau là thước, tấc thước chuẩn ba bộ lại khả thi đi phù, chung, chìm ba đợi, đây chính là thốn khẩu xem bệnh pháp ba bộ chín đợi. Từ xưa đến nay, bắt mạch thủ pháp biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Tào Mộc Lan dùng tay trái xem bệnh Hứa Thuần Lương tay phải, dùng tay phải xem bệnh nhân tay trái, ba ngón đầu ngón tay ngang bằng, ngón tay hơi hiện lên cong nghiêng, cùng Hứa Thuần Lương bên ngoài thân hẹn hiện lên 45 độ sừng. Ngón giữa định quan, dùng ngón tay trỏ đặt tại quan tiền định tấc, dùng ngón áp út đặt tại quan sau định thước, phải chỉ sơ mật thích hợp, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, Hứa Thuần Lương vừa nhìn liền biết Tào Mộc Lan y thuật tiêu chuẩn không thấp. Tào Mộc Lan vận chỉ thuần thục, các loại thủ pháp chính xác không sai. Hiện tại tạng phủ phân bố là căn cứ, nội kinh, bên trên lại bên trên, hạ lại hạ nguyên tắc, tới phân chia thốn khẩu ba bộ chỗ phân đợi tạng phủ, trái tắc đợi tâm, phải tắc đợi phổi. Tịnh thống quát ngực trở lên cùng đầu tật bệnh, trái quan đợi can đảm, phải quan đợi tính khí, thống quát cách trở xuống đến tề trở lên bộ vị tật bệnh, hai thước đợi thận, cũng bao quát tề trở xuống đến bắp chân tật bệnh. Hứa Thuần Lương đêm qua bởi vì cưỡng ép bỏ dở vô ngã chi cảnh dẫn đến kinh mạch bị hao tổn, muốn chữa trị còn cần thời gian, hắn có chủ tâm khảo giáo Tào Mộc Lan y thuật. Tào Mộc Lan nâng theo tìm, thủ pháp cực kỳ thành thạo, hai đạo mày kiếm cơ hồ vặn kết ở cùng nhau. Thấp giọng nói, người kinh mạch vừa mới nhận qua tổn thương. Hứa Thuần Lương thầm khen, chỉ từ mình mạch tượng liền có thể đánh giá ra mình kinh mạch bị hao tổn, Tào Mộc Lan tại bắt mạch phương diện trình độ đã viễn siêu lĩnh vực này chuyên gia học giả. Hứa Thuần Lương nói, ta bị họ Hứa đánh một chưởng, tại chỗ phun máu, sau đó liền cảm thấy kinh mạch toàn thân nứt từng khúc, nghĩ đến là duyên cớ này. Tào Mộc Lan phát hiện Hứa Thuần Lương mạch tượng cực kỳ kỳ quái, nhanh chậm không đồng nhất, khi thì một hơi tám đến. Khi thì một hơi hai đến, dài mạch ngắn mạch giao thế hiện ra, đại mạch mảnh mạch hỗn tạp, mạch lực mạnh yếu không giống nhau. Bình thường bắt mạch 50 động liền không sai biệt lắm, Tào Mộc Lan trọn vẹn xem bệnh 150 động, vẫn không cách nào từ Hứa Thuần Lương mạch tượng bên trong đánh giá ra hắn đến cùng mấu chốt ở đâu. Tào Mộc Lan tay cuối cùng từ Hứa Thuần Lương trên cổ tay rời đi, nàng cũng chính là đánh giá ra Hứa Thuần Lương kinh mạch bị hao tổn, về phần phức tạp như vậy mạch tượng đến tột cùng là nguyên nhân gì gây nên. Trong lúc nhất thời cũng không có làm ra kết luận. Hứa Thuần Lương biểu hiện ra mạch tượng thuần túy là hắn cố ý khống chế, giả trang ra một bộ lo lắng dáng vẻ, Tào Tổng, người cảm thấy ta tình huống thế nào? Tào Mộc Lan đưa cho Hứa Thuần Lương bốn chữ, không thể lạc quan. Hứa Thuần Lương nói, Tào Tổng có ý tứ là ta giữ nhiều lành ít. Tào Mộc Lan thở dài nói, tha thứ ta tài sơ học thiền, ta chưa bao giờ thấy qua người kỳ quái như thế mạch tượng. Mặc dù Nghiêm Hồng thái độ thành khẩn, Tào Mộc Lan vẫn là cự tuyệt bọn hắn đêm đó gặp mặt Hạ Hầu Tôn thỉnh cầu, nàng để cho thủ hạ an bài ba người bọn họ đi nghỉ ngơi. Không biết có phải hay không cố ý an bài, thế mà đem Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt an bài vào một cái phòng. Hứa Thuần Lương nhìn qua bên trong căn phòng kia cái giường lớn nói, Hoa tỷ, xem ra đêm nay người ta muốn chen lấn. Hoa Trục Nguyệt hướng hắn đưa một cái ánh mắt, nhắc nhở hắn phải cẩn thận cảnh giác, đầu tiên kiểm tra một lần gian phòng. Vững tin không có giám thị nghe lén thiết bị,
mới phụ ghé vào lỗ tai hắn nói, ta luôn cảm thấy nơi này lộ ra cổ quái. Hứa Thuần Lương nói, mặc kệ nó, trước ngủ một giấc lại nói, người nói ban đêm sẽ có hay không có công an kiểm tra phòng. Hoa Trục Nguyệt khanh khách nở nụ cười, cho nên người tốt nhất an phận một chút. Bách Thảo trong lâu, Tào Mộc Lan che đậy lên cửa phòng, trong phòng chỉ còn lại nàng một cái, nàng chậm rãi đi hướng một bên giá sách, đưa tay trước di động về phía sau trong đó hai sách thư, cái này hai sách thư là khởi động cửa ngầm cơ quan, giá sách chậm rãi di động ra, lộ ra phía sau cửa sắt, Tào Mộc Lan đè xuống bên cạnh cửa mật mã, cửa sắt di động ra. Tào Mộc Lan tiến vào hậu phương thang máy, ấn xuống B2. Đi ra thang máy về sau, dọc theo màu quyết ánh đèn thông đạo đi hơn 50 mét khoảng cách, tiến vào một cái hình vòng không gian, mặc dù thâm nhập dưới đất, nhưng không khí cũng không ngột ngạt, bốn phía tản ra một cỗ dược liệu mùi thơm ngát. Một vị thân xuyên màu xám cây đay đường trang, lão giả râu tóc bạc trắng khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Tào Mộc Lan cũng không lập tức quấy rầy hắn, mà là đứng ở một bên nhìn qua trên thư án vài trang giấy, trên giấy viết đầy lít nha lít nhít ký hiệu. Lão giả thở dài nhẹ nhõm mở ra hai mắt nói, Mộc Lan, làm sao muộn như vậy đến đây? Tào Mộc Lan nói, phụ thân, tối nay tới ba cái khách không mời mà đến muốn gặp người. Lão giả này chính là phụ thân của nàng Hạ Hầu Tôn. Hạ Hầu Tôn không cần suy nghĩ liền cự tuyệt nói, không thấy. Tào Mộc Lan tướng kia phong nghiêm hồng mang tới tin đưa cho phụ thân. Hạ Hầu Tôn tiếp nhận lá thư này nhìn một lần, trầm giọng nói, thế mà còn có Nghiêm Ngũ Nhạc giải không được độc. Tào Mộc Lan nói, nghe nói là thu hậu tuyệt mệnh châm. Hạ Hầu Tôn lắc đầu nói, không có khả năng. Tào Mộc Lan nói, cái này ba cá nhân thân phận ta đã điều tra rõ, một cái là Nghiêm Ngũ Nhạc chất tử Nghiêm Hồng, một cái là Đông Châu Hứa Thuần Lương, còn có một cái là Lan Hoa Môn Hoa Trục Nguyệt. Hạ Hầu Tôn nói, Hoa Trục Nguyệt, là Vũ Viên Nghĩa hận thấu xương Hoa Trục Nguyệt. Chính là nàng, Lan Hoa Môn hiện tại thực tế trưởng khống giả. Hạ Hầu Tôn nói, chúng ta cùng Lan Hoa Môn làm không gặp nhau, Vũ Viên Nghĩa cùng Hoa Trục Nguyệt cũng đơn thuần tư nhân cửu hận, bọn hắn tới tìm ta làm cái gì? Tào Mộc Lan nói, ta vừa rồi đặc biệt quan sát một chút, cái kia Nghiêm Hồng toát ra không ít sơ hở, hiển nhiên là nhận lấy hai người khác bức hiếp, bất quá cái này Hứa Thuần Lương mạch tượng phi thường kỳ quái, ta chưa bao giờ thấy qua dạng này mạch tượng. Hạ Hầu Tôn nói, còn có người chưa thấy qua mạch tượng. Tào Mộc Lan nói, phụ thân, người không phải đã nói, cao thủ chân chính có thể tùy tâm sở dục khống chế mạch tượng. Hạ Hầu Tôn nói, cái này Hứa Thuần Lương lớn bao nhiêu? Chừng 20. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Tào Mộc Lan nói, phụ thân nếu không tin có thể tự mình nhìn xem. Hoa Trục Nguyệt lại bắt đầu kiểm tra kia cái giường lớn, liền dưới giường nệm đều không buông tha, Hứa Thuần Lương một bên nhìn qua, Hoa tỷ nếu là không yên lòng, ta có thể tìm bọn hắn lại muốn cái gian phòng. Hoa Trục Nguyệt nói, ta cũng không phải không yên lòng ngươi, vẫn là cẩn thận mới là tốt, nếu như ta không có đoán sai, Tào Mộc Lan tiếp xuống khẳng định sẽ điều tra tư liệu của chúng ta. Hứa Thuần Lương nói, coi như nàng điều tra ra lại có thể thế nào. Mục đích của chúng ta là tiến vào nơi ở của nàng, nàng dám đối với chúng ta bất lợi, ta đem nàng tòa này sản nghiệp căn cứ cho vén cái đáy chỉ lên trời. Hoa Trục Nguyệt nói, người tuyển ghế sofa vẫn là giường. Hứa Thuần Lương nằm ở trên giường nói, cái giường này đầy đủ rộng, nằm hạ hai chúng ta, nhận biết ta lâu như vậy ngươi còn không biết à, cá nhân ta cũng chính là ngoài miệng đùa giỡn một chút, nhưng thật ra là cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chân quân tử. Hoa Trục Nguyệt cười nói, chân quân tử là muốn trả giá bằng máu. Hứa Thuần Lương tối hôm qua máu mũi bão táp tràng diện đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, Hoa Trục Nguyệt thật đúng là có chút lo lắng, vạn nhất người này lại phun ra máu làm sao xử lý. Người khác sẽ không hiểu lầm thành là mình. Hai người đều không có đi tắm rửa ý tứ, mặc dù đã kiểm tra một lần không có phát hiện giám sát thiết bị, nhưng hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, có lẽ liền giấu ở cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh đâu. Hoa Trục Nguyệt thoát cởi giày tại một bên khác nằm xuống, hai người liếc mắt nhìn nhau đều nở nụ cười, trong lòng đều đoán được đối phương bởi vì cái gì cười, Hoa Trục Nguyệt thế mà có chút ngượng ngùng. Cầm lấy một cái gối đầu hướng Hứa Thuần Lương đã đánh qua, lăn trên ghế salon thiếp đi. Gối đầu nện ở Hứa Thuần Lương trên thân, dưới thân lại là không còn, bọn hắn liền người mang giường rớt xuống. Hứa Thuần Lương phản ứng thần tốc, trước tiên dự định đằng không mà lên, nhưng vận khí sách hơi thở, kinh mạch lại là một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức, vết thương cũng chưa lành nếu như cưỡng ép vận dụng chân nguyên chỉ sợ kinh mạch tổn thương sẽ tuyết tải lên xương, lại thêm bên người còn có Hoa Trục Nguyệt.
coi như Hứa Thuần Lương nhịn đau cưỡng ép đào thoát, Hoa Trục Nguyệt cũng không có bản lãnh của hắn. Giường lớn rơi xuống đồng thời ánh đèn toàn diệt, lập tức nghe đến đỉnh đầu thép tấm khép lại thanh âm. Giường lớn rơi vào một chương giảm sóc đệm khí bên trên, vừa đi vừa về đãng động mấy lần Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt đều không có có thụ thương. Hoa Trục Nguyệt mở ra điện thoại di động ánh đèn chiếu sáng chung quanh, giờ khóc giờ cười nói chúng ta giống như không phải đầu một lần gặp được loại này bẫy dập. Hứa Thuần Lương nói, xem ra người kiểm an công việc làm không chiếm được vị. Hai người từ trên giường xuống dưới, dẫm lên giảm sóc đệm khí đi vào thực địa phía trên, nơi sống yên ổn che kín hồng sa, chung quanh vách tường dùng gạch xanh đắp lên, Hứa Thuần Lương mượn ánh đèn xích lại gần xem xét, những này gạch xanh tất cả đều là cổ vật. Màu nâu xanh gạch bột trên có khắc minh văn, vui vẻ lâu dài chưa hết, tử tôn ích xương, thiên thu vạn tuế. Hứa Thuần Lương nói, đây là hán gạch. Hoa Trục Nguyệt cảm thấy tim đập rộn lên, chính muốn nói chuyện, vừa dương ra miệng, Hứa Thuần Lương liền hướng trong miệng nàng lấp một viên tròn căng đồ vật, có chút đắng chát chát, Hoa Trục Nguyệt phản ứng đầu tiên chính là nghĩ phun ra. Hứa Thuần Lương bám vào bên tai nàng thấp giọng nói, cái này hồng sa gọi đào hoa sát, có thể khiến người ta ý loạn tình mê. Kìm lòng không được, có thôi tình tác dụng. Hoa Trục Nguyệt trong lòng thầm nghĩ, đây chẳng phải là xuân dược. Nàng tướng viên kia tròn căng dược hoàn nuốt xuống, vẫn không dám yên tâm to gan hô hấp, nhớ tới lần trước tại thần nông dược liệu trồng căn cứ, là tại tập trung trong dương rơi vào cạm bẫy, xem ra loại thủ pháp này bì môn nhất là thường dùng. Hai người bọn họ cũng được cho cảnh giác, nhưng cuối cùng vẫn lấy người ta đạo nhi. Hoa Trục Nguyệt có chút áo não nói, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Vẫn là bị bọn hắn tính kế, sớm biết như thế chúng ta liền không nên lưu lại ở. Hứa Thuần Lương nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, cái này chứng minh chúng ta cách nhìn thấy Hạ Hầu Tôn không xa. Hoa Trục Nguyệt nói, xem ra chúng ta thân phận đã bại lộ. Hứa Thuần Lương nói, chuyện sớm hay muộn, ta đoán chừng Nghiêm Hồng kia hàng muốn đem chúng ta cho ra bán. Nghiêm Hồng vừa mới chìm vào giấc ngủ, liền bị người dùng đao chống đỡ cổ, ánh đèn sáng lên. Đã thấy cái kia dâu quai nón dùng một thanh khố nhĩ khuếch loan đao kề sát tại cổ của hắn trên động mạch, dâu quai nón thở dài một tiếng nói, đừng động, cắt vỡ động mạch nhưng ngăn không được máu. Nghiêm Hồng run giọng nói, ngươi cái này là vì sao đều là đồng môn. Dâu quai nón cười hắc hắc một tiếng nói, đại tiểu thư muốn gặp ngươi. Hắn ném đi một phó thủ còng tay cho Nghiêm Hồng. Nghiêm Hồng minh bạch hắn ý tứ, thành thành thật thật đem mình cho còng lại. Đi theo dâu quai nón lần nữa tới đến vừa rồi bách thảo trong lâu. Tào Mộc Lan đã dỡ xuống giáp trụ, thân mặc váy dài trắng, kia tựa như yêu mỹ nữ tử áo đỏ tại bên người nàng cung kính vì nàng châm trà. Nghiêm Hồng cố giả bộ trấn định giơ lên mang theo còng tay tay nói, Tào Tổng cái này là ý gì? Tào Mộc Lan nói, cùng ngươi qua đây kia hai cái là ai? Nghiêm Hồng mặc dù ý thức được không ổn, nhưng là không có lập tức thừa nhận, vẫn dựa theo lúc trước cùng Hứa Thuần Lương thương lượng xong nói. Bọn hắn là ta cộng tác chúng ta cùng một chỗ tiến về Đông Châu ám sát Hoa Trục. Tào Mộc Lan nhẹ giọng thở dài, nhìn kia nữ tử áo đỏ một chút, nữ tử áo đỏ nhìn qua Nghiêm Hồng nở nụ cười, tiếu dung vũ mị dụ hoặc, đột nhiên nàng giương một tay lên, một đạo hàn quang rời khỏi tay, lại là một thanh tấc hơn chiều dài phi đao, thẳng đến Nghiêm Hồng đùi phải, thật sâu không có vào trong thịt. Nữ tử kia xuất đao tốc độ cực nhanh, liền xem như bình thường Nghiêm Hồng cũng rất khó tránh đi, huống chi hai tay bị còng. Nghiêm Hồng đau đến hét thảm một tiếng, cúi đầu nhìn lại, phi đao cho đến lút cán, vào thịt rất sâu, hắn đang muốn rút ra. Tào Mộc Lan nói, Hồng Tụ, người tại sao có thể đối xử như thế khách nhân đâu? Nhanh đi tướng đao rút ra, gọi Hồng Tụ nữ tử kia lắp bắp nói, ta sai rồi. Nàng từng bước một hướng Nghiêm Hồng đi đến. Nữ tử kia mặc dù yêu mị mỹ lệ, nhưng tại Nghiêm Hồng trong mắt lại phi thường đáng sợ, hắn lắc đầu, không cần. Tào Mộc Lan lạnh lùng nhìn qua hai mắt của hắn nói, ta ngươi cũng không nghe sao. Nghiêm Hồng bị Tào Mộc Lan khí thế chấn nhiếp, ngả vào một nửa tay đậu ở chỗ đó. Hồng Tụ đi vào Nghiêm Hồng bên người, bắt lấy chuôi đao một thanh liền rút ra, lộ ra không ít vết máu, trong đó có mấy điểm nhiễm tại Hồng Tụ đỏ trên váy, Nghiêm Hồng đau đến cắn chặt răng. Hồng Tụ mân mê bờ môi nói, chán ghét, đem y phục của người ta đều làm bẩn. Nàng vậy mà trở tay một đao. Lại đem cây đao này một lần nữa cắm trở về Nghiêm Hồng đùi. Nghiêm Hồng kêu lên một tiếng đau đớn, trong khoảnh khắc trên trán vải đầy mồ hôi lạnh. Tào Mộc Lan tựa hồ cái gì cũng không thấy, điềm nhiên như không có việc gì nói, hai người bọn họ đến tột cùng là ai. Nghiêm Hồng ý thức được kế hoạch của bọn hắn đã hoàn toàn bại lộ, kêu thảm nói, Tào Tổng,
đều là bọn hắn bức ta, người nam kia gọi Hứa Thuần Lương, nữ chính là Lan Hoa Môn Hoa Trục Nguyệt. Phòng tuyến một khi sụp đổ liền tựa như hồng thủy bãi đê, Nghiêm Hồng tướng chuyện này trải qua từ đầu tới đuôi nói một lần. Tào Mộc Lan nghe xong đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Hồng Tụ lại đem cây đao kia rút ra, đáng thương Nghiêm Hồng không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho thi ngược, tổn thương ngụm máu tươi đã đem quần nhuộm đỏ. Hồng Tụ gọi tới dâu quai nón, giúp đỡ Nghiêm Hồng tướng trên đùi vết thương băng bó kỹ, dùng miếng vải đen bịt kín cặp mắt của hắn, hết thảy làm xong sau, dâu quai nón cùng Hồng Tụ tất cả đều lui xuống. Tào Mộc Lan nói, Nghiêm Hồng, người đã là bì môn tử đệ liền nên biết trong môn quy củ, cùng ngoại nhân tổn hại đồng môn lợi ích, muốn ba đao sáu động thanh lý môn hộ. Nghiêm Hồng dọa đến té quỵ dưới đất, Tào Tổng tha mạng, ta là bị buộc, kia Hứa Thuần Lương thủ đoạn ác độc, đối ta đủ kiểu làm nhục, ta không sợ chết, thế nhưng là kia Thu Hậu tuyệt mệnh châm tra tấn thật sự là làm ta không cách nào nhịn được thụ. Tào Mộc Lan nhẹ gật đầu, nói khẽ, ngươi đến gần chút, ta giúp ngươi nhìn xem. Nghiêm Hồng đi về phía trước hai bước, dưới chân lại là không còn, hắn sợ hãi quát to một tiếng, thân thể từ một cái trong lỗ thủng rơi thẳng xuống. Nghiêm Hồng từ 6-7 mét chỗ cao rơi xuống, rơi thất điên bát đảo, chờ hắn tỉnh táo lại, nhìn thấy phía trước có một đạo ánh đèn, chịu đựng đau đớn từ dưới đất bò dậy, hướng đèn sáng phương hướng đi đến, đèn sáng địa phương ngồi một vị lão giả râu tóc bạc trắng, lão giả kia đang xem thư. Nghe được Nghiêm Hồng tiếng bước chân, lão giả để quyển sách trên tay xuống, hướng hắn vẫy vẫy tay nói, ngươi lại tới. Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt rất nhanh liền phát hiện bọn hắn rớt xuống trong một mê cung, cái này dưới đất thông đạo khúc chiết lượn vòng, mấy lần nếm thử cuối cùng vẫn quấn trở lại nguyên địa. Hoa Trục Nguyệt nói, đây rõ ràng là một tòa mê cung. Hứa Thuần Lương nói, cái này Tào Mộc Lan rất có một bộ. Hoa Trục Nguyệt nói, người nói là cái này mê cung dưới mặt đất là nàng kiến tạo. Hứa Thuần Lương lắc đầu, cái này mê cung dưới mặt đất hẳn là có tuổi rồi, nếu như ta không có đoán sai, rất có thể là một tòa chưa bị phát hiện tàng binh động. Tào Tháo tàng binh động. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Hoa Trục Nguyệt đi qua đã từng tới Tiếu Thành, cũng tham quan qua tàng binh động, nàng chỗ tham quan tàng binh động cũng là vì công chúng quen thuộc, đã từng bởi vì Tống Triều Hoàng Hà vỡ, thành trì bị chìm vận binh đạo cũng bị chảy ngược ứ nhét, từ đó chôn sâu dưới mặt đất hơn 700 năm chưa bị phát hiện. Thẳng đến thế kỷ trước thời năm 1970, rộng rãi nhân dân quần chúng hưởng ứng đào sâu động, rộng tích lương hiệu triệu, tại thành khu đào hầm trú ẩn, một lần tình cờ để tòa này chôn giấu dưới mặt đất trăm ngàn năm cổ điện nói lộ ra nó tranh vanh. Theo chuyên gia khảo chứng, đây chính là trong truyền thuyết Tào Tháo vận binh đạo. Đầu này vận binh đạo bị giới khảo cổ ca tụng là dưới mặt đất trường thành, bao quát Tiêu Vọng Lâu cùng cổ điện nói hai bộ phận, toàn bộ địa đạo kinh vĩ xen lẫn, răng khắp nơi, bố cục ảo diệu, biến hóa đa dạng, lập thể phân bố, kết cấu phức tạp. Răng khắp nơi, kéo dài tĩnh mịch, cho đến ngoại ô, trước mắt đã xác minh liền có gần 8 cây số. Xem ra Tào Mộc Lan ở chỗ này nhận thầu thổ địa trồng thuốc bắc, mục đích thực sự lại tại đầu này dưới mặt đất trường thành. Bọn hắn chỗ mê cung là năm đó Tào quân vì phòng ngừa quân địch xâm nhập thiết lập, từ Tào Tháo dưới trướng chứ danh mưu sĩ Quách Gia tự mình thiết kế, cái này Quách Gia bình Lữ Bố, định Hà Bắc, diệt Ô Hoàn, trấn Liêu Đông, trí tuệ mưu lược không tại Gia Cát phía dưới. Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt quanh đi quẩn lại nửa ngày không hề rời đi cổ mê cung, điện thoại của hai người cũng không có tín hiệu. Hứa Thuần Lương nhìn qua trải rộng mặt đất đào hoa sát, trong lòng thầm nghĩ, nếu như không phải mình có thể giải độc, chỉ sợ hiện tại đã cùng Hoa Trục Nguyệt làm ra cầu thả sự tình. Hoa Trục Nguyệt thấp giọng nói, tiếp tục như vậy vòng xuống đi không phải biện pháp, ta luôn cảm thấy bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó dám thị lấy nhất cử nhất động của chúng ta. Nàng nhắc nhở Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nói, lên giường. Hoa Trục Nguyệt sửng sốt một chút, cái gì? Hứa Thuần Lương nói, lên giường lại nói. Hoa Trục Nguyệt mặc dù rộng rãi, hiện tại cũng không nhìn được có chút ngượng ngùng, xấu hổ nói, đến lúc nào rồi, người thế mà còn nghĩ những thứ này. Hứa Thuần Lương ý thức được nàng nghĩ sai ta. Hoa Trục Nguyệt nói, lại nói người hai ngày này thân thể không tốt. Hứa Thuần Lương thật sự là dở khóc dở cười. Nữ nhân nghe được lên giường hai chữ liền không thể muốn chút khác. Lên giường liền không thể vì suy nghĩ, liền không thể vì che giấu tai mắt người, liền không thể xử lý điểm lao động trí óc, liền không thể đơn thuần nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh. Nàng ngược lại là sẽ vì chính mình cân nhắc, bất quá nghe nhưng không thoải mái, làm sao nhìn có chút thấp chính mình ý tứ. Hứa Thuần Lương nói, lên giường thương lượng. Hoa Trục Nguyệt giờ mới hiểu được hắn ý tứ,
Còn tốt tại cái này đen như mực địa động bên trong, chung quanh cũng không có người nào khác tại, không phải thật sự là mắc cỡ chết được, thật muốn tìm cái lỗ để chui vào. Hai người một lần nữa trở lại trên giường, nhắc tới cái giường chất lượng thực là không tồi, từ cao như vậy địa phương rơi xuống y nguyên hoàn hảo không việc gì. Hứa Thuần Lương bám vào Hoa Trục Nguyệt bên tai nói, hoa đào này sát chính là một loại mãn tính thôi tình dược vật, người hút vào về sau sẽ kích phát nguyên thủy bản năng, mặc kệ nam nam vẫn là nam nữ đều sẽ đánh mất xấu hổ chi tâm, làm ra không thể miêu tả sự tình, điên cuồng đi muốn cho đến tinh nguyên hao hết. Hoa Trục Nguyệt nhỏ giọng nói, xem ra cái này Tào Mộc Lan cùng Vũ Viên Nghĩa là cùng một trận doanh. Trong lòng thầm nghĩ, nếu như không phải Hứa Thuần Lương kịp thời phát hiện, bọn hắn hiện tại chẳng phải là biến thành xâm nhập nghiên cứu thảo luận quan hệ. Hoa Trục Nguyệt nội tâm cảm giác phi thường phức tạp, nàng ý thức được thật muốn đến một bước kia, nàng cũng sẽ không trách Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nói, Tào Mộc Lan là ai, chúng ta cô đã lâu không đi quan tâm nàng, nhưng là cái này mê cung dưới mặt đất rắc rối phức tạp, bên trong nên ẩn giấu đi một cái cổ đại trận pháp chi đạo không phải ta sở trường, vừa rồi bọn ta đã thử qua, vẫn là tìm không thấy lối ra, cho nên chúng ta chỉ có thể tương kế tự kế. Hoa Trục Nguyệt đương nhiên biết rõ hắn nói tới tương kế tự kế là cái gì, dù sao Tào Mộc Lan không rõ ràng tình huống của bọn hắn, nên cho là bọn họ hút vào đào hoa sát về sau ngay tại mê thất bản tính. Hoa Trục Nguyệt nói, ý của ngươi là, chúng ta giả ra chúng độc dáng vẻ, diễn cho bọn hắn nhìn. Hứa Thuần Lương đem chăn che tại trên người của hai người, thấp giọng nói, ta đoán chừng Tào Mộc Lan sẽ không đảm nhiệm chúng ta tự sinh tự diệt, căn cứ đào hoa sát dược tính cùng nhân thể đặc thù. Người bình thường đang hút vào đào hoa sát tình trạng dưới, phát tác về sau sẽ bảo trì cực kỳ trạng thái điên cuồng, loại trạng thái này nhất duy trì thêm một giờ liền tình trạng kiệt sức. Hoa Trục Nguyệt nói, Tào Mộc Lan không có tốt như vậy lừa gạt, có thể hay không bị nàng nhìn thấu. Hứa Thuần Lương nói, hẳn là sẽ không nhìn ra, đương nhiên chúng ta biểu diễn muốn đầu nhập một chút. Hoa Trục Nguyệt nói, như thế nào đầu nhập, hỏi xong chính mình cũng có chút ngượng ngùng, Hứa Thuần Lương có ý tứ là hai người đến giả vờ giả vịt. Lâm thời thêm một trận giường hí. Hoa Trục Nguyệt cũng không phải chuyên nghiệp diễn viên, Hứa Thuần Lương cũng không phải, bất quá loại này thiếp thân động tác hí, nhưng phàm là người bình thường đều biết, bản có thể gây ra. Trong động đất một vùng tăm tối, Hứa Thuần Lương bám vào Hoa Trục Nguyệt bên tai thấp giọng nói, người trước kêu một tiếng ta nghe một chút. Hoa Trục Nguyệt mắng, dựa vào cái gì ta trước gọi, người không thể để cho a. Hứa Thuần Lương nói, hết thảy vì thoát khốn. Nhân phẩm của ta ngươi còn không tin được. Nói như vậy hút vào đào hoa sát về sau đều là nhà gái phát biểu tương đối nhiều. Hoa Trục Nguyệt âm thầm cắn răng, hôm nay không thèm đếm xỉa. Hứa Thuần Lương nói, ngươi ngược lại là gọi a. Hoa Trục Nguyệt tức giận đến đều muốn đem hắn đá xuống giường đi, liền xem như diễn viên cũng phải ấp ủ một hạ cảm xúc a, mình lại không trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, thử nghiệm kêu một tiếng, Hứa Thuần Lương lâm thời xung làm đạo diễn sừng sắc, dạng này gọi không được. Nghe vào cùng bị đánh, nghe xong chính là giả. Hoa Trục Nguyệt thật sự là im lặng, hắn yêu cầu vẫn rất cao, ngươi năng lực chính ngươi gọi a, lại nói trên đời này không phải tất cả nữ nhân đều thích phát ra tiếng, mà lại loại tình huống này hoàn toàn không có tư tưởng. Hoa Trục Nguyệt nhỏ giọng nói, không có cảm xúc kêu không được. Hứa Thuần Lương thở dài, đưa tay ôm bờ vai của nàng, nhỏ giọng nói, hai ta trước bồi dưỡng một chút tình cảm, ngươi coi như ta là ngươi thích người. Hoa Trục Nguyệt bị hắn ôm, cảm giác thân thể đều xốp giòn, hiện tại nàng cũng hoài nghi tiểu tử này là cố ý chiếm tiện nghi của mình, nhưng nàng cũng không có kháng cự ý tứ, trong lòng thầm nghĩ cái gì coi như, vốn chính là, kiều thân thể dán tại Hứa Thuần Lương trên thân, loại này tiếp xúc gần gũi cảm giác thật sự là vô cùng hưởng thụ. Trở tay cũng tướng Hứa Thuần Lương ôm lấy. Hứa Thuần Lương thế mà còn mặt dày vô sỉ nhắc nhở Hoa Trục Nguyệt, hoa tỷ, ta cái này nhưng cũng là vì thoát khốn suy nghĩ. Không có thừa cơ chiếm tiện nghi ý tứ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng hiểu lầm a. Ừm, Hoa Trục Nguyệt thanh âm vũ mị chọc người. Hứa Thuần Lương cảm giác thân thể nào đó bộ phận đã bắt đầu hướng nàng chào mừng, nội tâm vừa có tà niệm sinh ra, trong kinh mạch liền có đao cắt đau đớn truyền đến, hắn bởi vì thống khổ mà hét thảm một tiếng. Hoa Trục Nguyệt cho là hắn đang diễn trò, hắn đều gọi đến lớn tiếng như thế, mình cũng phải phối hợp. Hai người dần dần nhập hí. Dương sáng rõ két két. Tựa như địa chấn đến, Hoa Trục Nguyệt cũng không khỏi lo lắng chương này như thế rắn chắc giường có thể hay không bị hắn cho giày vò tan ra thành từng mảnh, càng lo lắng chính là giữa bọn hắn có thể hay không va chạm gây gổ, làm sao cảm giác không khí càng ngày càng mập mờ. Tào Mộc Lan lúc này cũng tại vận binh đạo bên trong,
nàng vị trí có thể rõ ràng nghe được Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt thanh âm, nghe trong chốc lát, liền nàng cái này dự thính người đều cảm thấy không có ý tứ. Bên người tên kia gọi Hồng Tụ nữ tử một đôi mắt sáng rực phát quang, nói khẽ, bọn hắn hảo hảo khoái hoạt a. Tào Mộc Lan lạnh lùng nhìn nàng một cái nói, ngươi có phải hay không rất muốn gia nhập? Hồng Tụ cúi đầu xuống, không dám. Tào Mộc Lan nói, ngươi ở chỗ này nhìn bọn hắn chằm chằm, chờ ta trở lại về sau mới quyết định. Trong lòng thầm mắng, không nói không muốn chỉ nói không dám, làm ta nghe không ra ngươi đang suy nghĩ gì. Hồng Tụ nói, tình hình chiến đấu kịch liệt như thế, ta đoán chừng nhiều nhất một cái giờ bọn hắn liền sẽ gần mệt kiệt lực, tinh nguyên hao hết. Tào Mộc Lan nói, hai người này quỷ kế đa đoan, ngươi không thể chủ quan. Hồng Tụ nói, mặc cho bọn hắn như thế nào lợi hại cũng ngăn không được đào hoa sát hiệu lực. Tào Mộc Lan đã quay người đi. Nghiêm Hồng ghé vào trên bệ đá không nhúc nhích, Hạ Hầu Tôn trước đây đã vì hắn đã kiểm tra, biểu lộ ngưng trọng, xem ra tình huống cũng không lạc quan. Tào Mộc Lan nói, phụ thân, hắn tình huống thế nào? Hạ Hầu Tôn thở dài nói, cái này Hứa Thuần Lương đến tột cùng là ai? Vậy mà tại Nghiêm Hồng thể nội gieo xuống độc châm, đương thời bên trong có thể nắm giữ loại thủ pháp này người cũng không nhiều. Tào Mộc Lan nói, hắn nói là thu hậu tuyệt mệnh châm. Hạ Hầu Tôn nói, thu hậu tuyệt mệnh châm ta cũng chỉ là tại trong bí tịch thấy qua, về phần như thế nào hạ châm, giải thích như thế nào trừ phương pháp sớm đã thất truyền đã lâu, cái này Hứa Thuần Lương trẻ tuổi như vậy thế mà hiểu được cái này sự tình. Tào Mộc Lan nói, ta tra qua tư liệu của hắn, hắn xuất thân hồi Xuân Đường, hoàn toàn chính xác ra học Uyên Thâm. Hạ Hầu Tôn nói, ta bế quan những năm này, nghĩ không ra xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy. Tào Mộc Lan nói, lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây, còn không phải như vậy bị ta vây ở Hồng Trần Luân Hồi trong trận. Hạ Hầu Tôn thâm thúy ánh mắt rơi vào nữ nhi trên mặt, thấp giọng nói, hắn cùng chúng ta không cừu không oán, ngươi chẳng lẽ dự định đuổi tận giết tuyệt. Tào Mộc Lan nói, bọn hắn cùng Vũ Viên Nghĩa có thù lần này tới chính là vì truy cứu trách nhiệm của chúng ta, nhất là cái kia Hoa Trục Nguyệt, cơ bộ Diêu mất tích về sau tướng Lan Hoa Môn chỉ huy điều hành đại quyền giao cho nàng, nàng trên thực tế ngay tại hành xử môn chủ chức vụ. Hạ Hầu Tôn nói, chẳng lẽ người nghĩ vây khốn bọn họ cả một đời hay sao? Tào Mộc Lan lắc đầu nói, kia ngược lại không đến nỗi, mặc hắn nhóm hai người như thế nào lợi hại, cũng tránh không khỏi đào hoa sát, chờ bọn hắn sức cùng lực kiệt, chuyện xấu làm tận, nắm trong tay của ta bọn hắn hắc liệu, lượng bọn hắn ngày sau cũng không dám lại làm trái mệnh lệnh của ta. Chỉ sợ bọn họ chưa hẳn chịu nghe lời ngươi. Tào Mộc Lan lạnh hừ một tiếng, bọn hắn nếu là không nghe, ta liền để bọn hắn vĩnh viễn biến mất. Hạ Hầu Tôn nhìn qua nữ nhi trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, nữ nhi mặc dù tuổi trẻ thế nhưng là tâm cơ thủ đoạn đã là siêu quần bạt tụy, giang hồ hiểm ác, ở trước mắt hoàn cảnh xã hội dưới, bì môn sinh tồn càng phát ra gian nan, nếu như không áp dụng một chút thủ đoạn phi thường đừng nói gắn bó bì môn vận chuyển, liền liền tự vệ cũng khó khăn. Nhất là mình bế quan những năm này, tất cả sản nghiệp tất cả đều dựa vào nữ nhi kinh doanh, chẳng những dược liệu sinh ý làm được hồng hồng hỏa hỏa. Hơn nữa còn để đi qua đám kia bộ hạ cũng ngoan ngoãn, đây là hắn lúc trước không nghĩ đến. Bì môn hiện tại tai họa ngầm lớn nhất liền là huynh đệ kết nghĩa của hắn Vũ Viên Nghĩa. Vũ Viên Nghĩa từ khi nhi tử sau khi chết, cả người liền trở nên càng phát ra cực đoan điên cuồng, vì báo thù không từ thủ đoạn, thậm chí tướng pháp luật đặt không chú ý. Từ xưa đến nay, bì môn đệ tử mặc dù làm qua rất nhiều chuyện xấu, nhưng là nhiều là vì lợi ích, giống Vũ Viên Nghĩa loại này đánh mất lý trí rất ít. Tào Mộc Lan nói, phụ thân, có câu nói ta không biết đương giảng vẫn là không làm giảng. Hạ Hầu Tôn cười nói, người ta cha con ở giữa còn có cái gì không thể nói. Tào Mộc Lan nói, hai người kia sở dĩ có thể sờ đến chúng ta tổng đàn, cuối cùng là Vũ Viên Nghĩa cho khai ra. Hạ Hầu Tôn thở dài một hơi nói, người nhị thúc con độc nhất bởi vì Lan Hoa Môn chết thảm, hắn muốn tìm Lan Hoa Môn báo thù cũng tình có thể hiểu. Vũ Viên Nghĩa tại bọn hắn kết bái huynh đệ bên trong sắp xếp hành lão nhị, cho nên Hạ Hầu Tôn nói như vậy. Tào Mộc Lan nói, mối thù giết con không đội trời chung, hắn là nhi tử báo thù ta không lời nào để nói, nhưng là hắn đánh lấy bì môn cờ hiệu hướng Lan Hoa Môn điên cuồng trả thù, đã nguy hiểm cho đến ích lợi của chúng ta. Hạ Hầu Tôn làm sao có thể không biết nữ nhi ý tứ, nàng đã không chỉ một lần đưa ra Vũ Viên Nghĩa cho bì môn mang đến quá nhiều phiền phức, hẳn là nhanh chóng cùng người kia phân rõ giới hạn. Nếu không về sau Vũ Viên Nghĩa vạn nhất dẫn xuất lớn phiền phức, sợ rằng sẽ liên lụy toàn bộ bì môn. Tại Tào Mộc Lan xem ra phụ thân vẫn là quá giảng cứu nghĩa khí giang hồ, thời đại đang biến hóa, đi qua bộ kia đã không được.
Đêm nay phiền phức mặc dù là Nghiêm Hồng mang tới, nhưng nếu như không có thúc thúc hắn chỉ đường, hắn cũng không có khả năng lại tới đây cầu kiến môn chủ. Mà chuyện này cuối cùng là từ Vũ Viên Nghĩa gây nên, Tào Mộc Lan cho rằng Vũ Viên Nghĩa là một viên chôn xuống siêu cấp địa lôi, viên này lôi sớm tối đều sẽ bạo tạc, bọn hắn cùng Vũ Viên Nghĩa nhất định phải phân rõ giới hạn, có câu nói là cần quyết đoán mà không quyết đoán tất thụ loạn. Hạ Hầu Tôn nói, Mộc Lan, người khác sự tình ta có thể mặc kệ, nhưng là ngươi nhị thúc từng cứu mạng của ta, ta làm sao nhịn tâm đem hắn trục xuất bỉ môn.